Chương 501, vào phòng. Đến khi mấy người Tô Tử Hàng thê thảm rời đi, Đường Thế Minh mới nói với Hoắc Khải, không có việc gì thì tôi đi trước nhé. Hoắc Khải gật đầu, cũng không nói nhiều với anh ta, Đường Thế Minh cũng không hỏi cô gái trên lầu có liên quan gì đến anh. Mối quan hệ của bọn họ, không phải là bạn bè, càng không phải là chủ tớ mà đều là vì nguyện vọng của giáo sư Triệu Vĩnh An nên mới có liên quan đến nhau. Việc riêng của người này đều không liên quan đến người kia không cần hỏi nhiều càng không cần quan tâm nhiều. Đôi mắt dõi theo hình bóng của Đường Thế Minh biến mất trong đêm tối, lúc này Hoắc Khải mới xoay người đi lên lầu. Sau khi anh gõ cửa, Cố Phi Dương nhanh chóng mở cửa ra. Vừa nhìn thấy anh thì bất giác giơ hai tay như muốn ôm lấy anh nhưng chỉ một giây sau, nhạc văn văn reo lên vui mừng khiến cô ta sướng lại. "Chú Lý, cô bé hớn hở nhào vào lòng Hoắc Khải, ôm cánh tay anh không rời, cháu không muốn chú đi đâu." Chú vừa đi thì người xấu đã đến bắt nạt cháu và mẹ rồi." Hình như có chút ngại ngùng với động tác vô thức vừa rồi, Cố Phi Dương nói, "Anh vừa đi một lát thì Tô Tử Hàng đưa người đến, bảo tôi đi uống rượu với anh ta. Tôi không đồng ý thì họ giơ tay ra bắt lấy tôi, còn may là tôi trốn nhanh, sau đó họ bắt đầu đập cửa, tôi không biết làm thế nào nên gọi điện cho anh." "Không sao, tôi đã dạy anh ta một bài học rồi, chắc một thời gian nữa sẽ không tới quấy rầy cô nữa đâu." Hoắc Khải nói. Cố Phi Dương gật đầu, không gặng hỏi thêm về vấn đề này nữa. Cô ta nhìn về phía thang máy, hỏi, người đi cùng anh là ai vậy? Sao không lên cùng? Chỉ là một người tốt đi ngang qua, thấy việc nghĩa thì giúp tôi, xong thì đi rồi, Hoắc Khải trả lời nói. Hai người các anh giỏi quá, tôi thấy mấy người kia đều bị hai anh đánh gục hết, Cố Phi Dương tỏ ra ngưỡng mộ, sao anh chưa từng nói với tôi, anh có khả năng đấu lại nhiều người như vậy? Đều do người qua đường kia giúp tôi. Nếu không nhờ anh ta, có khi chính tôi là kẻ phải nằm bò trên mặt đất ấy chứ." Hoắc Khải khiêm tốn nói. Lời nói này cũng không phải cố ý tỏ ra khiêm tốn, năng lực tự vệ của Hoắc Khải mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, hai, ba người thì không phải là đối thủ của anh. Nhưng đối mặt với năm vệ sĩ đã được huấn luyện thì Hoắc Khải không đánh được. Nếu không, anh cũng không cần phải nhờ đến sự bảo vệ của Đường Thế Minh. Đi vào nhà trước đã, vào rồi nói." Cố Phi Dương nói audio điện tử võ tấn bền Hoắc Khải liếc nhìn cô ta, Cố Phi Dương đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, chắc là cô ta vừa tắm xong một lát, tóc vẫn còn hơi ướt. Một người phụ nữ đơn thân, ăn mặc như thế mà mời một người đàn ông vào nhà giờ này thì quả thật là không tiện. Nếu có thể thì Hoắc Khải thà rằng lập tức rời đi, tránh bị người khác nhìn thấy lại bàn ra tán vào. Anh không sợ bị người khác nói gì mà sợ làm ảnh hưởng đến danh dự của Cố Phi Dương, dù sao nhiều khi danh dự của một người phụ nữ quan trọng hơn rất nhiều danh dự của một người đàn ông. Hình như cố phi dương cũng nhân ra điều này, gò má của cô ta đỏ bừng, hai tay theo phản xạ kéo chặt lại phần ngực áo ngủ, sau đó nói, anh vào trước uống chén nước, tôi đi mặc thêm áo khoác ngoài. Nhạc văn văn kéo tay hoác khải, vẻ mặt mong đợi nói, chú Lý, chú đừng đi nhé. Nhớ chú đi rồi, kẻ xấu lại đến thì làm thế nào? Tuy tô tử hàng bị dọa chạy té khói, theo lý mà nói chắc sẽ không quay lại gây chuyện, nhưng nhỡ xảy ra điều ngoài ý muốn thì sao? Giống như lúc trước, Hoác Khải sao có thể nghĩ đến người có thân phận như Tô Tử Hàng lại làm cái chuyện thối nát như thế? Cho nên tuy việc Tô Tử Hàng quay lại có khả năng không lớn nhưng cũng không phải là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Do dự một lát, cuối cùng thì Hoác Khải cũng chọn đi vào phòng. Không lâu sau, Cố Phi Dương mặc một áo khoác dài đi ra, tuy rằng cô ta tự cho rằng mình có lý do chính đáng để mời Hoắc Khải vào nhà, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa, cô ta vẫn không tránh khỏi cảm thấy hồi hộp. Từ khi chồng cô ta qua đời, đã bao nhiêu năm rồi không có người đàn ông nào xuất hiện trong căn nhà của cô ta vào lúc tối muộn. Nếu chỉ có một mình cố phi dương, chắc là cô ta sẽ hồi hộp đến nỗi không nói được câu nào. May mà con gái nhạc văn văn đang rất vui vẻ, lôi kéo hoác khải huyên thuyên không ngừng về những chuyện vui vẻ mà cô bé đã trải qua trong hai năm vừa rồi hoặc là những chuyện ở trên lớp đường đường còn nhớ cháu không cháu cũng rất nhớ bạn ấy nhạc văn văn nói lúc ở trường vì lúc đầu nhạc văn văn quá hướng nội lầm lì nên gần như không có bạn tất cả bạn học đều có nhóm của mình duy chỉ một mình cô bé là ít bạn bè chỉ có đường đường chủ động gần gũi nhạc văn văn khi có bạn học muốn bắt nạt cô bé thì cũng chính đường đường đã đứng ra bảo vệ cho đến bây giờ, nhạc văn văn vẫn luôn cảm thấy món ăn ngon nhất chính là những thứ mà đường đường lấy từ nhà, đút vào cặp sách rồi đem đến trường cho cô bé. Đây là tình bạn của cô bé, và cũng là những món ăn chú lý làm khiến cô bé thích nhất. Có thời gian thì có thể bảo mẹ đưa cháu trở về, rủ đường đường đi chơi nhé, Hoắc Khải nói. Thật sao, nhạc văn văn nhìn sang cố phi dương, mong đợi hỏi, mẹ, mẹ sẽ đưa con đi tìm đường đường chơi sao? Chú Lý nói bạn ấy cũng nhớ con đấy đợi đến kỳ nghỉ của con rồi nói cố phi dương nói ngày mai còn phải lên lớp đấy con đi ngủ đi không thì ngày mai không dậy được đâu con không ngủ nhạc phan văn, văn chạy ngay đến ôm lấy tay của hoác khải nói con không muốn đi ngủ nếu đi ngủ chú lý sẽ đi mất thấy con gái như con bạch tuộc bám lấy hoác khải cố phi dương cũng không thể làm gì chỉ có thể ngại ngùng nhìn hoác khải hỏi tối nay anh có thể ở đây không lúc hỏi câu này nhịp tim của cô ta như tăng lên gấp mấy lần bình thường gò má nóng bừng, tỏ rõ sự căng thẳng trong lòng. Đồng thời, cô ta cũng biết điều mà bản thân đang mong chờ. Nói vấn đề này cô ta hỏi thay con gái, không bằng nói là hỏi thay bản thân cô ta. Nhạc văn văn không muốn hoắc khải rời đi, chẳng phải cô ta cũng muốn như vậy sao? Hành động coi thường pháp luật, không có chút ý thức nào của Tô Tử Hàng đã dọa cho cố phi dương sợ hết hồn, không nghĩ đến người ở tầng lớp thượng lưu của xã hội lại có thể làm những chuyện bị ổi như thế. Hoác Khải không còn cách nào khác đành gật đầu. Anh biết hôm nay nếu không ở lại, sợ rằng hai mẹ con họ cả đêm không ngủ được. Ha ha, vui quá, nhạc văn văn vui mừng chạy ra cửa, lách tách khóa cửa lại. Hoác Khải và Cố Phi Dương thấy thế đều bật cười. Đây chỉ là hành động đơn thuần của trẻ con, hơn nữa cũng không phải là không mở được khóa. Nhưng từ điểm này có thể nhìn ra, nhạc văn văn thật sự hy vọng Hoác Khải có thể ở lại. Chú Lý, chú đừng đi đấy nhé, Lát nữa cháu sẽ ra kiểm tra, Nhạc Văn Văn dặn dò trước khi vào phòng ngủ. Hoắc Khải bật cười, nói yên tâm, chú đồng ý với cháu rồi thì sẽ không nuốt lời đâu. Nghe thấy chính anh bảo đảm như thế, Nhạc Văn Văn mới đi vào phòng ngủ, trên miệng còn lẩm bẩm một bài hát. Thấy con gái vào phòng đóng cửa, Cố Phi Dương quay lại nhìn anh, nói con bé này thật sự thích anh quá rồi. Trẻ con đều thích bám lấy người lớn, đó là điều bình thường, Đường Đường cũng thường như vậy, Hoắc Khải trả lời nói vì anh là người đáng để tin cậy là một người bố tốt cố phi dương nói lời này nói ra khiến cả hai người rơi vào im lặng một lát sau cố phi dương mới không đừng được mà nói tiếp thật sự văn văn rất thiếu thốn tình thương của bố anh cũng biết con bé chưa từng được gặp bố cũng vì thế mà tính cách cũng lầm lì hơn những đứa trẻ khác nhiều hai năm nay tôi thường đưa con bé đến học múa ở phòng tập cố ý tạo cho con bé cơ hội nói chuyện nhiều với người khác từ đó mà nuôi dưỡng sự tự tin và có cảm giác quen với sự tiếp xúc với mọi người. Hai năm rồi, ít nhiều cũng có chút cải thiện, nhưng ngoài anh ra, con bé vẫn rất ít thể hiện cảm xúc trước mặt người ngoài. Cô bé như bây giờ đã tốt lắm rồi, đừng ép quá. Có lúc tiếp xúc với bên ngoài quá nhiều lại không phải là chuyện tốt. Trên thế giới này, có rất nhiều những chuyện đen tối, không gặp phải nó có khi lại sống vui vẻ hơn, hoắc khải nói. Có những người giống như tô tử hàng sao. Còn tồi tệ hơn anh ta rất nhiều, cũng coi như cô may mắn không gặp phải chuyện quá phiền phức, Hoắc Khải nói. Dấn thân vào thương trường nhiều năm, Hoắc Khải đã gặp không ít mặt tối của thế giới này, nhiều người phụ nữ đẹp như Cố Phi Dương đều vì nhan sắc mà phải chịu rủi ro. Thế giới này đối với những người đẹp rất thân thiện, nhưng đó chỉ là ở tầng lớp thấp. Còn ở trong tầng lớp thượng lưu của xã hội, nhan sắc lại là một gánh nặng. Mỗi người ở tầng lớp thượng lưu sẽ không coi phụ nữ có nhan sắc như một đối tượng bình đẳng. Đối với họ, đây chỉ là một loại hàng hóa, một đồ chơi có thể đem ra để khoe khoang. Thế nào là bình hoa? Tầng lớp thấp thì không có bình hoa, bình hoa là đồ vật mà quý tộc mới có. Cho nên nếu tôi gặp phải chuyện như vậy, anh, sẽ ghét bỏ tôi sao? Cố Phi Dương bỗng nhiên hỏi. Vấn đề này khiến Hoác Khải sững sờ, sau đó đưa tay sờ sờ mũi, không nói lời nào vì anh thật sự không có cách nào trả lời chương 502, thu nhập năm. Nếu anh trả lời là không ghét bỏ thì cố phi dương sẽ nghĩ thế nào? Có khi nào lại cảm thấy, lời nói này có ý tứ gì khác, nhỡ mà vì thế khiến xảy ra hiểu lầm thì sẽ không dễ xử lý. Còn nếu nói ghét bỏ, vậy thì quá là ngại ngùng, kiểu lời nói khó nghe như vậy sao có thể nói ra lời đây? Cho nên, Hoác Khải chỉ biết ngậm miệng, chọn lựa không nói gì cả. Mà cố phi dương cũng nhận ra, Câu hỏi mà mình đưa ra khiến người khác không biết trả lời như thế nào nên không truy hỏi đáp án. Cô ta cảm thấy hơi mất tự nhiên, bèn đứng dậy nói anh có muốn uống chút nước không? Được, Hoác Khải gật đầu. Cố Phi Dương đi rót cho anh một cốc nước, sau đó lại ngồi xuống, hai người không tìm được đề tài nào để nói chuyện nên cứ ngồi không như thế. Cuối cùng, vẫn là Hoác Khải không chịu nổi bầu không khí này, chủ động hỏi công ty vũ đạo của cô có từng nghĩ đến những phương hướng phát triển không? tôi cảm thấy những ngành nghề kiểu này có tính linh hoạt rất lớn anh có ý tưởng gì không cố phi dương hỏi rất đơn giản bây giờ công ty của chúng tôi đang phát triển mối liên hệ giữa kỹ thuật VR với giao tiếp xã hội thể thao giảm cân và các ngành nghề khác vũ đạo cũng có thể được phân vào nhóm bộ môn thể thao giảm cân nếu cô có hứng thú thì có thể thử hợp tác với công ty chúng tôi tiến hành nghiên cứu kiểu mẫu VR kiểu mẫu cụ thể rất đơn giản chính là dựa vào thiết bị VR tạo những cảnh ảo tại nhà của học viên rồi từ đó mà tạo ra bầu không khí thật như ở phòng tập. Hoác Khải nói chuyện rất say xưa, bàn về chuyện công việc, anh có thể nói từ cơ bản cho đến chuyên sâu mà lại rất dễ hiểu. Nên cho dù đây là lần đầu tiên Cố Phi Dương nghe đến kiểu mẫu kết hợp này thì vẫn có thể hiểu rõ. Mà sau khi hiểu được thì cô ta càng thêm ấn tượng sâu sắc với Hoác Khải. Vì sau khi thành lập công ty vũ đạo, cô ta chỉ nghĩ đến việc dạy người khác học vũ đạo, nếu thỉnh thoảng có sáng tạo mới thì cũng chỉ là sự phát triển thêm một chút trên nền móng cơ bản. Kiểu mẫu mà Hoác Khải nói đã tách rời ra hẳn căn bản của công ty vũ đạo, cho dù cố Phi Dương không hiểu lắm về kinh doanh nhưng cũng có thể nghe hiểu tiềm năng trong đó. Thiết bị mang kỹ thuật VR là do cá nhân mua về, sau khi tạo cảnh ảo thì công ty vũ đạo có thể tiết kiệm được một khoản chi phí lớn. Thậm chí vì sự kết hợp kỹ thuật phân màn hình mà một người có thể đồng thời dạy nhiều lớp, từ đó mà tiết kiệm được nhân lực. Phần lớn chi phí của công ty Vũ đạo nằm ở hai phương diện này. Cho nên từ góc nhìn này mà nói, thì một khi kỹ thuật VR kết hợp với công ty Vũ đạo thì mọi người ở nhà cũng tham gia buổi luyện tập vũ đạo của anh, mà anh ở nhà cũng có thể dạy được người khác, tương đương với việc giảm chi phí tới mức có thể không cần để ý đến nó. Chưa nói những chuyện khác, chỉ riêng việc xây sửa, trang trí phòng tập cũng đã mất một khoản lớn. Trước đây, Cố Phi Dương đã tốn hơn triệu tệ tiền tu sửa nên hiểu rõ vấn đề này. Từ trước đến nay, cô ta chưa từng nghĩ có thể giảm chi phí xuống gần như bằng không. Thấy dáng vẻ say sưa bàn luận của Hoắc Khải, trong ánh mắt Cố Phi Dương tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, bộ óc thiên tài mới có thể nghĩ đến việc phát triển sự kết hợp các ngành nghề với nhau. Trên thực tế, kỹ thuật VR của Hoắc Khải không chỉ giới hạn với công ty vũ đạo, mà mọi ngành nghề đều có thể vận dụng. Giống như kho ứng dụng trên điện thoại bây giờ, chỉ cần sau này anh cung cấp cảnh ảo, ứng dụng kiểu mẫu, thì có thể sử dụng kỹ thuật VR của hy vọng mới để bán hàng trên mạng. Tham vọng của Hoác Khải rất lớn. Anh muốn tạo một chuỗi sản nghiệp to lớn hơn các nền tảng sinh thái lớn hiện nay. Nhất là với sự phát triển rộng rãi của kỹ thuật 5 giờ giúp việc này có tính khả thi càng lớn hơn. Đây cũng là lý do tại sao anh lựa chọn dốc hết sức phát triển kỹ thuật VR. Vì anh có thể nhìn thấy thế giới của tương lai, nhất định là sự kết hợp của thực tế ảo sẽ trở thành xu hướng chính, không có bất kỳ ranh giới nào rõ ràng trừ một chuyện vẫn giữ nguyên như cũ, đó là ăn uống. Hưởng thụ món ngon chính là khứu giác, vị giác và cảm giác thỏa mãn của một cái dạ dày đã no. Tuy kỹ thuật VR có thể tạo ra khứu giác, thính giác, thị giác gần giống hiện thực nhưng vị giác và cảm giác no thì rất khó dựa vào kỹ thuật để thực hiện. Đó đều là hiệu quả của quá trình chuyển từ cảm giác một bộ phận của cơ thể đến hoạt động của hệ thần kinh. Muốn thực hiện được điều đó thì bắt buộc phải kết hợp với y học, thông qua việc sử dụng dòng điện nhỏ để tạo ra kích thích trên dây thần kinh. Nói thẳng ra là khiến anh xuất hiện ảo giác. Nhưng Hoác Khải rằng, phương thức này không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Một là sự kết hợp giữa kỹ thuật VR và y học khá phức tạp. Hai là cách làm này rất dễ gây tai họa ngầm. Ví dụ như một người sử dụng kỹ thuật VR trong thời gian dài để tạo cảm giác no, nhưng trên thực tế thì anh ta lại thiếu dinh dưỡng nếu kéo dài tình trạng đó thì ngộ nhớ xuất hiện tình trạng suy dinh dưỡng hoặc các tác dụng phụ khác thì làm thế nào? Trước khi chưa có cách giải quyết những vấn đề khó khăn này thì ngành thực phẩm chỉ đóng vai trò cung cấp tư liệu nghiên cứu trong kỹ thuật VR. Những ý tưởng này, Hoác Khải cũng không giấu giếm cố phi dương. Tất nhiên rồi, đây đều là những thông tin chủ yếu mà anh đến tuyên truyền ở các công ty lớn. Chỉ cần khiến người khác nhìn thấy tương lai tươi đẹp mới có thể sẵn sàng gia nhập vào nhóm của anh nói một lúc lâu, cho đến khi cảm thấy cổ họng có chút khát, Hoắc Khải mới dừng lại uống một ngụm nước. Đã rất lâu rồi anh không say xưa, vui sướng thảo luận công việc với ai đó. Tuy rằng trước đây anh cũng thuyết trình với các công ty lớn những điều này, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống. Khi thuyết trình ở các công ty kia thì phải thật nghiêm túc, trang trọng và có mục đích. Nhưng khi nói chuyện với cố Phi Dương thì lại mang hương vị của một buổi thảo luận chia sẻ sở thích cá nhân nên mang lại cảm giác thoải mái không thể tìm được từ người khác. Chỉ là khi Hoắc Khải nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Cố Phi Dương nhìn anh chăm chú thì không nén nổi đưa tay sờ lên mặt, sau đó hỏi cô Cố, cô, cô có đang nghe không? Sau khi anh gọi lớn một tiếng thì Cố Phi Dương mới hoàn hồn, nhận ra mình đã nhìn Hoắc Khải đến ngẩn ngơ, đột nhiên cô có chút xấu hổ, nói tôi đang nghe. Anh nói rất hay, tôi nghe đến mức bị chìm vào ý tưởng đó. Vậy cô có đồng ý hợp tác với hy vọng mới không? Hoắc Khải lại hỏi. Lý do khiến Hoác Khải muốn hợp tác với Cố Phi Dương, không chỉ vì tình bạn bè lúc trước mà còn vì trước mắt, trong các công ty hợp tác với anh không có công ty vũ đạo nào giống như của Cố Phi Dương. Nếu kết hợp công ty vũ đạo với kỹ thuật VR thể dục giao tiếp xã hội của chi nhánh Ninh Mão thì càng có tác dụng kết nối mạnh mẽ và sự phát triển của Hoác Khải trong ngành này càng trở nên sâu rộng hơn. Đồng ý, tất nhiên là đồng ý, Cố Phi Dương vội vàng gật đầu. Hoác Khải mỉm cười, nói, được rồi, Vậy hôm khác cô dành thời gian đến công ty ký hợp đồng, chi tiết cụ thể thì đến lúc đó tôi sẽ nói cho cô nghe. Nếu hợp tác chính thức thì sẽ không đơn giản như những gì Hoắc Khải đã nói, trong đó còn phải xét đến sự phức tạp của việc tính lợi nhuận và cách thức chia cổ tức. Nếu có thêm điều kiện bỏ vốn, hiệu quả, thưởng phạt của các bên thì không chính mắt nhìn thấy những điều khoản này sẽ rất khó nói rõ. Cố Phi Dương gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì, hỏi, "Những điều anh nói có vẻ rất sâu sắc." có rất nhiều công ty hợp tác với các anh sao. Đến giờ có khoảng 20, 30 công ty đang hợp tác với chúng tôi, và trong tương lai sẽ càng nhiều hơn. Theo tính toán ban đầu, ít nhất cũng phải đến 7-80 công ty trở lên. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là mỗi ngành nghề chọn ra 5 công ty đứng đầu, số lượng công ty hợp tác không quá 200, Hoác Khải trả lời nói. Rất nhiều người cho rằng, đối tác càng nhiều thì càng tốt, nhưng theo quan điểm của Hoác Khải, thực tế lại không phải như thế đối tác phải chọn lọc chứ không cần nhiều. Năm công ty đầu ngành chỉ là sự sàng lọc sơ bộ, nếu có thể thì thậm chí anh chỉ cần top 3 trong ngành mà thôi. Giữ lại những công ty tốt nhất mới có thể khiến chất lượng sản phẩm xuất sắc hơn. Nhiều như vậy sao? Vậy bây giờ, công ty các anh nhất định rất nổi tiếng, lợi nhuận một năm đạt được bao nhiêu? Cố Phi Dương lại hỏi. Hoác Khải cho rằng cô ta muốn xác nhận thực lực của công ty hợp tác nên không giấu giếm mà nói thẳng, theo lợi nhuận trước mắt để tính thì một năm khoảng một tỷ, nhưng trong một hai năm tới còn có thể phát triển với tốc độ cao hơn. Kết quả cuối cùng, tài sản dòng trên cơ bản có thể tăng lên 2, 3 lần. Lợi nhuận thực sự thì phải đợi ra mắt kỹ thuật VR mới biết. Thị trường lúc đó thì không có cách nào ước lượng được, có thể đạt mức hàng ngàn tỷ đô. Cố Phi Dương nghe thấy vậy thì như hít một hơi khí lạnh, cô ta luôn cho rằng lợi nhuận hàng năm của hy vọng mới cũng chỉ mấy chục triệu, cùng lắm là trăm triệu thì đã khiến người ta kinh ngạc lắm rồi. Nhưng không ngờ, Hoác Khải mở miệng ra đã nói tiền tỷ mà tương lai còn tăng gấp mấy lần. Lúc đầu, khi cô ta rời đi, Hoác Khải và Ninh Thần chỉ là một cửa hàng tao bao nho nhỏ. Mới hai năm không gặp mà đã phát triển đến mức này rồi. Còn quy mô ngàn tỷ đô như Hoác Khải nói thì cố phi dương hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Dù sao công ty vũ đạo của cô ta đến giờ lợi nhuận một năm cũng chỉ mấy triệu mà thôi, muốn đạt được mức lợi nhuận trên chục triệu thì phải tích lũy thêm mấy năm nữa. chương 503, căn phòng. Điều này khiến cố Phi Dương nhanh chóng chấn tính, khi vừa nhìn thấy Hoác Khải, cô ta còn tưởng rằng sự tranh lệch với Hoác Khải đã được kéo gần lại. Thu nhập một năm mấy chục triệu còn được. Nhưng bây giờ xem ra, sự tranh lệch không những ít đi mà lại càng lớn hơn đến vô hạn dù bản thân cô ta có cố gắng đến đâu thì cũng không có cách nào bù đắp được khoảng cách với người đàn ông này. Một người là mặt trời trên cao, một người là hạt bụi dưới mặt đất thì so sánh sao được. Hoác Khải nhìn thấy vẻ khác thường của cô ta, hỏi cô cố, cô sao thế? Không sao, bị dọa một chút thôi, cố phi dương ngẩng đầu, vẻ khổ tâm hiện rõ trên khuôn mặt, nói tôi còn cho rằng bản thân cố gắng 2 năm là có thể đuổi kịp bước chân anh, nhưng bây giờ xem ra tôi đã đánh giá quá cao mình rồi. Hoác Khải sướng sờ, sau đó hiểu ra. Anh An ủi nói, thật ra, cô đã làm rất tốt rồi, một thân một mình, tay trắng lập nghiệp, chỉ trong hai năm ngắn ngủi, phát triển công ty tốt như thế. Cho dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng có rất nhiều người không thể so được với cô. Nhưng có giỏi giang thế nào thì cũng đều không so được với anh, Cố Phi Dương nói. Sự thất vọng của Cố Phi Dương khiến Hoác Khải không biết nên nói thế nào. Sao anh lại không hiểu, Cố Phi Dương đang tự động viên mình, nhưng khi phát hiện khoảng cách đã quá lớn lại cảm thấy bản thân quá kém cỏi. Những chuyện như thế này, người khác an ủi cũng không có tác dụng gì, nhất là lời nói của Hoắc Khải, nói càng nhiều thì trong lòng Cố Phi Dương càng khó chịu. Cô ta không cho rằng đó là sự an ủi vì người thất bại thì không đáng được an ủi. Cho nên, Hoắc Khải chỉ có thể dừng chuyện này tại đây, chuyển đề tài nói, nói đi nói lại thì con bé Văn Văn cũng rất khá, cô có cân nhắc đến việc để con bé học chuyên ngành vũ đạo không? Những lời này chỉ là kiếm chuyện để nói, Cố Phi Dương cũng hiểu vậy nên cũng thuận theo đưa chuyện, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Trước đây, tôi nợ con bé quá nhiều, cho nên không muốn ép con làm gì, chỉ muốn con sống vui vẻ là đủ rồi. Là một người mẹ thì cũng cần phải lên kế hoạch cuộc đời giúp đứa trẻ. Con bé vẫn còn nhỏ, không biết tương lai cần gì, chỉ có chúng ta mới có thể giúp con bé sắp xếp, hoặc khải nói. Ngày nào tôi cũng bận đến mức không có thời gian ăn cơm, làm gì có lúc nào mà nghĩ đến chuyện này. Hơn nữa nếu có thời gian thì cũng không biết nên giúp con bé thế nào, vì đến cả cuộc đời mình, tôi còn thấy mờ mịt thì sao còn giúp người khác, cố phi dương càng thêm thất vọng nói. Hoác khải thở dài, thật sự không biết nên khuyên bảo thế nào nên anh chỉ có thể im lặng. Cứ thế, hai người ngồi không như thế mấy chục phút, cho đến khi trên lầu có tiếng động, chắc là nhà hàng xóm không cẩn thận làm rơi đồ lên sàn. Cố phi dương hoàn hồn, tỏ ý xin lỗi Hoắc Khải, nói, ngại quá, lại ngây ngốc ở đây, anh mệt chưa? Vào phòng ngủ nghỉ một lát. Không cần đâu, tôi ngồi ở bên ngoài là được rồi, Hoắc Khải nói. Căn nhà này không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, nhạc văn văn chiếm một phòng, còn lại một phòng thì chắc chắn là của cố Phi Dương. Cho dù thế nào, Hoắc Khải cũng không thể giữa đêm hôm khuya khoát vào phòng của một người phụ nữ đơn thân cho dù hai người không xảy ra chuyện gì thì ít nhất cũng phải nghĩ đến danh tiếng của người kia. Không được, sao có thể để anh ngủ trên sofa, cố phi dương nói, cô ta biết hoác khải lo lắng điều gì, nghĩ một lát rồi nói, nếu không thế này, anh ngủ trên giường, tôi ngủ trên sofa là được. Tôi không có thói quen để phụ nữ ngủ trên sofa, hoác khải xua tay nói. Vậy tôi ngủ trong phòng của Văn Văn, anh ngủ trong phòng tôi nhé. Nếu như thế cũng không được, tôi chỉ có thể nằm dưới sàn rồi, cố phi dương nói. Đây có lẽ là phương án tốt nhất rồi, nhưng trong lòng hoác khải từ đầu đến giờ vẫn thấy kiêng rè, rất muốn từ chối. Nhưng cố phi dương đã kiên quyết nói rằng nếu anh không đi ngủ thì cô ta cũng sẽ thức cùng anh đến sáng, nhớ đến sáng mà ngất đi thì hoác khải lại phải chịu trách nhiệm. Tuy chỉ là lời nói đùa nhưng có thể thấy vẻ kiên quyết trên nét mặt của cô ta. Hoác khải biết không thể từ chối chuyện này nên đành đồng ý. Vậy anh đi tắm trước đi, Tôi dọn dẹp trong phòng một chút, Cố Phi Dương nói. Hoắc Khải theo lời cô ta đi vào nhà vệ sinh, vui vẻ đi tắm rửa, đến khi lau người mới nhớ ra không có quần áo để thay. Trong phòng tắm chỉ có một chiếc khăn tắm, nhưng trên đó còn hơi ướt, chắc là lúc trước Cố Phi Dương vừa dùng vẫn chưa kịp bỏ vào máy giặt. Nghĩ đến đây là đồ người khác đã dùng thì trong lòng Hoắc Khải cảm thấy hơi kỳ, không biết có nên dùng không. Phần lớn các cô gái đều có tính sạch sẽ, đặc biệt là không thích có người đàn ông nào đó dùng đồ của họ mà khăn tắm lại là một món đồ mang tính chất riêng tư thì lại càng không thích bị người khác dùng chung lúc hoác khải đang trần trừ thì cố phi dương ở bên ngoài lớn tiếng gọi anh lý anh tắm xong chưa phòng ngủ đã dọn xong rồi tôi tắm xong rồi hoác khải do dự một lát sau đó lại hỏi trong nhà còn cái khăn nào khác và quần áo để thay không tôi vừa nghĩ ra là không mang mấy thứ đó cố phi dương sững sờ sau đó mới nghĩ ra chuyện nhỏ nhặt này vừa rồi hai người đều bị cuộc nói chuyện kia làm cho rối rắm không ai nghĩ đến điều này nghĩ đến chiếc khăn tắm mà mình đã dùng ở trong phòng tắm có thể hoác khải đã lấy nó để lau người cố phi dương bỗng nhiên hơi đỏ mặt trong nhà không có khăn khác còn quần áo thì tôi chỉ có đồ nữ thôi cố phi dương có chút khó xử nói hoác khải thở dài nói vậy được rồi tôi thấy ở đây có khăn tắm nếu cô không để ý thì tôi dùng nhé hả, à anh dùng đi. Sau khi lau người xong, Hoác Khải mới mặc lại quần áo bẩn rồi đi ra khỏi nhà tắm. Cố Phi Dương thấy trong tay anh cầm khăn tắm còn ướt thì gò má ửng hồng. Thậm chí cô ấy không dám nhìn thẳng Hoác Khải mà hơi cúi đầu nói, à, phòng ngủ tôi dọn xong rồi, anh nghỉ ngơi đi, chúc ngủ ngon. Nói xong, Cố Phi Dương như chạy trốn sang phòng ngủ của nhạc văn văn. Đóng cửa lại, cô ta dựa lên cửa, còn có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong không gian vẫn còn lưu lại thoang thoảng mùi sữa tắm trong đó còn lẫn một ít hơi thở đàn ông cố phi dương không biết đó là do ảo giác của cô ta hay là thật sự tồn tại hương vị đó cô ta chỉ biết đêm nay lại là một đêm mất ngủ ở bên kia hoác khải do dự rất lâu cuối cùng vẫn chọn đi vào phòng ngủ nếu không đi vào phòng mà cố phi dương đi ra nhìn thấy anh ngủ ở sofa thì sợ là sẽ không vui đẩy cửa vào phòng ngủ một mùi hương của phụ nữ tràn ngập trong khoang mũi anh có thể là nước hoa cũng có thể là mùi hương được tạo ra do sử dụng sữa tắm trong thời gian dài mùi hương này rất dễ chịu không nồng quá cũng không nhạt quá khiến người ta vừa vào phòng thì không kìm nổi hít thêm vài hơi động tác này khiến hoác khải cảm thấy có chút ngại ngùng dù trong phòng chỉ có một người nhưng cũng hơi mất tự nhiên anh nhìn xung quanh thấy cách trang trí trong phòng rất đơn giản có giường bàn đọc sách gương trang điểm tủ đầu giường máy tính ngoài ra còn hai chậu hoa đặt trên bàn và trên bệ cửa sổ. Một chậu là hoa giả hương, một chậu là hoa trinh nữ. Cả hai chậu cây đều không lớn, có lẽ là vừa mới trồng, nhưng có thể thấy, cố phi dương chăm sóc rất kỹ, cành lá đều được cắt tỉa. Đến bên giường, thấy chiếc chăn đã được trải sẵn, hoắc khải cũng không lật chăn ra nằm vào. Anh đi vào phòng ngủ của người ta đã là quá lắm rồi, còn thật sự nằm trên giường của cố phi dương thì tuyệt đối không được. Cho nên, anh chọn ngồi xuống bàn đọc sách, mở máy tính để tìm một ít tài liệu cần dùng. Anh xem tài liệu đến nửa đêm thì nằm bò lên bàn để ngủ một lát. Đến 6 rưỡi sáng, Hoắc Khải đã tỉnh giấc. Đây là thói quen nhiều năm của anh, cho dù hôm trước ngủ muộn thế nào thì ngày hôm sau đều đúng 6 rưỡi là tỉnh. Xoa xoa khuôn mặt tì lên bàn có chút tê dại, Hoắc Khải đứng dậy vuốt phẳng lại quần áo sau đó mở cửa ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy Cố Phi Dương đang bận rộn trong bếp có lẽ là làm trứng ốp. Cô ta không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, một mình ở trong bếp chiên trứng, trong miệng còn lẩm bẩm mấy câu hát. Không thể không nói, Cố Phi Dương thật sự là một người phụ nữ có tài. Nhảy đẹp, hát hay. Cho dù chỉ là một khúc acapella thì vẫn khiến cho người nghe thưởng thức một cách trọn vẹn. Một buổi sáng sớm được nghe giọng hát dịu dàng và trong trẻo như tiếng chim vàng anh thế này khiến anh bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn tinh thần khi lấy trứng ốp ra khỏi chảo, quay người mang ra bàn ăn thì cố phi dương mới nhìn thấy Hoắc Khải đang đứng ở phía sau. Cô ta sửng sốt, bất ngờ trượt chân một cái. Cô ta hét lên một tiếng rồi cả người đổ ra phía sau. chương 504, trẹo chân. Hoắc Khải nhanh tay nhanh mắt, một tay đón lấy chiếc đĩa, tay còn lại ôm lấy eo cô ta. Cố phi dương vô thức ôm lấy anh, vậy mới có thể không đụng vào tủ bát đĩa ở phía đằng sau. Vì hoảng hốt nên hơi thở của cô ta có chút gấp gáp, hơn nữa tư thế nằm ngửa của cố phi dương khiến cơ thể tuyệt đẹp của cô ta càng trở nên nóng bỏng hơn mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra không phân biệt được rõ đó là mùi hương của trứng ốp la hay mùi hương cơ thể của cố phi dương khiến hoắc khải hít một hơi sâu theo bản năng động tác nhỏ này khiến cố phi dương lập tức hoàn hồn cảm nhận thấy tư thế hiện giờ của mình đang không được đứng đắn cho lắm cô ta đỏ ửng mặt vội vã dựng chiếc tủ bát lên bỗng cảm thấy mắt cá chân đau điếng bèn kêu lên một tiếng sao thế chật chân rồi hả hoác khải vội đỡ lấy cố phi dương và hỏi cố phi dương rất muốn nói là mình không sao nhưng trên trán bỗng toát mồ hôi hột đủ để chứng minh cô ta đau cỡ nào hoác khải không nói gì nhiều không người và bế cô ta lên mà chẳng thèm hỏi han gì hành động quả quyết và tự nhiên của anh khiến cố phi dương ngơ ngẩn cả người nhưng cùng với đó là những cảm giác an tâm và thích thú trào dâng sau khi do dự vài giây Cố Phi Dương dốc hết can đảm ôm lấy cổ Hoắc Khải. Động tác của cô ta khiến Hoắc Khải phải dừng bước, rõ ràng, động tác của Cố Phi Dương khiến anh cảm thấy không thoải mái. Nhưng nghĩ đến chiếc chân bị thương của cô ta Hoắc Khải chỉ biết giả vờ không để tâm, cứ thế ôm cô ta đi đến chỗ đặt ghế sofa. Nhịp tim của Cố Phi Dương đập rất nhanh, cô ta thừa nhận, hành động của mình hơi thiếu đứng đắn, không phải là hành động một người phụ nữ độc thân nên làm, nhưng cô ta không kìm lại được. Cái ôm này của Hoác Khải vô cùng dịu dàng, khiến cô ta cảm nhận được cảm giác an toàn mà đã khuyết thiếu từ lâu. Nếu như có thể, cô ta ước rằng tất cả mọi thứ dừng lại ở giây phút này. Nhưng thực tế lại không như mơ, dòng chảy thời gian luôn lấy đi những ước vọng tốt đẹp của bạn. Sau khi đặt cố phi dương ngồi lên sofa, Hoác Khải ngồi xổm xuống, cẩn thận giúp cô ta cởi giày và tất mặc dù suy nghĩ của phái nữ đã cởi mở hơn so với thời xưa nhưng ít nhiều gì vẫn có chút ngại ngùng khi để người khác giới giúp mình cởi tất. Sắc mặt cố phi dương đỏ ửng lên, cơn đau có vẻ như đã đỡ hơn nhiều, hoặc cũng có thể do tâm tư cô ta đang rối loạn nên quên hết mọi đau đớn. Mãi đến khi hoác khải xoay nhẹ cổ chân cô ta, cố phi dương mới kêu đau. Cô đau lắm hả, hoác khải hỏi. Cố phi dương đau đến chảy hết cả nước mắt, đáng thương vô cùng nói, đau. Hoắc Khải không có cảm xúc gì trước bộ dạng cô gái nhỏ của Cố Phi Dương, anh chỉ nói, xem ra không có chuyện gì lớn, chắc chỉ là trẹo chân chút thôi. Trong nhà có mấy loại như rượu thuốc để xoa bóp không? Cố Phi Dương gật đầu nói, trong chiếc tủ để trên đầu giường trong phòng ngủ. Vì cô ta là dân múa nên thường xuyên gặp phải những chấn thương, rượu thuốc là thứ tất yếu phải có. Hoắc Khải đứng dậy, đi vào trong phòng ngủ tìm rượu xoa bóp sau khi xoa vào hai lòng bàn tay, anh không ngừng xoa nắn trên mắt cá chân cho cô ta để cho ngấm thuốc. Hơi đau chút, cô dáng chịu, nếu không xoa, nó sẽ sưng vù lên đấy, hoác khải nói. Cố phi dương ừ một tiếng, nghiến chặt răng, có đau cỡ nào cũng không ho he một tiếng. Vậy nhưng cơn đau lúc đầu nhờ hoác khải xoa bóp mà đã giảm đi rất nhiều, cũng khiến cho cô ta có được sự tập trung để thưởng thức cảnh tượng trước mặt. Người đàn ông khiến cô ta yêu đang nghiêm túc giúp cô ta xoa rượu thuốc, cảnh tượng này đẹp biết bao. Bộ dạng nghiêm túc của Hoác Khải toát lên khi chất rất khó để diễn tả, cho dù là ngồi xổm xoa rượu thuốc nhưng vẫn thể hiện được sự cao quý. Cố Phi Dương ngắm đến ngẩn cả người, thậm chí Hoác Khải dừng lại lúc nào cô ta cũng không biết. Mãi đến khi nhạc văn văn chạy ra từ phòng ngủ, nhìn thấy cảnh tượng này mới vội vã chạy tới hỏi, mẹ, mẹ sao thế? Mẹ lại bị thương à? Cố Phi Dương tỉnh táo trở lại, thấy Hoắc Khải đang dọn dẹp đồ đạc, trong lòng bỗng có chút hụt hẫng. Cô ta than thầm trong lòng rồi kéo con gái về phía mình, mẹ không bị thương, chỉ trẹo chân chút thôi. "Chú Lý đang giúp mẹ xoa thuốc sao?" Nhạc Văn Văn giả bộ hỏi, sau đó nở một nụ cười đầy ngọt ngào với Hoắc Khải, "Cháu cảm ơn chú Lý. Nếu không có chú, mẹ con cháu cũng không biết phải làm sao." Lời nói này đúng là rất giả tạo nhạc văn văn còn nhỏ vậy nhưng đã biết tác dụng của rượu thuốc chứng tỏ cố phi dương rất hay dùng đương nhiên sẽ không có chuyện chẳng biết nên làm thế nào mấy lời này chỉ để hoác khải thêm vui mà thôi hoác khải mỉm cười nói nhóc con này mồm miệng dẻo thế không có cháu nói sự thật mà nhạc văn văn đáp hoác khải lại bật cười một tiếng rồi nói với cố phi dương tuy đã xoa thuốc rồi nhưng vẫn cần nghỉ ngơi nhiều chút trong vài ngày tới cô đừng đi tập muốn nữa nếu không chẳng may bị thương một lần nữa sẽ gây thương tật nghiêm trọng hơn đó. Cố phi dương học múa từ nhỏ, đương nhiên biết điều này, cô ta thở dài một hơi, cho dù không đi tập múa thì cũng phải tới công ty, chứ đám học sinh không thấy tôi thì phải làm sao. Nếu đã là công ty, tự nhiên sẽ có người khác làm giúp cô chuyện này, nếu không cô lập công ty làm gì, hoặc khải cất lọ rượu thuốc vào trong hộp, nói có những lúc cô phải học cách từ bỏ quyền hành của mình. Trên thế giới này có quá nhiều việc để ta làm, một mình cô có cố gắng cỡ nào cũng không thể làm hết được vậy nên chúng ta mới cần sự phối hợp của tập thể nhân cơ hội này cô cũng có thể kiểm tra xem năng lực làm việc của nhân viên trong công ty xem bọn họ có khả năng vận hành công ty khi vắng mặt cô hay không nếu bọn họ làm được thì sau này cô có thể dùng thời gian và sức lực để suy nghĩ những chuyện khác rồi anh nói đúng nhưng tôi vẫn cần lo việc trong nhà nữa lúc nói chuyện cố phi dương cứ nhìn chăm chăm vào hoác khải ý tứ của cố phi dương rất rõ ràng chỉ thiếu nước nói thẳng vẹt anh đừng đi ở lại với tôi mấy ngày hoác khải cũng chẳng phải kẻ ngốc đương nhiên nghe hiểu được anh không hề do dự mà đáp mấy ngày tới tôi sẽ ở đây có việc gì cứ để tôi lo sao làm phiền anh được chứ tuy miệng cố phi dương nói thế nhưng trên mặt lại lộ ra sự vui mừng có thể giữ chân được hoác khải đừng nói là trẹo chân một lần cho dù có trẹo cả chục lần cô ta cũng tình nguyện nhạc văn văn cũng vui mừng hoan hô khua chân múa tay khiến người khác phải bật cười. Nếu Hoác Khải đã nhận lời ở đây vài ngày, vậy anh sẽ giúp cố Phi Dương đưa nhạc văn văn tới trường, đồng thời dặn dò cô bé lúc tan học phải ở trong trường đợi anh, không được tự tiện ra ngoài. Mặc dù Tô Tử Hàng là người mềm nắn rắn buông nhưng chẳng thể đảm bảo anh ta không làm ra mấy chuyện ngớ ngẩn, Hoác Khải không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. May nhạc văn văn là cô bé rất thông minh, biết rõ vì sao Hoác Khải lại dặn mình như vậy nên gật đầu thật mạnh để đảm bảo chỉ cần không nhìn thấy chú Lý thì cho dù có là ông trời tới tìm, cô bé cũng sẽ không bước chân ra khỏi trường. Sau khi rời khỏi trường, Hoác Khải lại mua rất nhiều nguyên liệu nấu nướng về, rồi quét dọn nhà sạch sẽ từ trong ra ngoài. Cố Phi Dương ngồi trên sofa, nhìn thấy Hoác Khải bận rộn như vậy, khuôn mặt cô ta ngập tràn hạnh phúc. Vậy nhưng thi thoảng trên mặt cô lại để lộ ra chút hụt hẫng, bởi vì cô ta biết Hoác Khải không mãi mãi ở lại nơi đây. Cảnh tượng trước mắt chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi, hai ngày hoặc ba ngày sau anh sẽ rời đi, trở về với gia đình ấm áp và hạnh phúc của riêng mình. Điều này khiến cố Phi Dương bỗng nghĩ đến một điều, nếu như năm xưa cô ta gặp Hoác Khải trước thì hay rồi. Chỉ tiếc là trên thế giới này không có nếu như, hơn nữa nếu thực sự có nếu như, sẽ là nếu như Hoác Khải không bị người khác giết chết. Khí Hoắc Khải ở lại chăm sóc hai mẹ con nhà Cố Phi Dương, trang web của Hy vọng mới cũng đăng một thông báo chính là những gì Hoắc Khải nói với Ninh Thần tối hôm qua. Chỉ cần là công ty gia nhập hệ thống vận hành VR của công ty Hy vọng mới đều sẽ không được hợp tác với tập đoàn Phong Âu, nếu như các công ty không gia nhập vào hệ thống sẽ không chịu sự hạn chế này, nhưng những công ty có hợp tác với tập đoàn Phong Âu đều sẽ xếp cuối danh sách. Cũng có nghĩa, công ty của anh có đủ tư cách và thực lực để hợp tác nhưng vì có liên quan đến tập đoàn Phong Âu nên có thể bị xếp sau những công ty còn kém anh rất xa. Khi nào người ta ăn uống no say rồi mới đến lượt anh? Trước khi phát thông báo này, Ninh Thần đã đánh tiếng với những công ty liên minh với mình. Không biết là do Hoác Khải may mắn hay tập đoàn Phong Âu bất hạnh, không có nhiều công ty trong liên minh hợp tác với tập đoàn Phong Âu, chỉ có một hai công ty mà thôi. Trường 505, Phong Sát chỉ có vài công ty nên cũng chẳng thể phản đối, cho dù có phản đối cũng không được lợi ích gì. Hơn nữa mặc dù xét ở trong nước, tập đoàn Phong Âu phát triển ngành sản xuất vi mạch rất tốt nhưng không phải là công ty mũi nhọn, chỉ có quy mô mấy tỷ mà thôi, cũng chỉ vừa mới qua ngưỡng. Còn khối công ty mạnh hơn bọn họ, một vài công ty hợp tác với bọn họ nhanh chóng thể hiện rằng bản thân sẽ cố gắng cắt đứt quan hệ hợp tác với tập đoàn Phong Âu một cách nhanh nhất. Còn những công ty không hợp tác với bọn họ, đương nhiên sẽ chẳng có vấn đề gì, thậm chí vì lấy lòng hy vọng mới mà cố ý nói với những đối tác của mình, tuyệt đối không được có dây dưa gì với tập đoàn Phong Âu. Mặc dù bọn họ không biết tập đoàn Phong Âu đắc tội gì với hy vọng mới, nhưng người ta đã nói vậy rồi thì chắc chắn có nguyên do cả. Mục tiêu quan trọng lúc này là thị trường VR sau này, một tập đoàn không phải quá mạnh về sản xuất vi mạch hoàn toàn có thể quảng qua một bên. Nội dung của thông báo không chỉ ảnh hưởng đến những công ty có liên quan tới hy vọng mới mà cũng khiến thị trường rúng động. Bất cứ công ty nào có liên quan đến thị trường trong tương lai của Hy vọng mới đều vì bài thông báo này mà nhanh chóng phủi sạch quan hệ với tập đoàn Phong Âu. Những công ty đang hợp tác thì lập tức tới tìm bộ phận pháp lý để hỏi xem có cách nào kết thúc hợp đồng không, nếu không chấm dứt hợp đồng được thì có cách nào trì hoãn không, nếu như trì hoãn thì sẽ phải trả cái giá như nào, nếu như cái giá có thể chấp nhận được thì nhanh chóng làm, không chấp nhận được thì chỉ đành ngậm miệng chửi thề thôi những công ty chưa từng hợp tác hoặc muốn hợp tác nhưng chưa bắt đầu hiện giờ đang rất vui sướng. Rất nhiều người biết rằng, trong tay ông chủ của hy vọng mới có một danh sách, trong danh sách đó là những công ty hợp tác mà bọn họ đã khảo sát từ rất lâu. Bọn họ biết có danh sách ấy nhưng lại không rõ trong danh sách có những công ty nào, mặc dù Hoác Khải nói với rất nhiều người về chuyện này, chỉ lấy những công ty trong top 5, nhưng trong quá trình đàm phán, những công ty thuộc top 5 chỉ là đàm phán liên minh trên thị trường, còn một số công ty nhỏ có tiềm năng, cho dù không nằm trong top cũng được gặp trực tiếp Hoắc Khải. Mặc dù trong lúc đàm phán với bọn họ Hoắc Khải Thiên về việc đòi quyền nắm giữ cổ phần thực tế, nhưng đối với các công ty nhỏ, bọn họ có được cơ hội xoay chuyển khi gần như mất hết hy vọng trong chuyện này là đã đủ khiến họ vui mừng rồi, đâu để ý đến chuyện nhường chút quyền nắm giữ cổ phần chứ. Nhờ bạn bè xung quanh các công ty trong liên minh tuyên truyền, quảng bá rộng rãi và các bài viết của truyền thông Bây giờ đến tên ngốc cũng biết được tiềm lực của thị trường VA, các công ty nhỏ không thể chen chân vào liên minh này, vì chỉ viết mỗi bản thảo chương trình cũng đủ khiến những công ty có thu nhập mấy chục triệu một năm gánh không nổi chứ đừng nói đến quá trình thử nghiệm ứng dụng đằng sau. Cần đập một khoản tiền rất lớn vào thị trường này, không đốt vào đó cả chục tỷ, trăm tỷ thì chẳng thể làm được. Đây cũng là một trong những lý do Hoắc Khải tìm các công ty để tạo liên minh. Không những đối phó với thế lực đứng trong bóng tối mà còn tiết kiệm đạn cho hy vọng mới. Nếu như anh ích kỷ, muốn hy vọng mới độc chiếm thị trường, thôi thì bỏ qua khả năng thành công của nó thấp đến mức nào, chỉ mỗi chi phí khai thác thị trường cũng đủ vét sạch tiền của hy vọng mới. Không có đủ nguồn tài chính lại gặp phải sự cạnh tranh ác ý của bên khác thì phải làm sao? Hàng loạt công ty phát triển rất tốt đều đi đời vì thiếu nguồn tiền. Cho dù bạn có tiềm lực lớn cỡ nào, Triển vọng có tốt tới đâu mà trong tay không có tiền thì cũng chỉ có đâm đầu vào ngõ cụt. Bởi vì nguồn vốn của những công ty này đều do vay ngân hàng hoặc các khoản tiền tài trợ, chỉ cần chặt đứt nguồn vốn ở bên ngoài, bạn sẽ chẳng khác gì bị vây thành như thời cổ đại, người ta chẳng cần tiến đánh, chỉ cần cắt đứt nguồn cung ứng thức ăn và nước, đợi đến khi bạn cạn kiệt sức lực là có thể dễ dàng đánh gục. Nhưng có sự giúp đỡ của các công ty trong liên minh, áp lực đầu tư vốn của hy vọng mới sẽ giảm đi rất nhiều. Về chuyện mất đi thị trường, nói trắng ra đây chính là một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh mà thôi. Một mình Hy vọng mới không thể khống chế được thị trường toàn cầu, buộc phải có sự đồng tâm hiệp lực của những công ty khác. Hơn nữa một khi đã tạo được thị trường, chắc chắn Hy vọng mới là trung tâm, chỉ cần nắm được cái chuôi, còn sợ mất thị trường được sao? Các công ty tư bản đều hiểu rất rõ chuyện này, vậy nên bọn họ mới dứt khoát vứt bỏ tập đoàn Phong Âu. Ngày hôm nay, các bộ phận của tập đoàn Phong Âu bận tối mắt tối mũi. Hàng loạt cuộc điện thoại được gọi tới, có người muốn chấm dứt hợp đồng, có người trả đơn hàng, còn có cả người hỏi xem sao bọn họ lại đắc tội với Hy vọng mới để bị phong sát vậy. Quản lý cấp giữa của tập đoàn Phong Âu biết thế nào được, bọn họ còn đang chẳng hiểu chuyện gì đây. Chẳng phải ông chủ Hy vọng mới tới tập đoàn Phong Âu để bàn chuyện hợp tác à? Sao chớp mắt đã quay lưng thành kẻ thù rồi? Lãnh đạo cấp cao của công ty thì biết được chút ít, bọn họ nhìn thấy thái độ tồi tệ của Tô Tử Hàng dành cho Hóc Khải, nhưng chỉ vì chuyện còn con này mà ông chủ hy vọng mới ra lệnh phong sát bọn họ sao? Đương nhiên trong lòng những người này cũng thầm oán thán, một bên trách ông chủ hy vọng mới quá hẹp hòi, một bên trách Tô Tử Hàng bị thần kinh, dám đắc tội với người nổi tiếng trong giới tư bản. Bọn họ đâu biết, sau khi mọi chuyện xong xuôi, Tô Tử Hàng lại đưa người tới cưỡng bắt cố Phi Dương, nếu biết được chuyện này, chắc chắn tất cả đều tức hộp máu mồm. Đương nhiên Tô Tử Hàng cũng không dám nói, anh ta biết đây là chuyện vô đạo đức, không thể để người khác biết. Nếu nói ra, anh ta chẳng được lợi gì. Vậy nên anh ta chỉ đành ngậm chặt miệng, coi như hiểu lầm ở buổi tiệc rượu dẫn tới chuyện này. Cho dù mọi người không biết nguồn gốc sâu xa là gì nhưng phong sát là chuyện có thật. Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp khẩn cấp, bàn bạc xem nên giải quyết nguy cơ trước mắt này như nào. Có người đề xuất tìm một công ty lớn khác để xin sự giúp đỡ, người khác lại nói tìm đại lão tới để hòa giải, còn có người đề nghị nhân cơ hội này đuổi luôn Tô Tử Hàng khỏi cái ghế chủ tịch của công ty. Tên nhóc này mới lên làm chủ tịch được mấy tháng, chẳng lo chuyện chính, suốt ngày nghĩ cách đối phó người khác. Bây giờ hay rồi, chọc giận ông chủ của hy vọng mới, gây rắc tối lớn cho công ty, không cho hắn thôi việc, sao mà xứng đáng với những công nhân viên đã làm việc vất vả cho công ty chứ. Mặc dù hầu hết mọi người đều khó chịu với Tô Tử Hàng nhưng chẳng ai đủ tư cách để nói đuổi Tô Tử Hàng khỏi chức chủ tịch. Dù sao đi nữa, tập đoàn Phong Âu do bố của Tô Tử Hàng một tay gây dựng, vuốt mặt phải nể mũi, bố người ta mới mất được vài tháng, mấy người lại đuổi cùng giết tận con trai ông ấy vậy, thật sự hơi quá đáng. Trong cuộc họp hội đồng quản trị, ý kiến của mọi người loạn lên như nổi cám, họp cả ngày cũng chẳng được cái nước gì. Đến khi tan làm, vẫn còn nhiều công ty tới hỏi chuyện. Cuối cùng, hội đồng quản trị chỉ có thể nhất trí một quyết định tạm thời, gửi thông điệp cuối cùng cho Tô Tử Hàng. Nếu cậu là người gây rắc rối cho công ty thì cậu tự giải quyết đi. Cậu đắc tội với ai thì tìm người đó xin lỗi, xin tha thứ. Nếu không, cứ tiếp tục như này, chẳng bao lâu nữa tập đoàn Phong Âu chỉ có cạp đất mà ăn. Càng những công ty lớn, họ càng xem trọng hy vọng mới hơn, chỉ có những đối tác rất nhỏ mới không quan tâm đến việc bọn họ đắc tội với ai cũng chẳng để ý xem sau này mình có liên hệ gì với hy vọng mới hay không. Nếu bây giờ chẳng kiếm nổi tiền, thì đào đâu ra sau này. Chỉ có điều những công ty bé này mang lại lợi nhuận rất nhỏ cho tập đoàn Phong Âu, cộng tổng lại còn chưa được một phần năm. Trong vòng một ngày, các đơn lớn đều đã rút hết, số đơn rút lại đã gần một phần ba rồi. Hai phần ba còn lại không phải không có ý nghĩ này, một bộ phận đang thương lượng xem rút đơn như nào, còn một phần đang tiến hành rút đơn. Bản thân Tô Tử Hàng cũng tức phát điên, tối qua anh ta bị Đường Thế Minh đánh cho một gậy, đến nay bả vai vẫn còn đau không chịu được, đó là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời anh ta. Lớn gần này rồi nhưng có mấy ai dám đánh anh ta? Một tên chẳng quen chẳng biết lại dám không coi anh ta ra gì. Tô Tử Hàng vốn muốn tìm mấy người lợi hại để dạy Hoắc Khải một bài học, nhưng giờ anh ta lại phải đau đầu nghĩ xem làm cách nào để Hoắc Khải tha thứ cho mình. Nếu không, có khi chưa kịp dạy cho Hoắc Khải một bài học anh ta đã bị đuổi khỏi cái ghế chủ tịch rồi. Cho dù là người nắm giữ mười mấy phần trăm cổ phần của công ty, nhưng một khi bị buộc tội từ bỏ chức chủ tịch, cổ phần của bạn cũng chỉ để trưng ở đó thôi, không thể tham gia vào bất cứ quyết định nào của công ty, cho dù có đến ngồi họp cũng chẳng có ai nghe lời bạn. Đả kích về mặt tinh thần này còn khó chịu hơn cả tổn thất về vật chất. Thật ra Tô Tử Hàng cũng cảm thấy rất khiếp đảm, anh ta chỉ cảm thấy hy vọng mới lời có vài trăm triệu một năm chắc chắn không thể bằng được lợi nhuận của tập đoàn Phong Âu. Vậy nên anh ta mới dám đắc tội Hoắc Khải, cho rằng động vào bọn họ cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Nhưng anh ta chẳng ngờ rằng, hy vọng mới có năng lực lớn như vậy, rõ ràng bọn họ chẳng liên quan gì tới ngành sản xuất vi mạch, vậy nhưng lại có thể khiến những công ty có liên quan trong ngành nghề này nghe lời. Audio điện tử võ tấn bền chương 506 thu mua Hiện giờ tập đoàn Phong Âu đang bị vây công, doanh thu thụt giảm với tốc độ chóng mặt, cho dù tô tử hàng ăn chơi đến mấy thì cũng biết giờ không phải lúc để sĩ diện. Thế là anh ta cứ gọi điện thoại cho Hoác Khải liên tục, nhưng Hoác Khải không nghe một cuộc nào. Muốn đắc tội là đắc tội, muốn xin lỗi là xin lỗi như thế hay sao? Trên thế giới này làm gì có sự tự do kiểu đó? Qua hai ngày nữa, ngày càng nhiều công ty đâm thọc trong lúc tập đoàn Phong Âu gặp khó khăn, thậm chí có không ít công ty bắt đầu nghĩ đến chuyện chia cắt tập đoàn Phong Âu, hoặc là cố tình thu mua lại. Bây giờ người trong công ty đều đang lo ngay ngáy, hoảng sợ bất an hệt như lúc hy vọng mới bị nhà họ hót nhầm vào. Thế nhưng hy vọng mới có nguồn tiền mặt rồi rào, hoác khải lại biết đi đường vòng để cứu nguy, dùng cách khác vực dậy công ty, dù là thế thì vẫn có rất nhiều người bỏ đi. Đến nay chuyện này vẫn còn là đề tài lôi cuốn trong ngành. Đám người trong công ty chi nhánh giáp tử, từ mục thế kiệt cho đến các cổ đông nhỏ hơn, ai cũng hối hận không thôi. Vào thời điểm khó khăn nhất của công ty, bọn họ lựa chọn bán cổ phần, vươn tay ra đòi tiền. Thực ra chuyện này không có gì đáng trách cả, nhưng bây giờ xem ra, đó rõ ràng là một sự lựa chọn ngu xuẩn. Nhất là Mục Thế Kiệt, nghe nói ông ta đã tát mình một cái thật mạnh ngay trong nhà, khuôn mặt sưng phồng cả lên. Kể từ khi Hy vọng mới vẫn là một cửa hàng tao bao nhỏ lẻ, ông ta đã lựa chọn nó và vượt qua mấy năm sóng gió, sao đến cuối cùng lại không kiên trì cơ chứ? Nhiều cổ phần như thế mà ông ta bán đi chỉ còn lại 1%. 99% cổ phần của công ty chi nhánh giáp tử đều thuộc về hy vọng mới rồi. Tuy rằng Mục Thế Kiệt vẫn là giám đốc, nhưng địa vị đã khác hẳn so với trước kia. Chỉ 1% thì chẳng có sức ảnh hưởng gì trong công ty hết, chỉ cần Hoác Khải muốn thì anh có thể đuổi cổ ông ta bất cứ lúc nào. Chuyện ấy khiến Mục Thế Kiệt không yên tâm nổi, làm chuyện gì cũng không dám qua loa hay tự cho mình là cổ đông lớn như trước nữa, hiện giờ ông ta chỉ là một người làm công cao cấp mà thôi. đương nhiên, mục thế kiệt vẫn may mắn chán khi giữ lại được một phần trăm cổ phần, còn khá hơn những người bán sạch cổ phần. ít nhất thì sau này ông ta vẫn được chia hoa hồng từ công ty, chỉ có điều là sẽ ít hơn nhiều mà thôi. Hơn nữa trong tương lai, nghiệp vụ chủ chốt của hy vọng mới sẽ dần chuyển sang mảng kỹ thuật VA, doanh thu của công ty chi nhánh giáp tử sẽ liên tục giảm xuống, còn mục thế kiệt thì đã mất tư cách để bước lên cao hơn đồng thời cũng sẽ trở thành một nhân vật ngoài lề trong quá trình đào thải của thời gian. Đối với Mục Thế Kiệt, đây là một chuyện vô cùng đáng tiếc, đáng tiếc đến mức ông ta muốn nhảy lầu luôn ấy. Ngay cả hy vọng mới còn như vậy thì tất nhiên là tập đoàn Phong Âu vốn đã không có sự đoàn kết sẽ càng chảy chật hơn. Rất nhiều nhân viên và các quản lý cấp trung bắt đầu đi tìm trốn dung thân khác, thậm chí còn chẳng kiêng rẻ gì ngay cả khi ở công ty. Đại đa số đều là nhân viên mảng kỹ thuật, Vậy nên bọn họ không mấy lo lắng cho sự nghiệp. Bây giờ nhân viên về khoa học kỹ thuật đang rất thiếu thốn, đi đến đâu cũng có thể tìm được việc làm. Chỉ trong 3 ngày, số nhân viên từ chức của tập đoàn Phong Âu đã vượt mốc 100 người. Khoảng 7, 8 quản lý cấp trung, trong đó bao gồm cả quản lý xưởng, kỹ sư cao cấp và một giám đốc đã bỏ đi. Nghe thì có vẻ như không nhiều, nhưng với một công ty chỉ có khoảng 500 nhân viên thì hoàn toàn có thể nói là nghiêm trọng. Việc 100 người này bỏ đi khiến công ty không thể vận hành bình thường được, thiếu hụt quá nhiều vị trí như vậy làm công ty lâm vào cảnh bấp bênh. Tuy rằng bộ phận quan hệ công chúng đã đăng bài giải thích, nhờ bên truyền thông làm sáng tỏ lời đồn, nhưng liệu ai sẽ tin đây? Các người nói là không có ân oán gì với hy vọng mới, vậy thì vì sao người ta phải phong sát công ty các người? Đến giờ bài thông báo của hy vọng mới vẫn nằm trên trang web của công ty, đánh giá của công ty chi nhánh Đinh Mão về tập đoàn Phong Âu là màu đỏ tươi, Y muốn cảnh cáo tất cả các nhà đầu tư đừng dại gì đầu tư vào tập đoàn Phong Âu. Lại nói, cho dù không có bài thông báo ấy thì cũng có nhiều người muốn tiêu diệt tập đoàn Phong Âu. Thiếu đi một đối thủ cạnh tranh thì chưa chắc sẽ ăn nên làm ra, nhưng mọi người trong ngành đều rất sẵn lòng chứng kiến cảnh ấy. Đến một tuần sau, gần 200 người đã rời bỏ tập đoàn Phong Âu, ngay cả giám đốc bộ phận quan hệ công chúng cũng từ chức, lúc này Hoắc Khải mới nghe điện thoại của Tô Tử Hàng giờ đây Tô Tử Hàng đã bị dày vò đến rũ người rồi. Hôm nay là kỳ hạn cuối cùng mà hội đồng quản trị cho anh ta, nếu không giải quyết được với hy vọng mới thì bọn họ sẽ bãi trước anh ta, sau đó bán công ty đi là xong chuyện. Ngay khi Hoác Khải vừa bắt máy, Tô Tử Hàng gần như phát khóc anh, anh Lý. Tôi sai rồi, tôi biết sai thật rồi. van Anh đừng chấp kẻ tiểu nhân, đừng so đo với tôi. Ý anh là tôi nhỏ nhen nên mới chấp nhận với anh à, Hoác Khải hỏi ý tôi không phải như thế, không phải như thế, ý tôi là, Tô Tử Hàng thực sự không biết phải nói thế nào, chỉ biết cầu xin liên tục. Anh ta sợ thật rồi, tập đoàn Phong Âu sở hữu khối tài sản vài tỷ, ai có thể ngờ rằng nó lại trao đảo chỉ vì một bài thông báo của hy vọng mới như thế. Chuyện này khiến những người trong ngành đều thấy được sức nặng của hy vọng mới, đồng thời cũng làm người của tập đoàn Phong Âu cảm thấy tuyệt vọng. Hoác Khải không có hứng thú luyên thuyên với Tô Tử Hàng, anh dứt khoát nói thẳng, tôi không muốn nói quá nhiều, lần trước tới công ty anh, tôi đã nói là mình cảm thấy hứng thú với tập đoàn Phong Âu. Khi đó, tôi chỉ muốn có được một khoản cổ phần, nhưng bây giờ tôi muốn thu mua tập đoàn Phong Âu. Anh có thể về mở cuộc họp hội đồng quản trị, bảo đám cổ đông của anh giao ra ít nhất 60% cổ phần thì tập đoàn Phong Âu sẽ được gia nhập vào hệ thống VR, nếu không thì các người hãy tự tìm lối thoát đi. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, tôi cho anh một ngày. Nếu một ngày sau không có tin tức gì, hoặc là không phải đáp án mà tôi muốn, vậy thì tôi sẽ chặn số điện thoại của anh. 60%, chuyện này, chuyện này không khả thi lắm đâu, ngay cả tôi cũng chỉ có mười mấy phần trăm. Có khả thi hay không là chuyện của anh, còn tôi chỉ đưa ra yêu cầu của tôi mà thôi. Nếu anh đáp ứng được yêu cầu đó thì chuyện này coi như xí xóa, không đáp ứng được thì cắt đứt liên lạc. Đương nhiên, anh cũng có thể bán công ty cho người khác nhưng tôi tin chắc rằng không có công ty nào trả giá cao hơn hy vọng mới được đâu. Hoác Khải nói, 60% cổ phần, 2 tỷ tiền mặt, tự các người cân nhắc đi. Sứt lời, Hoác Khải lập tức tắt máy. Cố Phi Dương đang rửa hoa quả bên cạnh, cô ta tò mò nhìn anh và hỏi, anh muốn thu mua tập đoàn Phong Âu à? Ừm, Hoác Khải gật đầu. Cố Phi Dương đã nghe hết cuộc đối thoại ban nãy rồi, không có gì để giấu hết. Chẳng bao lâu sau chuyện này sẽ lộ ra hết thôi. Cố Phi Dương im lặng một lát, cô ta không chỉ nghe thấy Hoắc Khải nói muốn thu mua tập đoàn Phong Âu, mà còn nghe thấy Hoắc Khải trả giá 2 tỷ. Những 2 tỷ đó, lúc nói ra con số ấy, giọng nói của người đàn ông này nhẹ nhàng đến thế, khiến cô ta cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Có lẽ anh nói là 200 ngàn trăng. Nhưng Cố Phi Dương biết điều đó là không thể, chỉ 200 ngàn thì còn chưa đủ để nhét kẽ răng của tập đoàn Phong Âu nữa. Dùng 2 tỷ để thu mua một công ty là chuyện rất bình thường, nhưng vì nó quá xa vời với cô ta nên cô ta mới nghĩ là mình nghe nhầm trong một tuần vừa qua ngay cả những người dân bình thường cũng đang dỉ tai nhau chuyện về tập đoàn phong âu con cháu của nhiều người bản địa đang làm việc ở tập đoàn phong âu hoặc là có tiếp xúc với công ty này thì đều biết nó đang trong thời kỳ khó khăn tiếng tăm của hy vọng mới thì càng không cần phải nói sau một đợt chèn ép rầm rộ bây giờ cả nước đều biết đến công ty này nơi đây cũng có điểm bán lẻ của hy vọng mới làm ăn khá phát đạt. Anh ở đây mãi chưa đi là vì đang chờ thu mua tập đoàn Phong Âu sao, Cố Phi Dương đột nhiên hỏi. Cô ta bỗng nghĩ tới chuyện này, Hoác Khải ở đây lâu như vậy không phải là vì lo lắng cho cô ta, cũng không phải vì lý do nào khác, chỉ đơn giản là vì anh đang chờ một vụ làm ăn lớn. Còn cô ta, có thể cô ta chỉ là một công cụ để anh giết thời gian mà thôi. Hoác Khải gấp thức ăn, lắc đầu nói cũng không hẳn là thế, mấy hôm trước cô bị chật khớp nữa mà một tuần trước cố phi dương bị chật khớp, phải ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Mấy ngày đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cô ta trong những năm qua. Ngày nào cũng được nhìn thấy hoắc khải bận rộn trong nhà, nấu cơm, quét dọn, đưa đón nhạc văn văn. Cuộc sống ấy khiến cô ta đắm chìm, không thể dứt ra được. Thậm chí có đôi khi cô ta còn không dám tin là mình đang ở với hoắc khải, có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ không có thật mà thôi. Nỗi hoảng hốt ngày một đông đầy, cũng làm cô ta cảm thấy áp lực hơn. Nhất là hôm nay, khi nhận ra Hoác Khải ở lại là vì thu mua tập đoàn Phong Âu, cô ta cảm thấy xót xa khó tả. chương 507, một tệ. Cô sao vậy? Hoác Khải vừa thái thức ăn vừa hỏi, đau bụng à? Mấy ngày qua cố phi dương đến kỳ nên rất đau bụng, ngay cả Hoác Khải cũng biết. Tuy rằng đó là chuyện tế nhị, nhưng đã biết rồi thì không thể vờ như không hiểu được. Đều là người trưởng thành với nhau, có gì đâu mà ngại. Thế nhưng cố Phi Dương vẫn cảm thấy xấu hổ, cô ta lắc đầu nói, không. Tôi chỉ cảm thấy anh cũng sắp đi rồi, đến lúc đó hai mẹ con tôi lại không có nơi nương tựa. Sau khi nói xong câu đó, cố Phi Dương nhìn về phía hoắc Khải, trong lòng chờ mong rằng anh sẽ bảo cô ta đi cùng anh. Nhưng Hoác Khải không hề nói như thế, chỉ bảo nếu cô cảm thấy nơi này không quá an toàn thì có thể chuyển sang nơi khác rồi bắt đầu lại từ đầu. Với tài năng của cô, không khó để phất lên đâu. Tuy rằng cũng là chuyển chỗ ở, nhưng câu nói của Hoắc Khải không phải là điều mà Cố Phi Dương muốn nghe, bởi vì trong đề nghị của Hoắc Khải không đề cập đến hai người họ. Nếu chuyển chỗ ở mà không có anh thì có ý nghĩa gì chứ? Thực ra không phải Hoắc Khải không hiểu ý của Cố Phi Dương, nhưng anh không thể nói, cũng chẳng thể làm gì được. Không thể phủ nhận rằng Cố Phi Dương là một người phụ nữ rất thu hút, cô ta thích hợp làm một người vợ hơn là fan tư mế thậm chí xét theo một mức độ nào đó thì cô ta còn phù hợp hơn cả Ninh Thần. Nhưng tiếc là Hoắc Khải lại gặp Ninh Thần trước, hơn nữa hiện giờ có rất nhiều nan đề về sự nghiệp mà anh chưa giải quyết được, nào có tâm trạng nghĩ tới những chuyện ấy, đồng thời anh cũng không muốn Cố Phi Dương bị tổn thương vì mình. Cố Phi Dương là một người phụ nữ muốn có một tương lai viên mãn, anh không thể mang đến sự viên mãn cho cô ta, thậm chí còn không thể hứa hẹn điều gì được. Có một câu nói rất hay, nếu không thể kết hôn với cô ấy, Vậy thì đừng cởi cúc áo của cô ấy. So với cậu cả nhà họ Hóc ngày trước thì giờ đây Hoắc Khải đã thay đổi khá nhiều, sắc đẹp không còn nhiều ý nghĩa với anh nữa, cuộc đời anh cần leo lên một đỉnh núi khác, anh đã bước qua cái thời kỳ theo đuổi dục vọng rồi. Ở bên kia, sau khi biết suy nghĩ của Hoắc Khải, Tô Tử Hàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mở cuộc họp hội đồng quản trị. Trong cuộc họp hội đồng quản trị, anh ta nói ra chuyện Hoắc Khải muốn thu mua 60% cổ phần của tập đoàn Phong Âu. Một thành viên hội đồng quản trị lập tức vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói, định cắt cổ người ta đó hả? Anh ta cho mình là ai, có tư cách gì mà đưa ra yêu cầu quá đáng như thế? Tô Tử Hàng nhìn ông ta, cắn răng nói, nhưng với tình hình hiện tại, nếu chúng ta không đồng ý thì các công ty lớn do Hy vọng mới cầm đầu sẽ phong sát chúng ta. Các ông cũng thấy tình cảnh của công ty lúc này rồi đó, giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính. Anh còn mặt mũi nói câu đó? Nếu anh không hành động theo cảm tính rồi đắc tội anh ta thì chúng ta có ra nông nỗi này không? Suy cho cùng vẫn là tại anh vô dụng, rước lấy phiền toái lớn như thế rồi bắt chúng tôi giải quyết cho anh, một cổ đông nói. Tô Tử Hàng nhìn về phía người kia, trầm mặt nói, ông nói vậy hơi quá đáng rồi đấy. Quá đáng thì đã sao? Vốn chính là tại anh, bây giờ lại cảm thấy chúng tôi quá đáng, tự anh không biết mình đã làm gì chắc. Đúng thế, bất tài mà còn nóng tính không biết bố anh đã dạy anh thế nào nữa. Theo tôi thấy chính bởi vì được chiều từ bé nên anh ta mới coi trời bằng vung như vậy, tưởng mình tài giỏi nhất thế giới. Bây giờ thì hay rồi, bị người ta dạy cho một bài học mới biết trời cao đất dày thế nào. Bị đám cổ đông trong hội đồng quản trị đua nhau lên án, Tô Tử Hàng chẳng còn mặt mũi gì nữa. Anh ta tức đến mức muốn nhào lên đánh chết đám người này, nhưng lại chẳng làm gì được. Cũng may là có một cổ đông chín chắn lên tiếng, được rồi, Hiện giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, bàn chuyện nghiêm túc đi nào. Ông chủ của công ty Hy vọng mới đưa ra yêu cầu ấy, chúng ta có làm theo không? Tuyệt đối không được, 60% cổ phần thì khác nào bán công ty, tôi không đồng ý. Nhưng không đồng ý thì tình hình sẽ ngày một tệ hại, hiện giờ anh ta còn đồng ý trả 2 tỷ, nhưng để lâu thì chưa chắc đâu. Vậy thì đã sao, Hy vọng mới của anh ta có thể vượt dậy sau vụ chèn ép của nhà họ hó Hóc mà chúng ta lại không làm được sao? đều vượt qua bao sóng gió mới có được ngày hôm nay, ai sợ ai. Chuyện này khác đó, hy vọng mới vượt qua được sự chèn ép của nhà họ hoắc là bởi vì bọn họ tìm được một con đường sống, còn chúng ta thì chẳng có đường nào để đi hết. Chẳng lẽ chúng ta cũng học theo họ, dự trữ nguyên liệu làm chip rồi bán đi cầm cự sao? Ông cảm thấy hai chuyện này có so sánh được không? Không ai lên tiếng cả, bởi vì tình huống của hy vọng mới có sự khác biệt về bản chất so với tập đoàn Phong Âu. Nguồn hàng cho công ty giảm béo cũng chỉ có những thứ đó thôi, số lượng cao cấp không nhiều, vậy nên hoắc Khải Thu mua hết nguyên liệu là có thể khiến các công ty khác phải ngừng sản xuất, trừ khi chấp nhận hạ thấp chất lượng sản phẩm, nếu không thì chỉ có thể nghe lời anh. Hơn nữa hy vọng mới có đồng minh mạnh mẽ là quốc tế đường thị, nó có sức ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế, có thể cắt đứt nguồn hàng quốc tế, vậy nên người ta muốn nhập hàng thì chỉ có thể tìm hy vọng mới, gần như là lũng đoạn Đồng thời bây giờ thị trường cũng đã kết thúc cuộc điều tra về việc lũng đoạn của hy vọng mới, đồng thời đưa ra một kết luận bất ngờ là hy vọng mới không hề lũng đoạn. Bởi vì việc điều tra tiến hành dựa trên cơ sở của cả thị trường nguyên liệu, còn hy vọng mới chỉ lũng đoạn từ các nhà cung cấp nguyên liệu cao cấp, tỷ lệ nguyên liệu này chưa đến 20% trong cả thị trường. Chỉ chưa tới 20% thì làm sao có thể coi là lũng đoạn được. Kết quả ấy khiến bao người nhận thấy năng lực của Hoác Khải làm việc không để lại sơ hở đến mức chẳng thể bắt được nhược điểm phải nói là rất đáng sợ thảo nào rất nhiều người cho rằng trong những năm gần đây anh là người duy nhất có thể sánh vai với ngôi sao hy vọng của nhà họ hoác hiện giờ ngôi sao hy vọng gần như đã dập tắt hy vọng mới đang nổi như cồn sự thành lập của hệ thống VR khiến công ty này phát triển không ngừng thu hút sự chú ý của vô số người rất nhiều người cảm thấy tương lai của hy vọng mới cực kỳ rộng mở Hoắc Khải nhất định có thể sánh ngang và thậm chí là vượt qua thành công của ngôi sao Hy vọng. Nói tóm lại, tập đoàn Phong Âu sẽ chẳng thể học theo cách của Hy vọng mới được. Bọn họ không có cơ sở và cũng không có tư cách ấy. Sự lựa chọn duy nhất là bán công ty, mà nếu bán thì lại có rất nhiều lựa chọn. Hiện giờ có không ít công ty cảm thấy hứng thú với việc thu mua tập đoàn Phong Âu, nhưng bọn họ trả giá quá thấp, cao nhất mới 1 tỷ dưới, thấp nhất chỉ có mấy trăm triệu. Giá cả như thế chẳng khác nào sỉ nhục người ta. Tuy rằng tập đoàn Phong Âu không phải là công ty đứng đầu trong ngành, nhưng dù thế nào thì cũng có một số bản quyền phát minh riêng, chỉ những thứ đó thôi cũng ăn đứt vài trăm triệu rồi. Vậy nên cho đến thời điểm hiện tại, 2 tỷ của Hóc Khải là cái giá cao nhất mà bọn họ được trả rồi. Thời gian mà anh đưa ra lại chỉ có một ngày, một ngày mà không trả lời là anh sẽ hủy bỏ việc thu mua, toàn lực chèn ép tập đoàn Phong Âu, khiến công ty này biến mất đương nhiên nửa câu sau là do tô tử hàng tự thêm vào. Hoắc Khải chỉ nói một ngày sau sẽ hủy bỏ việc thu mua, chứ không hề nói là sẽ làm tập đoàn Phong Âu biến mất. Nhưng suy nghĩ của tô tử hàng bây giờ rất đơn giản, anh ta không muốn tranh công đoạt lợi gì ở cái công ty này nữa. Trong mắt đám người này, anh ta là một kẻ ngu xuẩn, tội gì anh ta phải dây dưa vô ích, chẳng thả bán công ty đi, cầm tiền mặt đi ngao du khắp nơi còn hơn. Một ngày sau tập đoàn Phong Âu mời Hoắc Khải tới công ty đàm phán với danh nghĩa của hội đồng quản trị. Lúc tới, Hoắc Khải không thấy Tô Tử Hàng đâu, mới hay tin anh ta đã bị hội đồng quản trị lên án. Điều khiến Hoắc Khải cảm thấy bất ngờ hơn là hội đồng quản trị đã nhất trí tán thành việc mua lại tất cả cổ phần trong tay Tô Tử Hàng với giá là một tệ. Hoắc Khải không hề nghĩ tới kết quả này, đây cũng là phương án dự phòng mà bố của Tô Tử Hàng để lại vì lòng trách nhiệm với công ty. Nếu một ngày nào đó con cháu của ông ta không thể dẫn dắt công ty được nữa, vậy thì sau khi mở cuộc họp hội đồng quản trị, chỉ cần tất cả cổ đông đồng ý với phương án thu mua thì bọn họ có thể thu hồi lại cổ phần với giá là một tệ. Đó là một sự cảnh cáo, phòng ngừa một số người làm loạn. Tiếc rằng Tô Tử Hàng không hề hay biết chuyện ấy, thậm chí anh ta còn không biết rõ quy định của công ty. Từ khi nhậm chức đến giờ, điều duy nhất mà anh ta phải suy xét là làm cách nào để có thể đuổi cổ những người mà anh ta cảm thấy ngứa mắt. Việc thu mua lại bằng một tệ khiến Tô Tử Hàng thức đến mức lật bàn, chỉ vào các cổ đông rồi chửi rủa, uy hiếp là sẽ giết bọn họ. chương 508, bắt cóc. Tuy nhiên, nhóm giám đốc đó đều là người địa phương, đã làm kinh doanh nhiều năm và trải qua biết bao nhiêu sóng gió, làm sao họ có thể sợ hãi trước sự đe dọa của một người trẻ tuổi được. Nếu họ thật sự sợ hãi, họ đã không dùng một tệ để lấy cổ phần của Tô Tử Hàng. Cuối cùng, Tô Tử Hàng chỉ có thể rời đi trong oán hận, vì vậy, sau khi Hoắc Khải đến công ty, hầu như tất cả thành viên trong hội đồng quản trị đều có mặt. Họ không hài lòng với kế hoạch mua lại của Hoắc Khải, 60% cổ phần là quá nhiều, họ hy vọng anh sẽ giảm bớt con số này xuống, hoặc tốt hơn hết là Hoắc Khải nên từ bỏ vụ thu mua này. Nhưng điều này là không thể, mọi thứ đã đi đến nước này, không có đường để quay lại nữa. Sau cả ngày đàm phán, cuối cùng Hoác Khải và tập đoàn Phong Âu đã đạt được thỏa thuận đầu tư 2 tỷ để mua lại 53% cổ phần của tập đoàn Phong Âu. Mặc dù đã giảm 7% cổ phần so với trước đây, tương đương với việc tăng chi phí mua lại, nhưng đối với Hoác Khải thì điều đó cũng không thành vấn đề. Thứ anh muốn là công ty này, chỉ cần anh nắm quyền kiểm soát tuyệt đối, những khía cạnh khác đều có thể bàn bạc. Đáng tiếc tập đoàn Phong Âu không biết mấu chốt này của Hoác Khải, áp lực tâm lý của họ quá lớn, nếu không thì họ đã nghiến răng nghiến lợi cố hết sức để hạ số cổ phần xuống còn 51% rồi. Dù thế nào đi nữa, mục tiêu của Hoác Khải đã đạt được, còn tập đoàn Phong Âu đã không còn phải lo lắng về việc bị đàn áp và bao vây bởi hệ thống VR của Hy vọng mới nữa. Một ngày sau, trên trang web chính thức của Hy vọng mới, thông báo trước đó đã bị hủy bỏ và một thông báo mới được thay thế. Hy vọng mới đã đạt được thỏa thuận thu mua tập đoàn Phong Âu, đầu tư 2 tỷ để mua lại 53% cổ phần của tập đoàn Phong Âu. Với hiệu lực ngay lập tức, tập đoàn Phong Âu sẽ trở thành một trong những công ty con của hy vọng mới và sẽ được đổi tên thành chi nhánh kỳ thị sau khi ổn định. Đây sẽ là chi nhánh thứ 6 của hy vọng mới, sẽ chịu trách nhiệm sản xuất chip. Lúc này, nhiều người đã nhìn ra hoài báo của công ty hy vọng mới, đó là tạo ra một vòng khép kín của dây chuyền công nghiệp. Công nghệ VR có sẵn, công ty chip có sẵn, về vốn thì có hai quỹ đầu tư mạo hiểm, nền tảng là chi nhánh giáp tử, công thêm các khía cạnh khác, có hàng chục công ty liên minh để hỗ trợ. Bằng cách này, hy vọng mới chắc chắn có thể hình thành một mô hình hoạt động khép kín. Chỉ cần họ không phạm sai lầm, người khác nếu muốn ra tay với họ như nhà họ hoác thì chắc chắn sẽ rất khó. Chỉ là thực lực của những công ty trong vòng liên minh vẫn chưa đủ mạnh, để phát triển và hoạt động tốt thì vẫn cần thêm một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, nếu thật sự muốn tạo thành một vòng công nghiệp khép kín hoàn chỉnh, cần thành lập thêm ít nhất hai hoặc ba chi nhánh bổ khuyết, nếu không sẽ vẫn tồn tại kẽ hở có thể bị lợi dụng. Hoắc Khải đã thiết kế tất cả các kế hoạch, bây giờ anh chỉ cần làm theo kế hoạch trước đó từng bước một. Với anh, tương lai đầy hứa hẹn, thứ duy nhất còn thiếu chính là thời gian. Thế lực đen đã cử từ lực phàm, khi không có việc gì làm thì sẽ chạy đến hy vọng mới để nghe ngóng thông tin, nhìn bề ngoài thì thân quen, nhưng thực chất là đang ngấm ngầm theo dõi tình hình của hy vọng mới. Hoắc Khải biết rõ điều này, nhưng anh không từ chối sự thâm nhập của tử lực phàm, mà ngược lại còn tiếp xúc với người này rất nhiệt tình. Bởi vì theo quan điểm của Hoắc Khải, tử lực phàm là một con dao hai lưỡi, có thể làm tổn thương bản thân, nhưng nếu sử dụng tốt, cũng có thể khiến đối phương bị thương. Chuyện của tập đoàn Phong Âu đã được giải quyết xong, Hoắc Khải cũng không định ở lại thành phố này nữa, không có nhiều hứng thú với thành phố này, ở lại chỉ lãng phí thời gian. Chỉ có điều Cố Phi Dương vẫn còn ở bên cạnh, chuyện này cũng có chút khó khăn. Biết tin Hoắc Khải ra đi, Cố Phi Dương rất buồn. Cô ta khao khát được ở bên Hoắc Khải, nhưng cô ta không dám nói rõ ràng, chỉ có thể thầm cầu mong ngày hai người chia tay sẽ đến thật muộn. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán với tập đoàn Phong Âu diễn ra quá thuận lợi, khiến Cố Phi Dương thất vọng. Cô ta muốn đi cùng Hoắc Khải nhưng cho dù cô ta thật sự muốn từ bỏ tất cả những gì mình có và rời đi thì cũng không thể rời đi chỉ trong 2-3 ngày vũ đoàn vẫn còn quá nhiều nhân viên và có rất nhiều người đến học dù không nghĩ đến mình thì cũng phải có trách nhiệm với mọi người nếu muốn rời đi trước tiên cô ta phải bàn giao công việc của mình rắc rối nhất là cố phi dương đã đồng ý hợp tác với công ty của hoác khải nên cho dù muốn chuyển vũ đoàn cho người khác thì cô ta cũng không làm được nếu không có công ty này sẽ không có cơ hội và lý do để liên hệ với Hoắc Khải nữa. Cách duy nhất là để lại vấn đề ở đây cho người khác phụ trách, sau đó đi theo Hoắc Khải để bắt đầu một chi nhánh mới. Ý tưởng này không phải chỉ là nhất thời, Cố Phi Dương đã suy nghĩ về một văn phòng chi nhánh từ vài ngày trước. Bản thân tiềm lực của Vũ Đoàn ở thành phố này đã bị khai thác gần hết, tiếng tăm cũng đã dần vụt tắt, tốn thêm thời gian mà lại chẳng thu được bao nhiêu. Bên ngoài có nhiều thành phố như vậy, đều có thể để cho cô ta tiến hành khai thác tiềm năng, đi ra ngoài tạo dựng chi nhánh công ty, ngoài việc kiểm tra khả năng kinh doanh và tầm nhìn của cô ta, đồng thời cũng cho tất cả mọi người một cái lý do hợp lý, rằng tại sao cô ta lại đi theo Hoắc Khải. Chỉ là trước khi thành lập chi nhánh, Cố Phi Dương vẫn phải bàn giao công việc của công ty hiện tại, không thể chỉ nói cho mọi người biết ai là người chịu trách nhiệm thay cô ta rồi cứ thế mà bỏ đi được. Vì vậy Cô ta hy vọng sẽ có một bữa ăn chia tay ngắn ngủi với Hoắc Khải để bù đắp sự tiếc nuối khi không thể rời đi cùng người đàn ông này ngay lập tức. Hoắc Khải đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này. Tối hôm đó, Hoắc Khải đi đặt nhà hàng, Cố Phi Dương đến đón Nhạc Văn Văn rồi đi gặp anh. Tuy nhiên, đợi ở nhà hàng đến 7 giờ 30 vẫn không thấy Cố Phi Dương, Hoắc Khải cảm thấy không ổn, anh đã gọi cho Cố Phi Dương mấy lần và tất cả đều trong trạng thái tắt máy. Mãi đến tận 8 giờ một cuộc gọi lạ gọi đến Hoắc khải vốn không muốn trả lời nhưng rồi anh lại do dự và bắt máy một giọng nói đầy quỷ quyệt truyền ra từ điện thoại xếp lý thế nào trở đến mức lo lắng rồi phải không Hoắc khải có thể dễ dàng nhận ra giọng nói này là của ai nên anh nói chủ tịch tô đừng tự tìm phiền phức dù cho anh có muốn làm gì đi nữa thì cũng không nên lôi hai mẹ con họ vào muốn chút giận thì cứ đến gặp tôi sao lại làm chuyện vô lý như vậy làm hại đến hai mẹ con vô tội bọn họ Ông chủ lý quả thật thông minh như người ngoài nói, chỉ cần một câu nói là có thể đoán được chuyện gì xảy ra, ở đầu dây bên kia chính là Tô Tử Hàng đã biến mất hai ngày nay, nhưng có một chuyện anh nói sai rồi, Cố Phi Dương, con chó cái đó không vô tội một chút nào. Nếu không phải tại cô ta thì tôi đã không đắc tội đến anh. Nếu tôi không đắc tội đến anh, bây giờ hai chúng ta chắc đã là mối quan hệ hợp tác vui vẻ. Vậy mà giờ đây tôi lại nghèo đến mức không một xu dính túi, tất cả là do con đàn bà khốn nạn này anh nói cô ta vô tội sao tôi nghĩ cô ta nên bị chém chết một ngàn lần hoác khải cao mày khi nghe thấy điều đó rồi anh nói tốt hơn là anh không nên làm sằng bậy tôi biết bây giờ anh đang cảm thấy tức giận nhưng làm tổn thương họ cũng sẽ không ích gì nếu anh muốn được bồi thường anh có thể nói với tôi bồi thường ha 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 đương nhiên tôi muốn anh bồi thường là do anh cổ phần tôi sở hữu có trị giá hơn một tỷ bây giờ chỉ còn lại một tệ anh nghĩ anh phải bồi thường cho tôi bao nhiêu, Tô Tử Hàng phẫn nguất, chưa bao giờ anh ta phải chịu một mất mát lớn như vậy từ lúc sinh ra cho tới giờ. Sau khi bị hội đồng quản trị luận tội và khai trừ, thậm chí cả cổ phần cũng bị lấy mất chỉ với một tệ, Tô Tử Hàng đã trở nên vô cùng phẫn nộ. Vốn gì anh ta muốn bán cổ phần của mình cho Hóc Khải để kiếm tiền rồi rời đi, nhưng mọi chuyện lại thành ra như bây giờ, làm sao anh ta có thể chịu đựng được. Vì vậy, anh ta liền lấy ra số tiền duy nhất còn lại của mình, thuê vài tên không biết sợ chết, đi theo Cố Phi Dương hai ngày nay. Lúc trước Hoắc Khải có trách nhiệm đi đón Nhạc Văn Văn, mà bản thân Hoắc Khải lại được Đường Thế Minh bảo vệ, Tô Tử Hàng biết chuyện này lớn đến mức nào nên cũng không dám hành động hấp tấp. Hôm nay cuối cùng anh ta cũng đợi được đến khi Cố Phi Dương đích thân đến đón Nhạc Văn Văn, anh ta mới lập tức trói hai mẹ con lại để uy hiếp Hoắc Khải. "Ông chủ Lý, đừng có mà nói nhảm với tôi." anh có thể đưa cho tập đoàn Phong Âu 2 tỷ, vậy tôi muốn một nửa số đó. Đưa ngay cho tôi 1 tỷ, tôi sẽ tha cho cả hai. Nếu không, anh cứ chờ mà nhặt xác đi, tô tử hàng đe dọa. 1 tỷ, anh có biết sẽ náo loạn bao nhiêu khi đưa ra số tiền chuộc này không? Cho dù cầm được tiền trong tay thì anh cũng không có cơ hội dùng nó đâu, Hoác Khải nói. Theo các biện pháp trừng phạt của pháp luật hiện hành, cộng với hiệu suất thực thi pháp luật, thì khi số tiền chuộc đạt đến mức này, chắc chắn đây sẽ trở thành một vụ án khổng lồ. Đến lúc đó, cho dù Tô Tử Hàng có mọc cánh cũng khó chạy thoát, vì vậy những gì mà Hoắc Khải nói hoàn toàn không phải là dọa dẫm. Chương 509, cứng rắn. Tuy nhiên, nhóm giám đốc đó đều là người địa phương, đã làm kinh doanh nhiều năm và trải qua biết bao nhiêu sóng gió, làm sao họ có thể sợ hãi trước sự đe dọa của một người trẻ tuổi được? Nếu họ thật sự sợ hãi, họ đã không dùng một tệ để lấy cổ phần của Tô Tử Hàng. Cuối cùng, Tô Tử Hàng chỉ có thể rời đi trong oán hận. Vì vậy, sau khi Hoác Khải đến công ty, hầu như tất cả thành viên trong hội đồng quản trị đều có mặt. Họ không hài lòng với kế hoạch mua lại của Hoác Khải, 60% cổ phần là quá nhiều, họ hy vọng anh sẽ giảm bớt con số này xuống, hoặc tốt hơn hết là Hoác Khải nên từ bỏ vụ thu mua này. Nhưng điều này là không thể, mọi thứ đã đi đến nước này, không có đường để quay lại nữa. Sau cả ngày đàm phán, cuối cùng, Hoắc Khải và tập đoàn Phong Âu đã đạt được thỏa thuận đầu tư 2 tỷ để mua lại 53% cổ phần của tập đoàn Phong Âu. Mặc dù đã giảm 7% cổ phần so với trước đây, tương đương với việc tăng chi phí mua lại, nhưng đối với Hoắc Khải thì điều đó cũng không thành vấn đề. Thứ anh muốn là công ty này, chỉ cần anh nắm quyền kiểm soát tuyệt đối, những khía cạnh khác đều có thể bàn bạc. Đáng tiếc tập đoàn Phong Âu không biết mấu chốt này của Hoác Khải, áp lực tâm lý của họ quá lớn, nếu không thì họ đã nghiến răng nghiến lợi cố hết sức để hạ số cổ phần xuống còn 51% rồi. Dù thế nào đi nữa, mục tiêu của Hoác Khải đã đạt được, còn tập đoàn Phong Âu đã không còn phải lo lắng về việc bị đàn áp và bao vây bởi hệ thống VR của Hy vọng mới nữa. Một ngày sau, trên trang web chính thức của Hy vọng mới, thông báo trước đó đã bị hủy bỏ và một thông báo mới được thay thế hy vọng mới đã đạt được thỏa thuận thu mua tập đoàn Phong Âu, đầu tư 2 tỷ để mua lại 53% cổ phần của tập đoàn Phong Âu. Với hiệu lực ngay lập tức, tập đoàn Phong Âu sẽ trở thành một trong những công ty con của hy vọng mới và sẽ được đổi tên thành chi nhánh kỳ thị sau khi ổn định. Đây sẽ là chi nhánh thứ 6 của hy vọng mới, sẽ chịu trách nhiệm sản xuất chip. Lúc này, nhiều người đã nhìn ra hoài báo của công ty hy vọng mới, đó là tạo ra một vòng khép kín của dây chuyền công nghiệp, Công nghệ VR có sẵn, công ty chip có sẵn, về vốn thì có hai quỹ đầu tư mạo hiểm, nền tảng là chi nhánh giáp tử, công thêm các khía cạnh khác, có hàng chục công ty liên minh để hỗ trợ. Bằng cách này, hy vọng mới chắc chắn có thể hình thành một mô hình hoạt động khép kín. Chỉ cần họ không phạm sai lầm, người khác nếu muốn ra tay với họ như nhà họ Hoắc thì chắc chắn sẽ rất khó. Chỉ là thực lực của những công ty trong vòng liên minh vẫn chưa đủ mạnh để phát triển và hoạt động tốt thì vẫn cần thêm một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, nếu thật sự muốn tạo thành một vòng công nghiệp khép kín hoàn chỉnh, cần thành lập thêm ít nhất hai hoặc ba chi nhánh bổ khuyết, nếu không sẽ vẫn tồn tại kẽ hở có thể bị lợi dụng. Hoắc Khải đã thiết kế tất cả các kế hoạch, bây giờ anh chỉ cần làm theo kế hoạch trước đó từng bước một. Với anh, tương lai đầy hứa hẹn, thứ duy nhất còn thiếu chính là thời gian. Thế lực đen đã cử từ lực phàm, khi không có việc gì làm thì sẽ chạy đến hy vọng mới để nghe ngóng thông tin, nhìn bề ngoài thì thân quen, nhưng thực chất là đang ngấm ngầm theo dõi tình hình của hy vọng mới. Hoác Khải biết rõ điều này, nhưng anh không từ chối sự thâm nhập của tử lực phàm, mà ngược lại còn tiếp xúc với người này rất nhiệt tình. Bởi vì theo quan điểm của Hoác Khải, tử lực phàm là một con dao hai lưỡi, có thể làm tổn thương bản thân, nhưng nếu sử dụng tốt, cũng có thể khiến đối phương bị thương. Chuyện của tập đoàn Phong Âu đã được giải quyết xong, Hoác Khải cũng không định ở lại thành phố này nữa, không có nhiều hứng thú với thành phố này, ở lại chỉ lãng phí thời gian. Chỉ có điều Cố Phi Dương vẫn còn ở bên cạnh, chuyện này cũng có chút khó khăn. Biết tin Hoắc Khải ra đi, Cố Phi Dương rất buồn. Cô ta khao khát được ở bên Hoắc Khải, nhưng cô ta không dám nói rõ ràng, chỉ có thể thầm cầu mong ngày hai người chia tay sẽ đến thật muộn. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán với tập đoàn Phong Âu diễn ra quá thuận lợi, khiến Cố Phi Dương thất vọng. Cô ta muốn đi cùng Hoắc Khải. Nhưng cho dù cô ta thật sự muốn từ bỏ tất cả những gì mình có và rời đi thì cũng không thể rời đi chỉ trong 2 3 ngày. Vũ Đoàn vẫn còn quá nhiều nhân viên và có rất nhiều người đến học, dù không nghĩ đến mình thì cũng phải có trách nhiệm với mọi người. Nếu muốn rời đi, trước tiên cô ta phải bàn giao công việc của mình. Sắc rối nhất là Cố Phi Dương đã đồng ý hợp tác với công ty của Hoác Khải, nên cho dù muốn chuyển Vũ Đoàn cho người khác thì cô ta cũng không làm được. Nếu không có công ty này, sẽ không có cơ hội và lý do để liên hệ với Hoác Khải nữa. Cách duy nhất là để lại vấn đề ở đây cho người khác phụ trách, sau đó đi theo Hoác Khải để bắt đầu một chi nhánh mới. Ý tưởng này không phải chỉ là nhất thời, Cố Phi Dương đã suy nghĩ về một văn phòng chi nhánh từ vài ngày trước. Bản thân tiềm lực của vũ đoàn ở thành phố này đã bị khai thác gần hết, tiếng tăm cũng đã dần vụt tắt, tốn thêm thời gian mà lại chẳng thu được bao nhiêu. Bên ngoài có nhiều thành phố như vậy, đều có thể để cho cô ta tiến hành khai thác tiềm năng. Đi ra ngoài tạo dựng chi nhánh công ty, ngoài việc kiểm tra khả năng kinh doanh và tầm nhìn của cô ta, đồng thời cũng cho tất cả mọi người một cái lý do hợp lý, rằng tại sao cô ta lại đi theo Hoắc Khải. Chỉ là trước khi thành lập chi nhánh, Cố Phi Dương vẫn phải bàn giao công việc của công ty hiện tại, không thể chỉ nói cho mọi người biết ai là người chịu trách nhiệm thay cô ta rồi cứ thế mà bỏ đi được. Vì vậy cô ta hy vọng sẽ có một bữa ăn chia tay ngắn ngủi với Hoác Khải để bù đắp sự tiếc nuối khi không thể rời đi cùng người đàn ông này ngay lập tức. Hoác Khải đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này. Tối hôm đó, Hoác Khải đi đặt nhà hàng, cố phi dương đến đón nhạc văn văn rồi đi gặp anh. Tuy nhiên, đợi ở nhà hàng đến 7 ba 30 vẫn không thấy cố phi dương, Hoác Khải cảm thấy không ổn, anh đã gọi cho cố phi dương mấy lần và tất cả đều trong trạng thái tắt máy. Mãi đến tận 8 giờ, một cuộc gọi lạ gọi đến, Hoắc Khải vốn không muốn trả lời, nhưng rồi anh lại do dự và bắt máy. một giọng nói đầy quỷ quyệt truyền ra từ điện thoại, xếp lý thế nào, chờ đến mức lo lắng rồi phải không? Hoắc Khải có thể dễ dàng nhận ra giọng nói này là của ai, nên anh nói, Chủ tịch tô, đừng tự tìm phiền phức, dù cho anh có muốn làm gì đi nữa thì cũng không nên lôi hai mẹ con họ vào. muốn chút giận thì cứ đến gặp tôi, sao lại làm chuyện vô lý như vậy, làm hại đến hai mẹ con vô tội bọn họ? Ông chủ lý quả thật thông minh như người ngoài nói, chỉ cần một câu nói là có thể đoán được chuyện gì xảy ra, ở đầu dây bên kia chính là Tô Tử Hàng đã biến mất hai ngày nay, nhưng có một chuyện anh nói sai rồi, Cố Phi Dương, con chó cái đó không vô tội một chút nào. Nếu không phải tại cô ta thì tôi đã không đắc tội đến anh. Nếu tôi không đắc tội đến anh, bây giờ hai chúng ta chắc đã là mối quan hệ hợp tác vui vẻ. Vậy mà giờ đây tôi lại nghèo đến mức không một xu dính túi, tất cả là do con đàn bà khốn nạn này anh nói cô ta vô tội sao? Tôi nghĩ cô ta nên bị chém chết một ngàn lần. Hoác Khải cao mày khi nghe thấy điều đó, rồi anh nói tốt hơn là anh không nên làm sằng bậy. Tôi biết bây giờ anh đang cảm thấy tức giận, nhưng làm tổn thương họ cũng sẽ không ích gì. Nếu anh muốn được bồi thường, anh có thể nói với tôi. Bồi thường, ha 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 ha, đương nhiên tôi muốn anh bồi thường. Là do anh, cổ phần tôi sở hữu có trị giá hơn một tỷ, bây giờ chỉ còn lại một tệ, anh nghĩ anh phải bồi thường cho tôi bao nhiêu? Tô Tử Hàng phẫn nộ, chưa bao giờ anh ta phải chịu một mất mát lớn như vậy từ lúc sinh ra cho tới giờ. Sau khi bị hội đồng quản trị luận tội và khai trừ, thậm chí cả cổ phần cũng bị lấy mất chỉ với một tệ, Tô Tử Hàng đã trở nên vô cùng phẫn nộ. Vốn dĩ anh ta muốn bán cổ phần của mình cho Hắc Khải để kiếm tiền rồi rời đi, nhưng mọi chuyện lại thành ra như bây giờ, làm sao anh ta có thể chịu đựng được. Vì vậy, anh ta liền lấy ra số tiền duy nhất còn lại của mình, thuê vài tên không biết sợ chết, đi theo cố phi dương hai ngày nay. Lúc trước Hoác Khải có trách nhiệm đi đón nhạc văn văn, mà bản thân Hoác Khải lại được đường thế minh bảo vệ, Tô Tử Hàng biết chuyện này lớn đến mức nào nên cũng không dám hành động hấp tấp. Hôm nay cuối cùng anh ta cũng đợi được đến khi cố phi dương đích thân đến đón nhạc văn văn, anh ta mới lập tức trói hai mẹ con lại để uy hiếp Hoác Khải. Ông chủ lý, đừng có mà nói nhảm với tôi anh có thể đưa cho tập đoàn Phong Âu 2 tỷ, vậy tôi muốn một nửa số đó. Đưa ngay cho tôi 1 tỷ, tôi sẽ tha cho cả hai. Nếu không, anh cứ chờ mà nhặt xác đi, tôi Tử Hàng đe dọa. 1 tỷ, anh có biết sẽ náo loạn bao nhiêu khi đưa ra số tiền chuộc này không? Cho dù cầm được tiền trong tay thì anh cũng không có cơ hội dùng nó đâu, Hoác Khải nói. Theo các biện pháp trừng phạt của pháp luật hiện hành, cộng với hiệu suất thực thi pháp luật, thì khi số tiền chuộc đạt đến mức này, chắc chắn đây sẽ trở thành một vụ án khổng lồ. Đến lúc đó, cho dù Tô Tử Hàng có mọc cánh cũng khó chạy thoát, vì vậy những gì mà Hoác Khải nói hoàn toàn không phải là dọa dẫm. chương 510, Góc độ Con đàn bà ngu ngốc, đều tại mày làm cho tao thành ra thế này. Nếu không phải vì mày còn hữu dụng, thì tao đã. Những lời đe dọa của Tô Tử Hàng đã khiến Cố Phi Dương càng thêm sợ hãi không phải cô ta sợ tô tử hàng sẽ làm chuyện gì với mình dù sao thì cũng chẳng có ai cần cô ta cho dù có chết cũng là giải thoát nhưng cô ta không muốn con gái của mình là nhạc văn văn cũng phải chịu bất hạnh bất hạnh của cô ta không liên quan gì đến con gái của cô ta nên không thể để cho cô bé bị liên lụy nếu có thể cố phi dương sẵn sàng dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy sự an toàn của con gái nhưng cô ta biết rằng khả năng này là rất thấp Tô Tử Hàng tham lam đến mức yêu cầu Hắc Khải bồi thường một tỷ, mà vũ đoàn của cô ta trị giá nhiều nhất chỉ khoảng 8 đến 10 triệu, còn không đủ nhét răng. Trước khi gọi điện cho Hắc Khải, Tô Tử Hàng đã bàn bạc với bọn đầu gấu đó rồi, ngay khi lấy được tiền sẽ làm nhục cố phi dương trước khi giết cô ta. Về phần nhạc văn văn, cứ bán ra nước ngoài hay vùng núi gì đó cũng được, cả đời cũng không thể quay lại. Suy nghĩ của bọn chúng khiến cho cố phi dương cảm thấy tuyệt vọng, nếu đúng như vậy thì nhạc văn văn sẽ bị hủy hoại cả cuộc đời. Thậm chí, Tô Tử Hàng còn nói với bọn đầu gấu đó rằng khi Hoắc Khải đến sẽ ra tay giết ngay khi cầm được tiền. Dù sao thì giết một người hay hai người cũng không có nhiều khác biệt. Sau khi nói chuyện với đồng bọn, Tô Tử Hàng lại nhìn Cố Phi Dương chế nhạo, sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc đầu đã không bận tâm làm gì. Nếu như hồi đó mày không từ chối tao, sao bây giờ có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy? tự đâm đầu vào chỗ chết thì không thể sống, câu này chắc mày cũng đã từng nghe qua. Điều này rất không hợp lý, rõ ràng anh ta không phải là người tốt, cố phi dương không muốn nói chuyện với anh ta là đúng. Hơn nữa cũng do chính anh ta nhỏ mọn, tính cách nóng này, coi thường hoác khải nên mới gây ra những phiền phức này. Thật là sai trái khi đổ lỗi cho cố phi dương vào lúc này. Nhưng điều này cũng phù hợp với tính khí của Tô Tử Hàng, anh ta không phải là người biết suy nghĩ, nếu không thì tại sao trong công ty thậm chí còn không có lấy một người muốn đứng ra giúp anh ta kia chứ? Sau khoảng 30 phút, một chiếc taxi dừng lại bên đường. Hoác Khải xuống xe, đi theo chỉ dẫn trên con đường mòn. Phải mất thêm 2-30 phút nữa thì anh mới thấy được nơi mà Tô Tử Hàng nói. Đó là một ngôi nhà hoang, chủ nhân của nó đã chuyển lên thành phố sinh sống từ lâu, nhà rột khắp nơi không ai đoái hoài đến. Hơn nữa, xung quanh còn nhiều loại cây vô giá trị, trồng xong hầu như cũng không có ai quan tâm, hơn nữa cả tuần, thậm chí cả tháng cũng không có ai qua lại. Đây không phải là do tô tử hàng đủ thận trọng, mà là do gợi ý của những tên đầu gấu đó. Bọn chúng đã có nhiều kinh nghiệm làm việc xấu xa, hơn nữa lần này là sự kiện lớn liên quan đến tiền tỷ nên đương nhiên bọn chúng càng phải cẩn trọng hơn. Khi đến gần ngôi nhà, Hoắc Khải dừng lại. Dù không phải là cao thủ võ thuật như đường thế minh, nhưng anh vẫn có thể phát hiện ra có người trong nhà đang quan sát mình. Không có quá nhiều kiêng kỵ, Hoắc Khải hét lớn, "Chủ tịch Tô có ở trong đó không?" Sau vài giây, một người đàn ông hung hăng mở cửa từ bên trong, ló nửa khuôn mặt ra và vẫy tay với Hoắc Khải. Hoắc Khải mặc kệ, không hề bước tới, chỉ nói, "Tôi nói, lần này tôi đến để xác nhận sự an toàn của mẹ con bọn họ. Nếu không nhìn thấy, tôi không những không trả tiền mà còn lập tức xoay người rời đi." Hơn 10 giây sau, Tô Tử Hàng nói: "Ông chủ Lý, anh đừng nghĩ tôi sợ anh. Anh muốn xem hai mẹ con họ có an toàn không, còn phải xem anh có thành tâm hay không đã. Nếu anh muốn xem thì bước vào đây, nếu không dám đến thì cũng chẳng cần phải nhát gan như vậy chứ, tránh xa như vậy làm gì? Khi anh yêu cầu người của anh đánh bại tôi vào ngày hôm đó, anh rất cứng rắn mà. Tại sao hôm nay không cứng rắn như vậy đi? Đây là một âm mưu rất rõ ràng, Hoắc Khải đương nhiên sẽ không bị lừa." anh nói tôi đã ở đây anh nói vẫn còn chưa thành tâm sao không nói nhảm nữa nhà này có nhiều cửa không khó để tôi nhìn thấy hai mẹ con anh mở cửa sổ ra để tôi có thể nhìn thấy rõ ràng thì tôi liền đưa tiền cho anh sau đó anh thả người đi nếu không chịu thì quên đi việc cứu người cũng không phải là của tôi dù rất muốn cứu người thì trước tiên tôi cũng phải đảm bảo an toàn cho mình trong nhà cả cố phi dương và con gái đều nghe thấy giọng nói của hoác khải vẻ mặt của cố phi dương đầy kích động miệng lẩm bẩm vô thức muốn hoắc khải rời đi còn tiếng thút thiết của nhạc văn văn lại muốn kêu gọi hoắc khải đến giải cứu cô bé suy nghĩ của hai mẹ con hoàn toàn khác nhau một người hy vọng hoắc khải có thể bảo vệ bản thân mình người còn lại hy vọng chú lý có thể đến cứu hai mẹ con ra khỏi biển khổ sự cố chấp của hoắc khải dường như khiến tô tử hàng có chút khó nghĩ không biết có nên làm hay không hoắc khải không cho anh ta quá nhiều thời gian để suy nghĩ lại hét lên, tôi sẽ cho anh 5 giây để suy nghĩ về điều đó. Làm được thì làm, còn không thì thôi, đừng có trần trừ không đáng mặt đàn ông như thế. 5, 4, 3, 2, 1. Hoác Khải bắt đầu đếm, khi đếm đến 1, tôi tử hàng cuối cùng phải nói, được rồi, để anh xem. Suốt cuộc, cửa sổ mở ra, và từ chỗ đứng của Hoác Khải có thể nhìn thấy Cố Phi Dương đang bị trói trên ghế. Hai người nhìn thấy nhau, tâm tư của Cố Phi Dương rất phức tạp, cô ta không biết nên vui mừng hay hoảng sợ. Chồng của cô ta đã mất nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô ta thật sự thích một người đàn ông khác, bây giờ cô ta bị bắt cóc, người đàn ông đó đang gặp nguy hiểm để cứu cô ta. Nói là không cảm động thì chắc chắn không thể, nhưng cảm giác nhiều nhất vẫn là sợ hãi. Thậm chí, cô ta còn hy vọng Hoác Khải sẽ không đến, bởi vì nếu vậy thì anh chỉ có thể bỏ ra một tỷ để đáp ứng yêu cầu cứu cô ta của Tô Tử Hàng. Cố Phi Dương không nghĩ rằng cô ta lại đáng tiền như vậy, nếu Hoắc Khải thật sự rút tiền ra thì dù có làm trâu bò cả đời này thì cô ta cũng không thể báo đáp được công ơn đó. Khẽ gật đầu với Cố Phi Dương, Hoắc Khải lại lên tiếng, "Nhạc Văn Văn ở đâu? Con gái của cô Cố ở đâu? Tôi không thể nhìn thấy cô bé." "Đang ở bên cạnh, muốn nhìn cái gì nữa? Không phải đã để cho anh nhìn thấy Cố Phi Dương bình an vô sự rồi sao?" Tô Tử Hằng nói. Hoắc Khải nhấn mạnh, "Như tôi đã nói, Tôi phải thấy mẹ con họ được an toàn, chứ không phải một trong hai người được an toàn trong khi tình hình của người kia còn đang phải nghi ngờ. Con mẹ nó thật là nhiều chuyện, tôi tử hàng chửi bới, nhưng vẫn để người ra mở cửa. Hoác Khải bước tới vài bước liền nhìn thấy nhạc văn văn cũng đang bị trói, nhưng bị trói ở trong góc. Cô bé này mới học tiểu học được có mấy năm, chưa bao giờ gặp chuyện nguy hiểm như vậy, hiện tại cả người đều sợ hãi, miệng không ngừng rên gì cầu xin chú Lý mau cứu mẹ con cô bé khóc lóc cái gì mày đừng có ồn ào nữa phát ra âm thanh nào nữa là tao sẽ cắt lưới của mày đó tô tử hàng hung ác nói giọng điệu của anh ta rất lớn lối ngay cả hoắc khải nghe được câu này cũng nói anh mà cắt lưới cô bé thì cũng sẽ không lấy được một xu nào đương nhiên hiện tại tôi đã xác nhận mẹ con bọn họ bình an vô sự vậy anh có thể nói về khoản tiền chuộc một tỷ quả thật là quá nhiều bản thân anh đã là chủ tịch của một công ty lớn anh nên hiểu rằng không thể kiếm được số tiền lớn như vậy ngay lập tức dù có sẵn cũng sẽ không thể giải ngân chỉ trong vài phút hơn nữa tôi có rất ít tiền gửi của riêng mình nếu tôi sử dụng tiền trong tài khoản của công ty và ai đó biết được thì làm sao tôi có thể giải thích anh có thể nói rằng việc giải thích là việc của riêng tôi và có không liên quan gì đến anh nhưng điều tôi muốn nói với anh là tiền của công ty không phải là thứ tôi có thể lấy nếu tôi muốn nếu tôi sử dụng ở đây thì tôi có thể bị kiện bởi vì một nửa số tiền thuộc về vợ tôi đương nhiên tôi tử hàng biết hoác khải nói thật nhưng anh ta cũng không quan tâm nhiều như vậy chỉ nói tôi mặc kệ anh dùng cách gì dù sao không có tiền thì không trả người đừng nói chắc như vậy nếu như tôi thật sự không lấy tiền ra được thì anh liền bỏ qua không cần một xu nào sao hoác khải hỏi khi anh hỏi những điều này anh chỉ đang muốn trì hoãn thời gian cửa ra vào và cửa sổ đối diện đều mở toang Mặc dù Hoác Khải không biết đường Thế Minh đang ở đâu hay vẫn chưa tới, nhưng anh chắc chắn một điều, chỉ cần anh làm tốt mọi việc, đường Thế Minh sẽ nhất định không để anh phải thất vọng. Có lẽ lúc này đường Thế Minh đang đứng ở nhiều góc độ khác nhau để quan sát tình hình trong nhà, tìm cách giải cứu mẹ con cố Phi Dương. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 511, lời nói Hoác Khải biết sức của mình, anh có sức mạnh nhưng để cứu người thì lại quá khó khăn chỉ cần mở cửa sổ là có thể thấy ít nhất là ba người đàn ông to khỏe ngoài ra còn có tô tử hàng cho dù tô tử hàng không biết đánh nhau thì anh ta cũng được tính là một người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ để tốn một phần tinh lực của anh rồi cùng đối mặt với bốn người hoác khải chẳng dám chắc điều gì trên tay của một trong số bọn họ còn có một con dao cắt dưa hấu sắc sáng loáng con dao dài như thế rõ ràng không phải để cắt dưa hấu rồi mà là chém người thành khúc thì đúng hơn đám người này không phải bọn vệ sĩ mặc vest đen mà lần trước tô tử hàng thuê đến bọn họ mỗi người mặc một kiểu trên người toàn là hình xăm quái lạ chứng tỏ bọn họ không phải thứ tốt lành gì có lẽ ở nước ngoài xăm là một loại văn hóa nhưng ở đây thì nó là biểu tượng của sự không tốt cho nên hoác khải không dám làm gì xúc động mà chỉ dùng lời nói để kéo dài thời gian anh tin rằng đến lúc cần đánh nhau thì đường thế minh nhất định sẽ xuất hiện chính vào lúc này anh nhìn thấy ánh mắt của cố phi dương xảy ra sự biến hóa. Cô ta kinh hãi nhìn anh, tất cả các cảm xúc khác đều tiêu tan. Sự phát hiện này làm hoác khải sửng sốt, rồi anh lập tức nghĩ ra điều gì. Anh vội vàng bước lên phía trước, vừa mới cử động thì đã nghe thấy một tiếng hô lớn phía sau. Ngay sau đó vai anh bị một cái gậy đánh mạnh vào. Đây còn là hoác khải đã kịp thời né tránh trước rồi, nếu không thì nó đã đập thẳng vào sau gáy anh rồi. Đối phương dùng lực cực mạnh, khiến Hoắc Khải đau đến kêu ra tiếng, ngã dạp xuống đất. Sau đó, có hai người từ sau vùng lên đuổi, ghi chân vào lưng anh, đè cho anh không đứng dậy nổi. Thằng Hoắc này, mày phản ứng cũng nhanh đấy. Nhưng đáng tiếc là ông mày vẫn nhanh hơn, một tên đàn ông cầm dây thường trói Hoắc Khải lại. Sức lực của hắn mạnh vô cùng, khiến Hoắc Khải cảm thấy xương mình như muốn gãy ra. Người anh em, cả mấy anh em kia nữa, chỉ cần các anh chịu thay đổi ý thì tôi sẽ cho các anh nhiều thù lao gấp đôi tô tử hàng, hoắc khải vừa thở vừa nói. Nói ít thôi, ông mày cần chút tiền đấy à? Nói cho mày biết, hôm nay không đưa một tỷ ra thì ông mày sẽ cắt luôn lưỡi mày, một tên rút con dao ra kề vào mặt hoắc khải. Lưỡi dao sắc lạnh chạm vào da khiến hoắc khải không dễ chịu chút nào. Cho dù hoắc khải đã từng trải qua nhiều nhưng cũng bất giác cảm thấy dùng mình. Anh không ngờ rằng, ngoài ba người bên trong ra thì vẫn có hai kẻ phục sẵn chờ và nhân lúc anh đang kéo dài thời gian thì đã lẻn vào bắt được anh xem ra là bản thân anh đã coi thường đám người này quá rồi anh kéo dài thời gian thì đối phương ngồi im chắc nói không chừng tô tử hàng đang cố ý chờ anh nói tiếp để phân tán lực chú ý của anh đấy nếu hoác khải giữ đủ sự cảnh giác và chú ý đến xung quanh hơn thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy với sức mạnh của anh dù không đánh lại được hai người thì cũng chạy được giờ thì hay rồi bản thân bị bắt lại càng khiến cho việc giải cứu của đường thế minh thêm khó khăn hơn cũng không biết đường thế minh có thể giải quyết được việc này hay không hai tên đàn ông kéo hoác khải từ dưới đất lên trên một chân đạp vào người anh hung ác nói đi hoác khải biết giờ bản thân nói gì cũng vô dụng chỉ đành làm theo lời nói của bọn họ là đi vào trong phòng ba người nhanh chóng vào trong cửa sổ lại một lần nữa được mở ra. Trong phòng không bật đèn, không biết ở đâu ra mà chỉ có một ngọn nến chiếu sáng. Vẻ mặt Tô Tử Hàng vô cùng âm hiểm dưới ánh nến. Anh ta đi lên trước, vỗ vào mặt Hoác Khải, ông chủ lý, đã lâu không gặp, anh có khỏe không? Một ngày không gặp anh mà như cách ba thu vậy, tôi sợ anh không biết là hai ngày này tôi muốn anh cỡ nào đâu. Ừ, muốn anh đi chết đấy. Lời nói ác độc không ngừng tuôn ra từ trong miệng Tô Tử Hàng vị chủ tịch hội đồng quản trị cũ của tập đoàn Phong Âu này đã vì sự thay đổi của cuộc sống mà trở thành một ác quỷ. Cố Phi Dương tuyệt vọng nhìn Hoắc Khải, Hoắc Khải còn bị bắt thì mọi thứ coi như xong cả rồi. Cô ta còn đang nghĩ, nếu Hoắc Khải có thể an toàn rời đi thì sau này còn có thể để con gái trông cậy vào anh. Giờ thì sao? Cố Phi Dương chỉ muốn mình chết trước đi, thì sẽ không phải nghĩ đến những chuyện tuyệt vọng kia. Chủ tịch hội đồng quản trị Tô, anh. Hoắc Khải vừa mới mở lời đã bị Tô Tử Hàng tát vào mặt, mày chửi ai? Ai là chủ tịch hội đồng quản trị? Lời xưng hô của Hoắc Khải khiến Tô Tử Hàng cảm thấy bị sỉ nhục. Anh ta đã bị công ty mua lại cổ phần với giá một tệ rồi, thế mà Hoắc Khải còn gọi anh ta là chủ tịch hội đồng quản trị, là cố ý hay gì? Dĩ nhiên Hoắc Khải không có ý đó, nhưng tình hình bây giờ đang không ổn, anh chỉ có thể thở sâu và nói, anh Tô Tử Hàng, tôi biết anh mong bản thân có thể sống yên ổn nửa đời sau. Tiền thì không thành vấn đề, nhưng nếu làm chuyện quá đáng quá thì anh cũng không thoải mái đâu. Cho nên, tôi đưa anh tiền, anh thả người ra. Ôi chao, lúc này mà còn uy hiếp tao, tôi tử hàng lấy cây gậy từ bên cạnh ra, đập đập vào tay, bộ dáng như sắp bổ nhào qua. Tôi không uy hiếp anh mà chỉ đang khuyên thôi, hoặc khải đáp, từ xưa đến nay, những kẻ đem tính mạng của người khác ra uy hiếp thì đều không có kết cục tốt, nhất là khi phạm vào tội tay trời một tỷ là đủ để lùng bắt anh trên toàn thế giới rồi kỹ thuật giờ đây rất phát triển chỉ cần họ muốn dù anh có chạy đi đâu thì cũng bắt được thôi kể cả các anh em ở đây tôi nghĩ các anh không phải hạng cha không mẹ không người thân thích nhỉ trong lòng các anh ắt phải có những người đáng để dựa vào nếu chỉ vì chút tiền nhỏ mà giết người thì các anh có chịu sau này cả đời sẽ phải trốn chạy không dám tin ai gặp ai nữa không nếu là vậy thì anh ta cho các anh nhiều tiền hơn nữa cũng có tác dụng gì chỉ cần các anh muốn, thả tôi ra, rồi sẽ có tiền. Mấy tên đàn ông nhìn nhau, có lẽ động tác của bọn họ lại khiến Tô Tử Hàng cảm thấy bị uy hiếp, liền dùng gậy đập thẳng lên đầu Hoác Khải. Anh ta hận Hoác Khải đến mực điểm, cho nên dùng sức vô cùng lớn. Gậy này làm Hoác Khải chảy máu đầu, nhìn thấy máu chảy từ trên trán ra, cố phi dương nước mắt như mưa. Lúc này, trong lòng cô ta chỉ nghĩ đến một việc là hối hận vì chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với Hoác Khải đến lúc chết thật rồi, Cố Phi Dương không thể nghĩ ra được chuyện nào khác. Cô ta chỉ mong rằng suy nghĩ cuối cùng của đời mình sẽ được người khác biết được. Nhưng cô ta không biết mình có còn cơ hội nói, đối phương còn cơ hội nghe hay không. Nước mắt cô ta chảy ra càng nhiều, Cố Phi Dương bắt đầu khóc nấc lên. Mấy người đàn ông trong phòng quay ra nhìn, Tô Tử Hàng lại càng cười quái dị, sao, cô cố đau lòng à? Chật chật, sớm biết có ngày này sao lúc trước còn làm vậy? nếu cô không ép tôi thì hai người có khi còn ổn đấy, tốt biết bao nhiêu. Tiếc là giờ tôi chỉ có thể lấy gậy đập huyên ương, à không, lấy gậy giết huyên ương chứ. Chật chật, sao càng nghĩ lại càng phê nhỉ. Tâm lý của Tô Tử Hàng đã hơi biến thái. Anh ta chỉ muốn thấy người làm mình khó chịu nhất chết đi, càng thảm càng tốt. Hoác Khải nhìn thấy được điều này, anh biết không thể dùng lời nói để đánh động Tô Tử Hàng được nữa. Nhưng mấy người mà Tô Tử Hàng gọi đến thì lại có thể bọn họ không thân thiết gì với Tô Tử Hàng, đến giúp anh ta chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau. Vì tiền, vì thật nhiều tiền. Hoắc Khải nhìn bọn họ, nói các anh em, tôi đã nói rồi, có thể cho các anh thật nhiều tiền, các anh nghĩ mà xem. Giờ các anh cầm tiền đi, nhưng sẽ bị dây dưa vào vụ ân oán mà đáng lẽ các anh chẳng liên quan gì. Nói thật, tôi không biết gì về các anh cả, tôi chỉ biết người này là Tô Tử Hàng. Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Phong Âu Mẹ nhà mày, nói ít thôi, Tô Tử Hàng lại đập một nhát vào đầu Hóc Khải. Nhưng lúc này lại có một tên đàn ông ra đỡ hộ. Tô Tử Hàng trừng mắt nhìn hắn, làm cái gì đấy? Anh bị điên à, hay lại ngu đến mức nghe lời của nó rồi? Nó đang lừa các anh đấy. Nó mà chạy thì sẽ gọi cảnh sát đến bắt các anh luôn. Chương 512, vị trí. Mấy tên đàn ông đó gật đầu, thả gậy ra, nói, bọn tôi không ngu. Nó chưa đưa tiền cho thì bọn tôi sẽ chưa tin. Nhưng nếu cậu đánh chết nó thì bọn tôi sẽ thật sự không có đồng nào hết. Tô Tử Hàng biết đối phương nói có lý, nên mới vùng vằng thả cái gậy xuống, nhưng cũng lại tát cho Hoắc Khải thêm mấy cái, "Này thì mày chém gió này, coi tao là đồ ngu à?" Lần này, mấy tên đàn ông không cản Tô Tử Hàng lại nữa, chờ anh ta xả cơn giận xong thì nói với Hoắc Khải, "Ông chủ lý nhỉ. Mày tốt nhất là ngoan ngoãn đưa tiền đây, thì tao còn tha cho mày một mạng." nếu mày còn không biết điều nữa thì bọn tao không dám đảm bảo gì đâu đấy. Mày phải hiểu là cậu Tô rất hận mày, nếu cậu ấy định đánh mày lúc bọn tao không chú ý thì bọn tao cũng hết cách. Từ trong mắt bọn họ, Hoác Khải thấy được vẻ thèm tiền đến kinh khủng. Rất rõ ràng rằng bọn họ đã động lòng, nhưng nếu không thấy tiền thì bọn họ sẽ không đổi ý. Đám người này là kiểu không có tiền sẽ không nhả người. Muốn bọn họ làm phản thì phải lấy tiền ra, nếu không thì còn lâu. Hoắc Khải không phải không muốn lấy tiền ra, nhưng anh cho rằng nhớ được tiền rồi mà vẫn vô dụng thì sao? Cho nên sau khi thấy hành động của đối phương, anh lựa chọn án binh bất động. Chỗ dựa lớn nhất của anh là Đường Thế Minh. Trừ khi nhận ra Đường Thế Minh không có tác dụng gì thì anh mới bỏ tiền ra. Vấn đề chủ yếu là Đường Thế Minh giờ đang ở đâu? Ông chủ lý, trả tiền đi, đừng có lề mề nữa. Hay mày định chờ ai đến cứu à? Bọn tao đang có nhiều người thế này mày nghĩ ai có thể phá được vòng vây và đưa mày đi hả? Tô Tử Hằng nói. Hoác Khải im lặng không lên tiếng, anh đang nghĩ xem nên tiếp tục tìm cách kéo dài thời gian hay gì khác. Lúc này, điện thoại Hoác Khải vang lên. Mặc dù âm thanh không có gì đặc sắc nhưng lại khiến tất cả mọi người lo lắng. Tô Tử Hàng nhìn Hoác Khải, Hoác Khải lại nói chắc là vợ tôi gọi. Nếu không nghe thì cô ấy sẽ nghĩ nhiều, cho là tôi gặp chuyện và sẽ đi tìm tôi hoặc báo cảnh sát. Tô Tử Hàng lại nhìn mấy tên đàn ông, trong đó có một người bước ra lấy điện thoại của Hoác Khải ra rồi dơ lên cho anh xem, hỏi, đây là ai? Hoác Khải nhìn số điện thoại, là đường Thế Minh gọi. Anh liền đáp, vệ sĩ của tôi, tôi đã cố ý tách anh ta ra, chắc giờ anh ta không tìm được tôi nên lo lắng đấy. Nếu anh không tin có thể hỏi Tô Tử Hàng. Đám người lại nhìn Tô Tử Hàng, anh ta gật đầu nói, đúng vậy. Nó có một thằng vệ sĩ rất giỏi, nhưng các anh phải cẩn thận, vệ sĩ đó mà đến thì các anh có thể sẽ gặp nguy đấy. Yên tâm, chúng tôi chuyên nghiệp lắm, nó giỏi thì sao, chủ của nó ở trong tay chúng tôi mà. Nó mà dám làm gì nhì tôi sẽ chém chết thằng này ngay, tên đó trả lời. Sau đó, tên đàn ông nhìn Hoác Khải, mày nghe đi, bảo vẫn an toàn, không được nói linh tinh, bảo nó biến đi chỗ khác đi. Tôi biết rồi, Hoác Khải gật đầu. Tên đó bấm nghe, bật loa ngoài giọng của đường thế minh truyền ra, cậu Lý, cậu đang ở đâu vậy? Tôi làm khách ở nhà một người bạn, Hoắc Khải đáp. Mấy tên đàn ông và tô tử hàng nhìn nhau, khẽ thả lòng, dù sao Hoắc Khải cũng không nói chuyện gì khiến bọn họ bất an. Đường thế minh lại hỏi, thế mà cũng không nói cho tôi, giờ tôi sẽ đi tìm cậu. Người khác nghe thì chỉ thấy là một cuộc nói chuyện bình thường, nhưng Hoắc Khải lại xác nhận rằng có một số ý nghĩa khác. Vì kết câu của đường Thế Minh không có ý hỏi, việc này có nghĩa là gì nghĩa là câu anh ta nói chính là việc anh ta đang làm nghĩ một lúc hoác khải đáp anh biết tôi ở đâu không tên đàn ông trở nên lạnh lẽo sờ dao trên eo dùng ánh mắt và động tác để cảnh cáo hoác khải không được nói linh tinh mà đường thế minh lại nói tôi không rõ lắm lát nữa tìm không ra tôi sẽ gọi lại cho cậu sau ừ vậy đi hoác khải nói xong thì tỏ ý có thể tắt máy với tên kia mà câu nói cuối cùng khiến cả phòng càng thêm thả lòng. Nghe có vẻ như đường thế minh không biết Hoác Khải ở đâu, mà Hoác Khải cũng không nói cho anh ta biết mình đang ở đâu, hai người chỉ nói chuyện bình thường. Tức là bọn họ trốn rất kỹ. Lúc này, điện thoại của Hoác Khải lại reo lên. Tên đó cúi xuống nhìn xem, vẫn là số ban nãy. Hắn khẽ trao mày, hỏi Hoác Khải, vệ sĩ của mày bị điên à? Vừa gọi xong lại gọi tiếp. Chắc vậy, tính cách anh ta hơi vội vàng khoác khải nói chính vào lúc này mái nhà của căn phòng kêu lên loạt soạt mảnh vỡ gạch đột ngột rơi xuống như mưa tên đàn ông cầm điện thoại còn chưa kịp phản ứng thì đã kêu cái hự một cây gậy đen đập vào cổ hắn khiến hắn mất đi chi giác trong phút chốc đường thế minh là con nhà võ học cực kỳ hiểu biết về huyệt vị con người biết đánh vào chỗ nào thì đối phương sẽ dễ mất đi lực chiến đấu nhất đây là căn bản của võ thuật truyền thống không ra tay thì thôi một khi ra tay là xảy ra mạng người vì thủ đoạn như này đều là người xưa dùng trong chiến trường chính vì thế mà sau này võ thuật truyền thống quá hung hãn nên đã bị ngăn cấm chỉ còn dùng để biểu diễn mà thôi những thủ đoạn giết người trong chớp mắt đã dần dần biến mất trong dòng sông lịch sử có lẽ ở một nơi nào đó đặc biệt vẫn còn lưu lại điều này nhưng người bình thường sẽ khó mà biết được chỉ có con nhà võ học như đường thế minh được truyền lại đời đời là biết những chuyện này ở bên trên chính là đường thế minh anh ta đã sớm lén bỏ lên trên này rồi may mắn là căn nhà cũ có lịch sử lâu đời này được xây bằng kết cấu ba góc bên trên không có sàn gác mà chỉ có gỗ với gạch vì lâu năm không sửa nên chỉ dùng sức một chút là có thể đánh rơi được với võ công của đường thế minh muốn đập vỡ mái nhà không khó anh ta không có hành động điên cuồng mà chỉ gọi hai cuộc điện thoại là vì cửa phòng với cửa sổ đều đóng, anh ta không nhìn rõ tình huống cụ thể bên trong. Đối với đường thế minh, cứu cố phi dương được hay không cũng không phải chuyện quan trọng nhất. Việc anh ta muốn làm là bảo đảm cho sự an toàn của Hoác Khải trước đã. Nếu Hoác Khải gặp nguy hiểm thì cứu được hai mẹ con cố phi dương cũng vô ích. Cho nên cuộc điện thoại đầu tiên là để xác nhận xem Hoác Khải có an toàn hay không cuộc thứ hai là để xác định vị trí cụ thể của hoác khải sau khi xác định xong đường thế minh mới tìm đến được địa điểm sau đó anh phá vỡ trần nhà mượn sự đổ vỡ đó để thừa cơ đánh ngã một tên lúc rơi được một nửa đường thế minh đã nhìn thấy hoác khải đang bị trói anh ta hét lên quỳ xuống đồng thời gậy đen trong tay anh ta lật lại đánh vào xương sườn của một tên khác người này kêu lên đau đớn còn chưa kịp làm gì thì đã bị Đường Thế Minh đấm thẳng vào mũi. Xương mũi là nơi yếu ớt nhất mà cảm giác đau cũng nặng nhất. Nếu chỗ này bị công kích thì phần lớn sinh vật sẽ mất đi lực chiến đấu tạm thời. Tiếp theo, anh ta đấm vào cổ tên đó, khiến hắn ngã nhào. Cùng lúc này, đã có người kịp phản ứng trở lại, đầu đầy bụi, người đầy vết thương, phẫn nộ sông về phía Đường Thế Minh. Đường Thế Minh nhẹ nhàng tránh thoát công kích của người đó, dùng gậy đập vào tay hắn gân khuỷu tay bị đánh trúng làm cánh tay của người đó run lên, con dao trong tay cũng rơi xuống đất, rồi bị đường thế minh đá một cước. Ngay sau đó lại có hai tên xông tới. Thấy đường thế minh bị ba tên vây công, Hoắc Khải không tiếp tục quỳ chờ kết quả cuối cùng như những gì đường thế minh nói nữa. Anh không phải người thích chơi đùa với vận mệnh của mình, không thích giao mạng sống cho người khác quyết định. Chết hay sống đều phải do bản thân quyết định cho nên một tên đàn ông vừa xông đến thì đã bị hoác khải mạnh mẽ tách ra. Vòng vây ít đi một người, đường thế minh đối phó hai người càng dễ hơn. Khi kẻ thứ ba ồn ào cầm dao xông đến thì đường thế minh đã giải quyết xong đồng bọn của hắn rồi. Người cuối cùng nhìn đường thế minh rồi lại nhìn hoác khải, cuối cùng, cắn răng quay đầu bỏ chạy. chương 513, Nguy hiểm Đường Thế Minh định đuổi theo ngay lập tức, nhưng đã bị Hoác Khải gọi lại. Có câu nói rất hay, rằng chớ đuổi chó cùng đường, hoắc khải nhìn tô tử hàng đang run rẩy ngồi một chỗ nói, hơn nữa kẻ đầu sỏ đã ở đây rồi, anh có đuổi theo bọn người đó hay không cũng không quan trọng, chỉ là một đám lâu la mà thôi. Sự chạy trốn của mấy tên đầu gấu cuối cùng đã nghiền nát tinh thần của Tô Tử Hàng. Hoắc Khải còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã đột nhiên quỳ xuống, ông chủ lý, tất cả chỉ là hiểu lầm. Kỳ thật tôi chỉ đang nói đùa với anh. Thật sao, Hoắc Khải được đường thế minh cởi trói, nhặt một cây gậy trên mặt đất lên đi tới chỗ tô tử hàng nói anh có từng nghe nói một chuyện chưa chuyện gì vậy tô tử hàng hỏi vừa dứt lời thì anh ta đã hét lên khi hoác khải dùng gậy đập vào đầu anh ta một cách tàn nhẫn chuyện tôi muốn kể là câu chuyện của người nông dân và con rắn nhưng tôi không thích người nông dân ngốc nghếch đó cho lắm càng không thích con rắn vô nhân đạo đó có thù phải trả thì có khi không phải là người tử tế nhưng có thù không báo thì đúng thật là ngu xuẩn Hoác Khải không bao giờ nghĩ mình là một người tử tế, nhưng anh biết điều gì có thể làm được và điều gì không thể làm được. Vì lợi ích, anh có thể chơi đùa với lòng người, nhưng anh sẽ không bao giờ phạm tội, đây là giới hạn. Nếu không giữ được giới hạn đó thì không phải là con người. Tô Tử Hàng là một kẻ không có giới hạn, đã bắt cóc cố phi dương trước, lại còn muốn giết người. Hoác Khải sẽ không có chút nhân từ nào với thứ xúc vật này, nếu không phải vì anh không còn là người nhà họ Hoác, nếu làm quá mọi chuyện có thể sẽ rất phiền phức thì tô tử hàng nhất định sẽ kết thúc trong sự thống khổ còn hiện tại việc mà hoác khải có thể làm là giao anh ta cho các cơ quan chức năng để trừng trị trước pháp luật bắt cóc tống tiền âm mưu giết người những cáo buộc này đủ để khiến tô tử hàng phải ngồi tù cho đến khi tóc bạc trắng lúc này đường thế minh đột nhiên kêu lên cẩn thận anh ta kéo hoác khải lại đồng thời đá tên kia ra ngoài mặc dù phản ứng của đường thế minh rất nhanh nhưng con dao găm sắc bén vẫn cắt được phần áo trên bụng của Hoắc Khải. Anh cảm thấy lạnh trên bụng trước, sau đó là một cơn đau nóng hổi ập đến. Không cần nhìn cũng biết là đã có một vết cắt ở trên dạ dày, nhưng nó không nghiêm trọng lắm, cùng lắm thì chỉ coi như vết thương ngoài da. Không để ý quá nhiều đến vết thương của mình, Hoắc Khải lạnh lùng nhìn Tô Tử Hàng nói, "Đây là anh tự tìm chết." "Tôi phải làm điều này vì tôi không muốn chết, ông chủ lý, anh đã hứa đưa tiền chuộc cho tôi." không phải nên đưa nó ra hay sao, tô tử hàng mặt đầy máu, lại bị đường thế minh đạp gãy xương sườn, vô cùng đau đớn. Có lẽ đó là một tình huống cực kỳ nguy hiểm, đã mang lại cho anh ta sự liều lĩnh, cùng đường liền chui ra sau lưng cố phi dương và kẻ con dao găm vào cổ của cô ta. Nhìn vẻ mặt gần như phát điên của anh ta, Hoác Khải nhận ra kẻ cùng đường thật sự không phải là bọn người vừa chạy trốn, mà chính là tô tử hàng ở trước mặt. Lúc này mà còn suy nghĩ về khoản tiền chuộc, có vẻ như anh thật sự đã điên rồi, Hoắc Khải nói. Đừng có nói nhảm nữa, Tô Tử Hàng dùng sức một chút, lưỡi dao sắc bén tạo thành vết máu trên cổ Cố Phi Dương, anh ta gầm lên một cách dứt khoát, "Đưa tiền cho tôi, sau đó để cho tôi rời đi, nếu không, tôi sẽ giết cô ta ngay lập tức." Hoắc Khải nhìn Cố Phi Dương, người phụ nữ vẫn còn rưng rưng nước mắt, nhưng không hề sợ hãi mà trái lại dường như nảy sinh một niềm vui kỳ lạ. Bởi vì Hoắc Khải đã an toàn. Nếu anh rời đi vào lúc này thì không ai có thể thương tổn đến anh. Cố Phi Dương không hy vọng nhiều, chỉ hy vọng rằng Hoắc Khải sẽ bình an vô sự. Còn đối với bản thân mình, cô ta mỉm cười nói với Hoắc Khải, tôi không sợ chết, có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi. Nhưng sau khi tôi chết, tôi chỉ mong anh có thể nghĩ đến tình cảm những ngày qua mà chăm sóc tốt cho Nhạc Văn Văn. Hoắc Khải nhíu mày nói, muốn thì cô tự đi mà chăm sóc, tôi không có thời gian. Cố Phi Dương biết rằng đây không phải là ý của anh, anh chỉ không thích nghe những lời nói nhụt trí của cô ta. Nhưng tình hình hiện tại không còn ai có thể kiểm soát được nữa. Ngay cả Đường Thế Minh cũng không dám hành động hấp tấp. Con dao găm rất sắc bén đang kề sát vào cổ của Cố Phi Dương, chỉ cần anh ta có động tĩnh gì thì chắc chắn Tô Tử Hàng có thể giết người. Một người điên vì bị ép đến đường cùng sẽ không còn quan tâm đến những thứ khác. Tôi yêu cầu giao tiền ra các người có nghe thấy không, tay Tô Tử Hàng lại ấn mạnh, máu trên cổ cố phi dương cũng chảy ra ngày càng nhiều. Trong góc, nhạc văn văn đang khóc, cô bé đã vô cùng sợ hãi, nhận ra rằng mẹ mình đang phải đối mặt với nguy hiểm chưa từng có nên cố gắng hết sức đứng dậy khỏi ghế. Không ai thèm quan tâm đến hành động của cô bé này, vào lúc này, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Tô Tử Hàng. Anh thả cô ấy ra trước, sau đó tôi sẽ đưa tiền chuộc cho anh. Một tỷ đồng, không thiếu một xu, Hắc khải nói. Các người tưởng tôi ngu hay sao, tô tử hàng nói, dùng dao sắc sạch vào mặt cố phi dương. Sức lực của anh ta quá lớn khiến cho cố phi dương không khỏi đau đớn mà thở dốc, máu không ngừng chảy. Đồng tử của Hắc khải hơi co lại, lửa giận trong lòng lập tức lên đến đỉnh điểm. Hành vi của tô tử hàng đã vượt quá giới hạn của anh. Theo quan điểm của Hắc khải, bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào, mọi ân oán thì cứ tính hết lên anh, tại sao anh ta phải làm tổn thương một người vô tội hay một người phụ nữ. Nói đó là lòng tự tôn của người đàn ông hay cái gì cũng được, nhưng đối với Tô Tử Hàng, Hoác Khải không có bất kỳ lý do nào để tha thứ. Nếu cô ấy chết, anh nhất định cũng sẽ chết, hơn nữa sẽ còn phải chết rất thống khổ, Hoác Khải tức giận nói. Tô Tử Hàng lại kề con dao vào cổ cố phi dương và chế nhạo, anh nghĩ tôi có quan tâm đến sự đe dọa đó không? Hoặc giết tôi ngay bây giờ hoặc giao tiền ra ngay lập tức anh không phải thích cho người khác lựa chọn lắm sao bây giờ tôi cũng sẽ cho anh lựa chọn nhưng sự kiên nhẫn của tôi có hạn anh cúp máy của tôi một lần tôi sẽ chỉ cho anh một cơ hội đưa tôi tiền chuộc ngay lập tức hoác khải hơi nghiêng đầu nhìn đường thế minh đường thế minh do dự rồi nhẹ nhàng lắc đầu hành động nhỏ của họ là đang truyền đạt khả năng cứu người đường thế minh không nghĩ rằng mình có thể hoàn toàn tự tin trong tình huống như vậy vì vậy thật sự không còn nhiều lựa chọn cho hoác khải hoặc là nghe theo tô tử hàng, hoặc là liều mạng cứu cố phi dương trong nguy hiểm. Lựa chọn như thế nào thật ra cũng không khó khăn lắm, so với tiền bạc thì mạng sống hiển nhiên quan trọng hơn. Nhưng vấn đề là bây giờ anh không thể chi ra một tỷ được. Ngay cả hai tỷ đưa cho tập đoàn Phong Âu cũng được ký hợp đồng thanh toán dài hạn, không phải thanh toán một lần. Số tiền mà Hoác Khải bỏ ra hiện đã vượt quá 2-3 tỷ. Cho dù anh bằng lòng giao tiền, thì Tô Tử Hàng có thể nhận sao? Hơn nữa, cần có thời gian để lấy được tiền, liệu sự kiên nhẫn của Tô Tử Hàng có thể duy trì lâu đến vậy hay không? Do dự một lúc, Hoác Khải chọn nói ra sự thật, tôi không có nhiều tiền như vậy, chỉ có hai. Muốn chơi với tôi, Tô Tử Hàng không chút do dự cầm dao đâm vào vai Cố Phi Dương, cười tâu tuét, lộ ra vẻ mặt kinh khủng, anh cho rằng đây là trò vui sao. Vậy thì tôi không ngại cùng anh chơi nhiều hơn. Sau khi bị tấn công lần nữa, khuôn mặt đau khổ của Cố Phi Dương trở nên trắng bệch, Nhìn thấy nét mặt tái xanh của Hoắc Khải, Tô Tử Hàng cười lớn, trong lòng vô cùng sung sướng. Mấy ngày qua, khiến cho anh ta vui nhất chính là hôm nay, Hoắc Khải càng tỏ ra tức giận thì anh ta lại càng thích thú. Nhưng Cố Phi Dương vô cùng đau đớn, cô ta biết sự tồn tại của mình đã khiến người đàn ông này rơi vào tình thế khó xử. Cô ta cũng tin rằng Hoắc Khải nói không có nhiều tiền không phải để thăm dò Tô Tử Hàng, mà là sự thật. Nhưng chính vì điều này Cô ta không muốn vì mình mà gây ra quá nhiều phiền phức cho Hoắc Khải. Mọi việc đều là do cô ta gây ra. Vì đó là rắc rối mà cô ta đã gây ra, nên cô ta phải chấm dứt nó. Nghĩ đến đây, nét mặt của Cố Phi Dương bắt đầu cứng lại. Chịu đựng nỗi đau thể xác, cô ta nhìn Hoắc Khải rồi nói, có một lời mà tôi chưa nói với anh, nhưng bây giờ, tôi muốn nói. Tôi yêu anh, nếu có kiếp sau, tôi mong tôi sẽ biết anh sớm hơn cô Ninh. Sau đó, Cố Phi Dương đột ngột cướp cổ cô ta bằng con dao găm. chương 514, cận kề cái chết. Động tác đột ngột này của cô ta là điều không ai có thể ngờ tới, Tô Tử Hàng cũng sửng sốt, trong vô thức nhất con dao lên một chút. Nhưng con dao găm sắc bén đã cứa vào cổ của Cố Phi Dương một cách dễ dàng, và máu tuôn ra như một vòi phun nước. Vào lúc này, nhạc văn văn đã thoát ra khỏi sự kìm hãm của chiếc ghế, cô bé chạy bổ vào Tô Tử Hàng một cách đầy phẫn uất mà không hề sợ hãi. Cô bé nắm tay lại đánh mạnh vào kẻ xấu, ông dám ăn hiếp mẹ. Kẻ xấu xa, đánh chết ông. Con mẹ nó, ông đây phải giết chết hết tất cả các người. Tô Tử Hàng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, bị nhạc văn văn nện cho mấy cái, lúc này vừa lo lắng lại vừa tức giận. Thấy anh ta giờ con dao găm lên định đâm vào nhạc văn văn, thì đột nhiên một cây gậy màu đen đã đập vào cánh tay của anh ta. Tô Tử Hàng đau đớn hét toáng lên, chưa kịp phản ứng đường thế minh đã lao tới như sấm sét đánh mạnh vào mũi anh ta ngay sau đó hoác khải cũng lao tới cây gậy gỗ trong tay đập mạnh lên đầu tô tử hàng khiến tên này điên cuồng hét lên lãnh hết mọi đau đớn lần này đường thế minh không cho đối thủ cơ hội chống trả rất dứt khoát lấy dây trói anh ta lại nhưng hoác khải lạnh lùng nói đánh gãy một tay của tên đó đường thế minh không chút do dự bẻ gãy tay của tô tử hàng tô tử hàng đã rơi vào hôn mê cũng không có phản ứng nhiều lắm chỉ co giật vài cái. Sau đó, đường thế minh đã lấy dây thường chó chặt anh ta lại để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn khác. Anh giải quyết chuyện ở đây, tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện, Hoắc khải cởi áo khoác, ấn mạnh vào phần đang chảy máu của cố phi dương, sau đó bế cô ta lao nhanh ra khỏi cửa. Nhạc văn văn khóc lóc đi theo phía sau, một lớn một nhỏ, nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Sau mấy chục phút, Hoắc Khải ôm Cố Phi Dương lao vào bệnh viện, cô ta đã thở không ra hơi bác sĩ tới không quan tâm hỏi chuyện gì đã xảy ra, vội vàng đưa cô ta vào phòng mổ. Trong khi giải cứu cố phi dương, Hoác Khải cũng đã báo cảnh sát. Biết rằng vụ bắt cóc đã xảy ra, cảnh sát lập tức đến nơi mà Hoác Khải đã nói, nơi đó họ tìm thấy một số người đàn ông to lớn đã bị trói và tô tử hàng vẫn còn đang hôn mê. Có đầy đủ tang chứng vật chứng không thể phủ nhận, nhưng tô tử hàng cũng bị thương, trước tiên vẫn cần phải điều trị, sau đó mới thẩm vấn khi đã tỉnh táo. Hoắc Khải không quan tâm lắm đến những chuyện này, những người của tập đoàn Phong Âu nghe tin đã chạy đến giúp đỡ. Biết được Tô Tử Hàng làm vậy, bọn họ đều hận không thể rút gân lột ra cái tên đó để giải tỏa tức giận tức giận trong lòng. Chính Tô Tử Hàng là người đã đắc tội Hoắc Khải ngay từ đầu và suýt chút nữa đã giết chết tập đoàn Phong Âu. Mặc dù tập đoàn Phong Âu đã được hy vọng mới mua lại và trở thành một trong những công ty con, nhưng đối với những người này thì đây vẫn là một điều nhục nhã. Nếu không vì Tô Tử Hàng, bọn họ bây giờ vẫn là một công ty độc lập, không cần nghe mệnh lệnh của người khác. Nhưng bây giờ việc mua lại đã hoàn tất, không thể quay lại được nữa, họ chỉ có thể lựa chọn những gì tốt nhất cho mình và phù hợp với sự phát triển của tình hình. Lựa chọn thuận lợi nhất đương nhiên là đối xử hết lòng với Hoắc Khải như một ông chủ, về mặt lý thuyết mà nói, hy vọng mới rất có tiềm năng trong tương lai. Là công ty chip đầu tiên thuộc Hy vọng mới, tập đoàn Phong Âu có khả năng chiếm thị phần rất lớn trong tương lai chỉ cần làm tốt thì trong tương lai có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn hiện tại. Một nhóm người đang bận rộn giải quyết hậu quả, với sự giúp đỡ của họ, tổ Tử Hàng tất nhiên sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Sau gần 10 giờ phẫu thuật, cuối cùng Cố Phi Dương cũng được cứu sống, nhưng vết thương quá nghiêm trọng, con dao gần như cắt đứt động mạch chính và làm tổn thương nhiều mạch máu. Vì mất máu quá nhiều nên hiện cô ta vẫn chưa tỉnh. Theo lời của bác sĩ, chỉ cần cô ta tỉnh lại thì có thể coi là đã qua giai đoạn nguy hiểm. Ngoài ra, gương mặt của Cố Phi Dương cũng bị rạch rất sâu, nếu không được chữa trị thì chắc chắn sẽ để lại một vết sẹo rất nghiêm trọng trong tương lai. Đối với một phụ nữ xinh đẹp, sự biến dạng này gần như tương đương với cái chết. May mắn thay, Hoắc Khải quen biết nhiều, liền nhờ người của tập đoàn Phong Âu liên hệ với một bệnh viện nước ngoài chuyên phẫu thuật thẩm mỹ. Bệnh viện đó là bệnh viện hàng đầu trong ngành này, họ đã vận chuyển ra cá tuyết đã qua xử lý đặc biệt bằng máy bay qua đêm để thực hiện phẫu thuật sửa mặt cho Cố Phi Dương. Trước đây, hầu hết các phẫu thuật thẩm mỹ là lấy ra từ các bộ phận khác trên cơ thể con người, chẳng hạn như đùi, để đạt được hiệu quả tự phục hồi. Công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay đã có sự liên kết sâu rộng với sinh học. Da cá tuyết rất dễ kết hợp với da người, và nó tốt hơn nhiều so với các phương pháp truyền thống trong việc sửa chữa các vết sẹo. Vấn đề duy nhất là không phải bệnh viện nào cũng có thể sử dụng da cá để điều trị thẩm mỹ, thậm chí nếu có thể thì trình độ kỹ thuật khác nhau cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả cuối cùng. Hoắc khải biết điều đó bởi vì nhiều phụ nữ trong nhà họ hoắc đã từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ tương tự để có làn da đẹp hơn họ đã đến nhiều bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ khác nhau sau khi quay lại họ khoe khoang về hiệu quả với gia đình mình tình yêu làm đẹp của phụ nữ là điều mà ai cũng có đây không phải là khuyết điểm gì hơn nữa nếu không có kinh nghiệm của bọn họ hoắc khải sẽ không biết đến phương pháp này sau một ngày bận rộn sự việc cuối cùng cũng kết thúc sau khi đường thế minh quay lại anh ta nói với hoác khải rằng tô tử hàng đã rất tỉnh táo và đã thú nhận về vụ bắt cóc cảnh sát đã lập biên bản chi tiết và chuẩn bị khởi tố vào một ngày khác vấn đề này đang được theo dõi bởi bộ phận pháp lý của tập đoàn phong âu vì vậy không cần hoác khải phải lo lắng đương nhiên hoác khải không thèm hỏi những chuyện vặt vãnh như vậy anh chỉ lo lắng không biết cố phi dương có thể tỉnh lại được hay không bác sĩ cho biết tỷ lệ sống sót của cố phi dương không cao dù vết thương đã được khâu lại nhưng khả năng hồi phục vẫn chỉ là 50 đến 50. Câu nói này khiến Hoác Khải trầm mặc trong một thời gian dài. Cố Phi Dương đã từng tỏ tình với anh trước khi cứ cổ vào dao găm, anh vẫn nhớ câu nói đó. Mặc dù từ lâu anh đã ý thức được tình cảm của người phụ nữ này dành cho mình, nhưng không ai có thể ngờ rằng cô ta lại tỏ tình vào giây phút sinh tử. Lý do vì sao Cố Phi Dương lại chủ động tìm đến cái chết, Hoác Khải cũng hiểu rất rõ, Chẳng qua là vì cô ta không muốn làm khó anh. Để cho anh không phải khó xử thì cô ta thà chết. Hoắc Khải cũng không phải là lòng dạ sắt đá, nói anh không bị tình cảm này làm cảm động thì chắc chắn là giả. Đối với sự mưu cầu sống sót của Cố Phi Dương không cao, Hoắc Khải cũng có thể hiểu được. Trước đó, Cố Phi Dương chưa bao giờ thú nhận, không phải vì cô ta không muốn mà là vì người phụ nữ này có lòng tự trọng rất cao. Cô ta không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác nhưng cô ta đã yêu Hoắc Khải một cách vô vọng, giữa tình thế khó xử, cô ta chọn dùng cái chết như một cách giải thoát. Có lẽ đối với cô ta, cái chết quả thực là một lựa chọn tốt, bởi vì nửa đời trước của cô ta đã quá bất hạnh. Văn Văn ổn định chưa, Hoắc Khải hỏi. Đã ổn định rồi, đang ở khách sạn 5 sao, tập đoàn Phong Âu phái người đến bảo vệ 24 phần 24. Đứa nhỏ có lẽ quá sợ hãi, một hồi sau khi ngủ liền sẽ khóc, cũng không ăn uống nhiều, đường thế minh nói. Hiện tại không cần ép buộc cô bé, cứ để cô bé ở khách sạn thoải mái là được, Hoắc Khải nói. Tôi sẽ trông chừng ở đây cho, cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, Đường Thế Minh nói. Không cần, Hoắc Khải lắc đầu, nhìn Cố Phi Dương vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh, nhắm mắt thở dài, tôi luôn cảm thấy mình đã khiến cô ấy thất vọng rất nhiều. Nếu bây giờ tôi rời đi, lương tâm của tôi sẽ còn cắn rứt hơn. Đường Thế Minh im lặng, không thuyết phục anh nữa anh ta biết hoác khải là một người sống rất tình cảm nếu người khác đối xử tốt với anh thì anh cũng sẽ đền đáp sự dũng cảm của cố phi dương khi dám chết vì tình yêu trong tim mình thật đáng để mọi người ngưỡng mộ ngay cả đường thế minh cũng khâm phục lòng dũng cảm của người phụ nữ này không phải người phụ nữ nào cũng có dũng khí như vậy anh ta thậm chí còn ghen tị với hoác khải người đã có một người vợ tốt như ninh thần lại còn có một người tri kỷ sẵn sàng chết vì anh như vậy tại sao mà may mắn như vậy lại không rơi vào anh ta nhỉ nghĩ đến đây đường thế minh không khỏi có chút sầu muộn sau khi xác nhận rằng hoác khải không còn chỉ dẫn nào khác đường thế minh mới bước ra khỏi phòng vừa ra khỏi cửa phòng anh ta đụng phải một người phụ nữ người phụ nữ hét lên ngẩng đầu nhìn chằm chằm đường thế minh nói anh không có mắt sao rõ ràng là cô ta bước nhanh không thèm nhìn đường ngược lại còn trách móc người khác đường thế minh không khỏi trầm giọng nói là do cô đụng vào tôi trước. chương 515, đánh nhau. Tính cách của đường thế minh vốn không thích so đo, nhìn thấy bộ dáng bất cần của người phụ nữ nên cũng không muốn nói thêm gì nữa, chuẩn bị đi vòng qua rời đi. Tuy nhiên, người phụ nữ đó đã túm lấy anh ta mà nói, muốn bỏ đi khi đụng phải người khác sao. Xem ra anh thật sự không phải là đàn ông. Đường thế minh khẽ cao mày, anh ta không thích cảm giác bị điều khiển, vô thức quay lưng lại và khoanh tay, dùng thế võ để thoát khỏi sự bám dính của người phụ nữ. Tuy nhiên, lòng bàn tay của người phụ nữ cũng thuận theo hướng xoay, đôi cánh tay như đôi rắn quấn quanh một lần nữa. Tình huống này khiến cho cả hai đều khẽ giật mình. Người phụ nữ diếu cợt, chẳng trách lại có người vô lý như vậy, hóa ra là người có luyện võ, xui xẻo cho anh hôm nay lại gặp được tôi. Nếu không xin lỗi thì hôm nay không ra khỏi đây được đâu. Học bát quái trưởng, đường thế minh hỏi liên quan gì đến anh mau xin lỗi người phụ nữ tức giận nói đường thế minh hừ lạnh một tiếng hai tay cứng rắn định mạnh mẽ phá vỡ sự vướng víu của đối phương sức lực của anh ta quả thật quá lớn khiến người phụ nữ không chống được nhưng vừa đẩy lòng bàn tay của mình vào vai người kia người phụ nữ đã quay lại nhào vào vòng tay của đường thế minh dùng cùi trỏ đập mạnh vào ngực anh ta đây là bát cực quyền đường thế minh hơi ngạc nhiên không ngờ người phụ nữ này lại học được nhiều kỹ thuật quyền cước đến như vậy, hơn nữa còn rất thành thạo các động tác, góc độ và sức mạnh. Anh ta nhanh chóng đưa tay còn lại lên, vừa chặn ngực vừa giữ cùi trỏ của đối phương và dồn sức sang một bên. Nhưng động tác của người phụ nữ cũng rất nhanh, lại dính chiêu thức rồng bơi của bát quái trưởng, khiến anh ta không thể dễ dụa. Nhấc chân phải lên, người phụ nữ đá vào hạ bộ của đường thế minh. Cảm nhận được động tác của đối phương, hai chân đường thế minh kẹp lấy bắp chân của đối phương trầm giọng nói chẳng qua chỉ là đi đường đụng phải nhau sao lại phải ra tay hung ác như thế có phải là phụ nữ không vậy anh không xin lỗi vì đã đụng phải người ta mà còn nói nhiều lời nhảm nhí như vậy anh có phải là đàn ông không người phụ nữ vặn lại không thể rút bắp chân ra vì vậy chỉ lấy khuỷu tay trước đánh vào cằm đường thế minh một lần nữa mỗi đòn tấn công của người phụ nữ đều rất dữ dội nhìn qua một cái là biết người có kinh nghiệm thực chiếc lâu năm May mắn thay, đường thế minh cũng không phải tay mơ, với kinh nghiệm thực chiến phong phú, hai người đã chiến đấu giáp lá cả trong phạm vi cực kỳ hạn chế. Người đi qua đường nhìn thấy thì trợn mắt há mồm, hai người này cũng quá lớn gan, ở trong bệnh viện mà cứ cọ tới cọ lui. Người trẻ bây giờ thật là quá cởi mở. Người qua đường chỉ nhìn thấy sự náo nhiệt, chỉ người trong cuộc mới nhìn thấy và hiểu được sự nguy hiểm trong từng đòn đánh ra. Lúc đầu, đường thế mình có chút coi thường người phụ nữ này, dù sao anh ta cũng là một võ sĩ thực thụ của một gia đình có truyền thống, anh ta luyện võ từ khi còn nhỏ và được các trưởng lão trong gia đình dạy dỗ. Trên toàn thế giới, có rất ít người ở độ tuổi của anh đạt được thành tựu trong lĩnh vực võ thuật. Nhưng hiện tại, anh ta gặp phải một người phụ nữ là đối thủ của mình, quả thật rất bất ngờ. Sau khoảng 2 phút, hai người đập tay vào nhau và cả hai đều cảm thấy nửa người như tê liệt, không thể cử động dễ dàng. Một lúc sau, cảm giác tê dại trên cơ thể có chút cải thiện người phụ nữ nghiến răng lao tới tiếp tục đánh nhau lúc này đường thế minh đột nhiên rút lui mấy bước nói thật xin lỗi người phụ nữ sửng sốt một chút sau đó không vui nói anh còn chưa thua sao lại nói xin lỗi lại đánh một trận lúc đó nhận thua cũng chưa muộn đường thế minh lắc đầu nói tôi đã thua rồi cân nặng của tôi so với cô nặng hơn đàn ông trời sinh khí huyết so với phụ nữ cũng dồi dào hơn Bây giờ đánh đến kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng nếu như cô có điều kiện ngang với tôi, thì tôi sẽ không bằng cô. Đường Thế Minh dứt khoát đầu hàng khiến người phụ nữ sững sờ, sau đó phản ứng lại, nhưng cũng không dễ dàng tiến lên tấn công, chỉ có thể cong môi nói, tuy rằng anh lỗ máng, nhưng vẫn có chút nhãn lực đó. Không biết cô học võ từ ai, đường Thế Minh hỏi. Liên quan gì đến anh, người phụ nữ chừng mắt nhìn anh ta và nói, nghĩ rằng nếu chủ động đầu hàng thì sẽ có thể nói chuyện sao sau đó người phụ nữ quay lưng bỏ đi trước sự ngạc nhiên của đường thế minh người đó đã đi vào phòng bệnh của cố phi dương đường thế minh cũng đi tới cửa phòng bệnh nhìn qua cửa kính thấy người phụ nữ đó đang nói chuyện với hoác khải anh là ai người phụ nữ nhướng mày hỏi hoác khải ngước nhìn người nọ và hỏi còn cô là ai tôi hỏi trước tôi là lý phong cô là ai tôi là đồng tử thiến người phụ nữ đi đến bên giường cố phi dương Nhìn cô một cái rồi tức giận hỏi, ai làm cô ấy tổn thương thế này? Một kẻ xấu đã bị bắt, cô có phải là bạn của cô cố không, hoắc khải hỏi. Tôi là học trò của cô ấy, Đồng Tử Thiên đáp. Cô ta đã tập võ từ khi còn nhỏ và có thể lực rất tốt, có lẽ vì cô ta đã tiếp xúc với quá nhiều dao, súng và gậy gộc từ khi còn nhỏ nên cô ta rất thiếu kiên nhẫn với những thứ như vậy. Khi lớn lên, cô ta đã yêu thích khiêu vũ vì nó rất đẹp mắt. Những điệu nhảy uyển chuyển của Cố Phi Dương đã khiến Đồng Tử Thiến luôn ngưỡng mộ. Rõ ràng cô ta có thể thực hiện các động tác xoạc chân và nâng cao chân tùy ý, nhưng làm thế nào cô ta lại không thể uyển chuyển như Cố Phi Dương được. Lần này khi Cố Phi Dương bị tấn công, Giang Trí Hạo đã nhờ người của tập đoàn Phong Âu đến vũ đoàn của cô ta để thông báo. Sau khi Đồng Tử Thiến biết được sự việc, cô ta lập tức chạy đến bệnh viện để thăm hỏi. Khi biết được mối quan hệ giữa Đồng Tử Thiến và Cố Phi Dương, Hoắc Khải mới cho biết, hiện tại cô ấy vẫn chưa hoàn toàn vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn, cô có thể trở lại sau vài ngày nữa. Mối quan hệ của anh với cô Cố là gì? Bạn trai của cô ấy sao? Đồng Tử Thiến hỏi. Không phải, là một người bạn, Hoắc Khải trả lời. Ồ, vậy đều là bạn bè, nên tại sao tôi phải nghe lời anh? Đồng Tử Thiến nói, hơn nữa anh là đàn ông, nếu cô Cố cần đi vệ sinh hay lau người thì anh có thể làm không? chính anh mới nên quay lại sau vài ngày nữa, giao việc ở đây cho tôi." Hoắc Khải nhìn cô ta không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã dần trở nên lạnh lùng. Đồng Tử Thiến vốn dĩ thấy anh không có chút khí chất võ thuật nào mà còn muốn làm cô ta sợ hãi, nhưng ánh mắt của Hoắc Khải đột nhiên lại khiến cô ta dựng tóc gáy. Người luyện võ có khứ giác nhạy bén hơn người thường, vì bản thân luyện võ là để phát triển tiềm năng cơ thể con người, để bản năng bị lãng quên từ xa xưa trở lại cơ thể con người. Trong mắt của đồng tử thiến, hoác khải giống như dã thú, còn đáng sợ hơn cả con hổ nguy hiểm nhất mà cô ta từng thấy. Loại sợ hãi này xuất phát từ sâu trong trái tim, không có liên quan gì đến ngoại hình của đối phương. Đó là khí chất đặc biệt của một người, là áp lực mạnh mẽ do nó tạo ra. Người có khí chất giống như vậy mà đồng tử thiến đã từng gặp qua chắc chỉ có mỗi trưởng lão lợi hại nhất gia tộc của cô ta. Nhưng người đàn ông trước mặt quá trẻ, chắc chỉ lớn hơn cô ta mấy tuổi, Da thịt trên người cũng không cứng chắc, thoạt nhìn cũng không giống người luyện võ, sao lại có thể toát ra khí chất đó được. Lúc này, vẻ lạnh lùng trong mắt Hoắc Khải đã tan biến, anh nhàn nhạt nói, đây không phải là nơi để ồn ào, cũng không phải là lúc để ồn ào. Cô ở bên ngoài đã ồn ào đủ rồi, nên về sớm đi, vài ngày nữa hãy quay lại. Đợi cô ấy tỉnh dậy, tôi sẽ nói với cô ấy rằng cô đã ở đây. Đồng tử Thiến Trừng mắt, miệng phồng lên giống như một con ếch đang tức giận. Điều khiến cho cô ta càng không thể hiểu nổi, đó là rõ ràng trong lòng cô ta đang rất khó chịu, nhưng bản năng của cơ thể lại khiến cho cô ta không tự chủ được mà bước ra ngoài. Một mạch đi ra cửa, Đồng Tử Thiến mới phản ứng được, mới nghĩ tại sao cô ta lại đi ra. Cô ta thật sự không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khí chất của Hoắc Khải đã hoàn toàn áp chế cô ta, người có võ công càng mạnh thì càng nhận thấy rõ luồng khí này. Ngoài cửa, Đường Thế Minh còn chưa rời đi đồng tử thiến ngẩng đầu nhìn thấy anh ta không khỏi càng thêm cáu kỉnh anh ở đây làm gì muốn tiếp tục bị đánh sao đường thế minh liếc nhìn hoác khải trong phòng sau đó nói với đồng tử thiến cô không cùng cậu ấy đối đầu đó là một lựa chọn thông minh suốt lời đường thế minh quay người rời đi đồng tử thiến sững sờ một chút mới tức giận đuổi theo ý của anh là sao ý của anh là tôi sợ anh ta hả anh nói rõ đừng bỏ đi hai người kẻ trước người sau đuổi theo nhau ra khỏi bệnh viện. Trong phòng bệnh, Hoác Khải nhìn gương mặt tái nhợt của Cố Phi Dương, khẽ thở dài. Như đã nói với Đường Thế Minh, trong lòng anh cảm thấy nợ Cố Phi Dương rất nhiều, nhưng anh không thể nói được anh nợ cô ta cái gì, vì rõ ràng là anh không làm gì cả. Có lẽ là bởi vì trong cuộc đời này còn có một người khác, sẵn sàng đem mọi thứ cho anh ngoài ninh thần và đường đường. Cứ như vậy, thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, sáng sớm ngày thứ ba, Cố Phi Dương mới chậm rãi mở mắt ra. Audio điện tử võ tấn bền. chương 516 tỏ tình. Ba ngày nghỉ ngơi khiến sức khỏe của cô ta chưa hồi phục như bình thường, nhưng ý thức thì cũng dần dần khôi phục sau những động tác mở mắt. Trời bên ngoài vẫn tối đen, phòng bệnh chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, nhưng cô ta vẫn nhìn thấy Hoác Khải đang ngồi dựa trên ghế cạnh giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoác Khải túc trực ở giường bệnh liền ba ngày ba đêm, Trừ lúc đi vệ sinh ra thì anh chưa từng rời khỏi. Đến cả ăn cơm cũng do người của tập đoàn Phong Âu đưa tới. Trong mắt nhiều bác sĩ và y tá, đây là một người đàn ông tốt, thậm chí có thể coi là người đàn ông si tình. Càng có nhiều cô y tá ngưỡng mộ Cố Phi Dương đang nằm trên giường bệnh kia, tưởng tượng nếu có một ngày bản thân cũng gặp phải tình huống như thế thì liệu có người đàn ông như vậy sẵn sàng thức trắng vì mình hay không. Mà lúc này, Cố Phi Dương đang được mọi người ngưỡng mộ kia lại đang tràn ngập niềm vui và hạnh phúc cô ta còn sống, còn có thể nhìn thấy người đàn ông đó. Nhìn sự mệt mỏi trên mặt Hoắc Khải, rõ ràng là đã túc trực mấy ngày mấy đêm liền dẫn đến kiệt sực. Cũng chỉ vì thức đêm liên tục nên bây giờ mới nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Nhìn vẻ mặt tiêu tụy của anh, cố phi dương đau lòng không thôi, cũng cảm động vô cùng. Cô ta cố gắng khống chế tay của mình, muốn ngồi dậy, nhưng vì mấy ngày liền không cử động nên cả người nhất thời hơi tê liệt. Hoắc Khải là một người rất có cảnh giác, cho dù đang ngủ thì cũng dễ dàng bị đánh thức. Động tác nhỏ này của Cố Phi Dương làm anh mở mắt ngay lập tức. Khi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng nhìn khắp nơi của Cố Phi Dương, Hoắc Khải mới lộ ra nụ cười hiếm hoi, cô tỉnh rồi. "Để tôi đi gọi bác sĩ." Nói rồi, Hoắc Khải đứng dậy, nhưng chỉ vừa đứng dậy thì đã bị Cố Phi Dương kéo lại. Cảm nhận được sức lực từ cánh tay truyền đến, Hoắc Khải không vùng vằng vì sợ làm ảnh hưởng đến vết thương của Cố Phi Dương. Dù sao vết thương trên cổ cô ta vẫn chưa lành lại, chỉ cử động mạnh một chút là sẽ bị rách ngay. Hoắc Khải xoay người lại, đỡ Cố Phi Dương, nói: "Tôi chỉ muốn tìm bác sĩ xem tình hình của cô thế nào, có cần thay thuốc hay không thôi. Tôi sẽ về ngay mà." Anh tưởng là vì vụ bắt cóc mấy hôm trước mà Cố Phi Dương có bóng ma tâm lý, mà Cố Phi Dương lại không quan tâm đến vết thương trên cổ mà dùng sức lắc đầu thật mạnh. "Đừng cử động mạnh, nếu không miệng vết thương sẽ bị rách đó." Hoắc Khải khuyên rồi đỡ Cố Phi Dương dậy. Anh không người, cố thử lấy gối đầu cho Cố Phi Dương. Nhưng chỉ một giây sau, môi anh đột nhiên trở nên ấm áp, là Cố Phi Dương đã thừa cơ hôn anh. Động tác của cô ta vừa nhanh vừa vội, dường như động tác này đã được tính từ lâu lắm rồi. Có lẽ thật sự là đã từ rất lâu rồi, ít cũng phải hai năm. Sau khi trải qua nguy cơ sống chết này, Cố Phi Dương mới nghiệm ra một điều. Chuyện gì cũng đều có thể lấy lại được, nhưng cái chết thì không. Nếu như chết đi, thì mọi thứ sẽ hóa thành cát bụi. Lúc trước, cô ta kiêng kỵ thân phận của Hoác Khải và cả của bản thân, không dám dễ dàng bày tỏ tình cảm ra ngoài, nhưng giờ cô ta đã hiểu ra rồi. Nếu cô ta chết đi rồi thì còn gì mà kiêng kỵ nữa? Nếu đã còn sống, thì nên hoàn thành mọi chuyện nên làm mới phải, để đến khi mình chết đi thì sẽ không tiếc nuối nữa. Bởi vậy, cô ta đã lấy dũng khí hết sức, Chẳng buồn quan tâm vết thương hay là luân thường đạo lý. Cô ta chỉ muốn dùng động tác của mình để nói với người đàn ông này rằng, em yêu anh, chưa lúc nào là em ngừng yêu anh. Hoắc Khải cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng và quyết tâm từ nụ hôn này. Nếu là bình thường, anh sẽ từ chối ngay, nhưng lần này, anh không làm vậy mà nhẹ nhàng đáp lại Cố Phi Dương. Sau nụ hôn ngọt ngào này, Hoắc Khải buông cô ta ra, nhìn gương mặt kiều diễm và đôi mắt sóng sánh như nước mùa thu đó thật là rung động lòng người biết bao. Mặc dù Hoác Khải có gặp nhiều biết nhiều, nhưng anh cũng không thể không thừa nhận, Cố Phi Dương thật sự đã thắng Ninh Thần về mặt xinh đẹp. Ninh Thần là kiểu con cưng trong nhà, còn Cố Phi Dương lại thật sự là hồng nhan hỏa thủy. Nếu là thời cổ đại, thì chính là nhân vật sẽ khiến tất cả phải điên đảo. Hoác Khải nhẹ nhàng vuốt ve eo của Cố Phi Dương, cảm nhận được sự mềm mại. Cố Phi Dương cũng cảm giác được động tác bản năng trong vô thức đó, nét kiều diễm càng đậm hơn. Cô ta chưa từng muốn phản kháng, vì tất cả chuyện này đều là thứ mà cô ta chờ đợi. Dù Hoắc Khải làm gì, cô ta đều đồng ý. Đến cái chết cô ta còn không sợ thì còn thứ gì khiến cô ta kiêng rẻ được chứ? Nhưng Hoắc Khải không phải loại người sẽ hành động hồ đồ, nhân lúc người ta đang yếu ớt mà lợi dụng. Anh nhanh chóng thu lại ý thức, cố gắng khống chế bản thân, bỏ tay ra khỏi eo của cố phi dương. Đồng thời cũng đặt cô ta nằm xuống gối sau đó anh nói, cô vừa mới tỉnh lại, cần nghỉ ngơi nhiều, để tôi gọi bác sĩ đến xem vết thương cho cô. Đừng đi mà, cố phi dương lại kéo anh lần nữa, ánh mắt tràn đầy sự lưu luyến. Tôi sẽ về nhanh thôi, hoắc khải khuyên. Cố phi dương thì kiên quyết lắc đầu, em tưởng rằng mình đã chết, nhưng không ngờ rằng bản thân vẫn còn sống. Có thể sống sót để nhìn thấy anh, em không muốn lãng phí từng giây từng phút nào. Em yêu anh, có lẽ không thể bằng được như cô Ninh nhưng trên đời này sẽ chẳng có người đàn ông nào thứ hai đáng để em yêu nữa vì vậy em muốn ở bên anh bất kể người khác nghĩ em thế nào mắng chửi em ra sao thậm chí đánh em em vẫn muốn ở bên anh mỗi một câu một chữ đều tràn đầy sức mạnh khiến người ta rung động và thể hiện được quyết tâm của người phụ nữ này cô ta không muốn gì khác ngoài chuyện này hoác khải nhìn thấy ngọn lửa trong mắt cô ta rằng một là chết một là sống với anh đến trọn đời hoác khải có thể chắc chắn rằng nếu anh từ chối thì có lẽ cố phi dương không do dự chút nào mà lựa chọn cái chết vì việc được ở bên người mình yêu đã trở thành lý do lớn nhất để cô ta tồn tại tôi đã kết hôn rồi hoác khải nói em biết nhưng em không quan tâm tôi rất yêu vợ và con mình tôi sẽ không ly hôn đâu hoác khải nói tiếp em biết hết nhưng em không quan tâm em chỉ cần anh kể cả tôi không cho cô được bất cứ điều gì hoác khải hỏi em chưa từng nghĩ đến việc sẽ có được gì từ anh, em chỉ muốn giao nửa đời còn lại cho anh, cho dù chỉ là một ngày, cố phi dương đáp. Hoác Khải lại thở dài nói, trên đời còn bao nhiêu người đàn ông tốt nữa, cô việc gì phải như vậy? Cô không thấy mình đang chôn vùi hạnh phúc của bản thân sao? Có câu rằng không phải cá sao biết được niềm vui của cá. Em cũng không phải cá, nhưng em biết mình đang làm gì, cũng biết mình cần gì. Em sẵn lòng, anh đồng ý, vậy là đủ những chuyện khác thì em cũng chẳng quan tâm cho dù không danh không phận thì sao chứ anh nói rồi đấy trên đời còn bao nhiêu người đàn ông tốt nữa nhưng tìm được một người đáng để yêu trong số vô vàn người đó lại khó cỡ nào chứ rất nhiều người còn chẳng có cơ hội nhưng em lại có cho nên em muốn nắm bắt lời tỏ tình của cố phi dương lại sâu đậm đến vậy khiến hoác khải không biết nên từ chối như thế nào hoác khải không phải loại thấy phụ nữ xinh đẹp liền ham muốn Điều khiến anh rung động là việc Cố Phi Dương đã lựa chọn cái chết để giải quyết rắc rối cho Hoắc Khải vào lúc Tô Tử Hàng uy hiếp. Khi cô ta chủ động kề dao vào cổ, Hoắc Khải đã biết mình và người phụ nữ này sợ là phải gắn liền với nhau rồi. Hoắc Khải lại thở dài, khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Cố Phi Dương, "Cô nghỉ đi, để tôi đi tìm bác sĩ. Dù cô muốn làm gì thì cũng phải chăm sóc bản thân mình đã. Còn về chuyện của chúng ta, hãy cho tôi thời gian suy nghĩ." dù anh trả lời thế nào thì đáp án của em cũng chỉ có một vĩnh viễn chỉ một cố phi dương nói nếu anh sợ cô ninh biết thì có thể không nói cho cô ấy em cũng sẽ không bao giờ gặp cô ấy đã nói đến nước này rồi hoác khải trả lời thế nào cũng là thừa cũng vô dụng anh chỉ có thể gật đầu chờ cố phi dương thả tay ra rồi ra ngoài gọi bác sĩ bác sĩ vào phòng bệnh mở băng bó trên cổ cố phi dương ra nhìn rồi khẽ cho mày sao miệng vết thương lại rách thế này tôi đã nói là khi cô ấy tỉnh thì phải nằm im, không được cử động cơ mà. Bác sĩ quát khiến mặt cố phi dương đỏ lên. Trước mặt hoắc khải, cô ta có thể to gan, nhưng trước mặt người khác thì cố phi dương lại là người luôn rất dễ xấu hổ. chương 517, kết hôn. Sau khi kiểm tra một lượt, tình hình hiện tại của cố phi dương cũng ổn. Ngoài miệng vết thương bị rách ra thì chỉ còn vết sẹo trên mặt. Đội ngũ trị liệu của bệnh viện nước ngoài vẫn luôn ở đây chờ kết quả cuối cùng khi biết được hoác khải đã mời một đội ngũ giỏi giang như vậy đến giúp mình chữa trị cố phi dương càng thêm cảm động cô ta cũng chẳng cảm thấy lo sợ về việc khuôn mặt mình có bị hủy hay không chỉ cần được ở bên người mình yêu thì đẹp hay xấu cũng không quan trọng dĩ nhiên phụ nữ lấy sắc đẹp làm niềm vui nếu có thể xinh đẹp mỗi ngày thì ai mà muốn mình xấu đâu khi Hoắc Khải bận rộn với chuyện của Cố Phi Dương thì đội ngũ kỹ thuật của công ty chi nhánh Ất Sửu đã thành công kết nối với công ty chi nhánh nước ngoài do Hoắc Gia Minh mở ra. Hai công ty về mặt danh nghĩa tuy không chung chủ nhưng về bản chất lại là người một nhà. Nhưng với nhà họ Hoắc thì đây là một chuyện rất khó chấp nhận. Rõ ràng công ty chi nhánh nước ngoài này là của họ, tất cả phương pháp kỹ thuật đều có thể khiến nhà họ Hoắc trở thành công ty được thế giới hoan nghênh nhất. Nhưng bây giờ lại cho không hy vọng mới quan trọng nhất là Hoắc Khải đã cướp ngay trước mặt nhà họ Hoắc, lợi dụng hợp đồng hợp tác kỹ thuật ban đầu để khống chế công ty trong lòng bàn tay. Công ty chi nhánh ở nước ngoài này có 49% là cổ phiếu của nhà họ Hoắc, 51% còn lại đều thuộc về một mình Hoắc Khải. Nói cách khác, cho dù nhà họ Hoắc có thu mua lại hy vọng mới thì cũng không thể làm lung lay địa vị của Hoắc Khải trong công ty này. Vì vậy, Hoắc Trạch Minh đã cố ý gọi Hoắc Giai Minh về, hung dữ mắng cậu ta một trận một công ty tốt như thế mà lại cho người ngoài nắm nhiều quyền cổ phần như thế còn bị điên à hoác giai minh hơi ấm ức vì bị mắng ban đầu cậu ta chỉ muốn mở một công ty chi nhánh nước ngoài để nhà họ hoác đỡ phải nói ra nói vào ai mà ngờ công ty sẽ phát triển tốt như vậy chứ hơn nữa nếu không có hoác khải giúp đỡ cậu ta tìm nhân viên kỹ thuật thì công ty sẽ chẳng có địa vị như vậy đâu vì thế nên việc hoác khải nắm giữ phần lớn cổ phần thì có gì là sai dĩ nhiên cậu ta không thể nói ra những lời đó được, nếu không sẽ càng bị mắng nhiều hơn. Sau đó, cổ phần trong tay Hoác Giai Minh lại bị thu về gia tộc, cậu ta lại trở thành một người rảnh rỗi. Từ điểm này có thể nói, nhà họ Hoác đang qua cầu rút ván, nhưng người rút ván là bố của Hoác Giai Minh Hoác Trạch Minh, ai nói gì được chứ? Khéo còn phải khen Hoác Trạch Minh đã, đại nghĩa diệt thân, vì sự phát triển của gia tộc cơ. Mà đối với Hoác Khải, Số cổ phần đó có thuộc về Hoắc Giai Minh hay là nhà họ Hoắc thì cũng chẳng khác gì. Hiện giờ, bố cục đối đầu với cả nhà họ Hoắc đã được triển khai, địa vị của anh không thể thay đổi. Hoắc Khải suy nghĩ rất rõ ràng, công ty kỹ thuật VR này sẽ trở thành vũ khí để anh thôn tính nhà họ Hoắc. Nếu nhà họ Hoắc muốn có lợi ích từ nó thì phải chấp nhận từng điều kiện của anh. Mà điều kiện đầu tiên mà Hoắc Khải đưa ra chính là có được 60% lợi nhuận từ ba công ty chi nhánh của nhà họ Hoắc để đổi lấy sự ở lại của đội ngũ kỹ thuật. Nếu không, anh sẽ lập tức bảo đội ngũ kỹ thuật này rời khỏi công ty. Dù sao theo hợp đồng, mọi tư liệu kỹ thuật đều cho đội ngũ kỹ thuật phụ trách bảo quản, nhà họ Hoắc không có quyền nhúng tay vào. Điều kiện này dĩ nhiên đã bị nhà họ Hoắc mắng chửi một trận. Cho dù kỹ thuật VA có tốt thế nào thì cậu cũng không thể muốn thu lợi từ nhà họ Hoắc từ việc này đâu, thật quá đáng. Nhưng không đồng ý thì cũng không được, bởi vậy nhà họ Hoác đã phái ra một nhóm người đến đàm phán với hy vọng mới, hy vọng có thể lấy cái giá nhỏ nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Cuộc đàm phán này không chỉ kéo dài trong 2-3 ngày là xong. Hoác Khải không định tốc chiến tốc thắng, anh hy vọng có thể mượn chuyện này để khiến nhà họ Hoác từ từ quen với việc bị anh lợi dụng điểm yếu mà uy hiếp. Chỉ có như vậy thì anh mới có thể thuận lợi xâm nhập vào nhà họ Hoác. Người nhà họ Hoác không tìm được Hoác Khải ở hy vọng mới, cho nên người phụ trách đàm phán đương nhiên là Giản Tư Tư vừa mới thăng chức lên làm phó tổng giám đốc. Đừng khinh thường dáng vẻ yếu đuối của Giản Tư Tư, trong công việc cô ấy không hề kém hơn bất cứ người đàn ông nào đâu. Cho dù là nhà họ Hóc lớn mạnh thì cũng bị Giản Tư Tư làm cho khốn đốn, không thể không thu hồi lại tâm lý khinh bỉ và lựa chọn thái độ tích cực cùng tôn trọng để đàm phán. Ninh Thần cố tình gọi cho Hóc Khải nói về chuyện này, đồng thời hỏi khi nào anh về. Hôm nào đường đường cũng hỏi một lần, khi nào bố sẽ về? Anh mà không về thì em sẽ bị con bé hỏi cho phát điên mất thôi, Ninh Thần nói. Anh sẽ về nhanh thôi, ở bên đây có chút việc, Hoắc Khải do dự một chút rồi nói, anh gặp cô Cố ở đây. Cô Cố? Cô Cố nào nhỉ? Ninh Thần hỏi. Cố Phi Dương, mẹ của Nhạc Văn Văn ấy, em quên rồi hả? Hoắc Khải hỏi. Ninh Thần nghĩ một lúc rồi nhớ ra, hóa ra là cô ấy em nhớ cô ấy cãi nhau với bố mẹ chồng nên bán nhà rồi rời đi nhỉ. Sao, giờ cô ấy đang làm việc ở chỗ đó hả anh? Ừ, còn mở một công ty vũ đạo, phát triển tốt lắm, hoắc khải đáp. Đường đường mấy hôm trước còn nói nhớ bạn thân nhạc văn văn kia. Hay là anh đưa hai mẹ con cô cố về cùng đi, chúng ta đã hai năm không gặp rồi, ôn lại chuyện cũng một chút, Ninh Thần nói. Ninh Thần không hề nghi ngờ chút nào, vì trong lòng cô, chồng mình là một người đàn ông trung thủy, không bao giờ ra ngoài ngoại tình. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, Ninh Thần cũng không quá từ chối nếu như xảy ra tình huống ngoài ý muốn đó. Cô biết rõ một người đàn ông yêu tú sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt phụ nữ. Bản thân cô đã vô cùng yêu Hoắc Khải, chẳng phải vì anh quá giỏi, quá trói sáng khiến ai cũng nhìn thấy anh sao. Vậy những người phụ nữ khác nghĩ vậy cũng là bình thường mà. Cho nên có người đến quyến rũ Hoắc Khải thì cũng chẳng có gì lạ. Ninh Thần đương nhiên muốn chồng mình sẽ luôn là của cô, nhưng nếu thật sự có chuyện khó xử xảy ra thì chẳng lẽ lại chia tay Hoắc Khải sao? Ninh Thần không nỡ. Khi đáp án này hiện ra trong đầu, cô đã biết, cho dù Hoắc Khải có người thứ ba thì cô cũng không thể rời xa anh. Cả đời này, dù Hoắc Khải có bao nhiêu người phụ nữ thì cô cũng chỉ có một người là anh thôi. Nghe thấy giọng bình tĩnh của Ninh Thần, Hoắc Khải trong lòng thấy hơi chột dạ. Đây là lần đầu tiên anh chột dạ vì phụ nữ trong đời. Cho dù anh chưa hoàn toàn đồng ý Cố Phi Dương, nhưng anh biết, từ chối không dễ. Cố Phi Dương đã nói rồi, không cần danh phận, tiền tài, chỉ cần được ở bên anh. Dù là mấy ngày trong năm được gặp anh cũng là đủ. Có người đàn ông nào từ chối được lời nói đó chứ? Hoắc Khải cũng là người, không phải thần tiên, cuống hồ lựa chọn mà Cố Phi Dương đưa ra khi đứng giữa sống chết lại khiến người ta rung động. Vì chuyện này thôi cũng khó mà bỏ mặc cô ta được cho nên Hoắc Khải mới cố tình nhắc đến Cố Phi Dương khi nói chuyện với Ninh Thần. Anh sẽ không nói ý nghĩ của Cố Phi Dương ra, dù Ninh Thần có chấp nhận hay không, thì việc nói chuyện này ra trước là quá ngu ngốc. Nếu được, anh hy vọng hai người có thể tiếp xúc chỉ một chút, khi nào có cơ hội thì sẽ nói sau, cũng không muộn. Để anh hỏi xem, nếu cô ấy đồng ý thì anh sẽ đưa họ về, Hoắc Khải trả lời. Vâng, vậy khi nào về anh báo em trước? Em đặt nhà hàng, Ninh Thần trả lời, à, Tư mễ sắp kết hôn đấy, vừa mới gửi thiệp mời cho em. Một tuần sau cưới, anh về kịp không? Kết hôn, với từ lực phàm à, hoắc khải cho mày, không phải vì tiếc phan tư mễ mà từ lực phàm không phải đối tượng kết hôn tốt. Thế lực trong bóng tối kia phái từ lực phàm đến làm quen với hy vọng mới, hy vọng có thể theo dõi mọi chuyện qua con mắt của anh ta. Từ lực phàm thì mượn phan tư mễ để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phan tư mễ lại lợi dụng từ lực phàm để chọc tức hoắc khải, mặc dù nó rất ấu trĩ và vô dụng. Với Hoắc Khải, vì biết rõ ràng hai người này không yêu nhau thật, dĩ nhiên sẽ không hy vọng bọn họ kết hôn. Dù sao thì Phan Tư Mễ cũng tính là bạn của anh. Là bạn thì dĩ nhiên sẽ phải nghĩ cho cô ta một chút rồi. chương 518, nói thật lòng. Đúng rồi, nói đến từ lực phàm thì anh ta cũng là người đáng tin cậy. Mới đầu, em cho rằng những lưu học sinh trở về từ nước ngoài đều sẽ không muốn kết hôn. Thật không nhờ, họ đã nhanh chóng đính hôn rồi kết hôn như thế anh chưa thấy ảnh cưới của họ đâu chụp rất đẹp ninh thần bỗng nhiên cười nói hay là sau này chúng ta dành ra chút thời gian chụp bù một bộ ảnh cưới đi lúc trước kết hôn mấy tấm ảnh đó chụp không đẹp lắm ừ em thấy làm thế nào tốt thì làm hoác khải nói nhưng nếu có thể anh cảm thấy em vẫn nên khuyên nhủ phan tư mễ tốt nhất không nên mù quáng quyết định như thế sao thế anh thấy họ không tốt sao nói đến đây ninh thần ngừng một lát sau đó hỏi, hay phải nói là, anh thật sự rất thích Tư Mế. Lúc đầu, Phan Tư Mế đã nói thẳng với Ninh Thần tất cả mọi chuyện. Người bạn cô kiêm bản thân lại có suy nghĩ không an phận với chồng mình, điểm này Ninh Thần cũng nhận ra, cô không ngốc. Cô cũng đã từng nghĩ, người phụ nữ có sức hút như Phan Tư Mế, đến cô là phụ nữ còn thấy yêu thích thì lẽ nào Hoác Khải thật sự không có chút rung động nào. Chồng cô quyết liệt từ chối Phan Tư Mế, điều đó khiến cô rất vui mừng, thế nhưng bây giờ nghe Hoắc Khải nói khuyên Phan Tư Mễ không nên kết hôn, tim ninh thần lại nảy lên. Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ cảm thấy từ lực phàm không phải thật sự yêu thương Phan Tư Mễ, nói không chừng có lòng riêng. Nếu mù quáng lựa chọn kết hôn thì sau này có lẽ Phan Tư Mễ sẽ hối hận, Hoắc Khải nói. Hả, anh từ không tốt à, sao anh lại biết? Bình thường em thấy hai người họ nói chuyện rất vui vẻ đấy thôi, Ninh Thần không hiểu hỏi. Hoắc Khải không biết nên giải thích với cô thế nào, cũng không có cách nào để giải thích thân phận của từ lực phàm trước mắt ở trong công ty chỉ có một mình anh biết chuyện này dù là ninh thần hay giản tư tư thì hoác khải cũng không nói một là anh cảm thấy không cần thiết hai là sợ họ sau khi biết những chuyện mưu tính của từ lực phàm thì trong giao tiếp hàng ngày khó tránh khỏi để lộ thái độ bất thường chẳng may thế lực kia nắm bắt được điều gì đánh rắn động cỏ thì không hay rồi dù sao thì em có thể khuyên được thì cố gắng khuyên bảo bạn hoác khải nói Ninh thần ồ một tiếng, nói, vậy em sẽ tìm cơ hội nói với cô ấy, nhưng những chuyện thế này, nói với cô ấy cũng hơi ngại. Dù sao thì người ta cũng sắp kết hôn rồi, bây giờ lại nói chồng tương lai của cô ấy không tốt thì có hơi giống phá đám. Hoác Khải cũng không ép buộc phải khuyên Phan Tư Mễ suy nghĩ lại hay không. Dù sao cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, Phan Tư Mễ nghe thì nghe, không nghe thì cũng hết cách. Đương nhiên, anh cũng hiểu sự kiêng rẻ của ninh thần, theo lý mà nói, trước lễ cưới của người ta mà lại đi nói xấu nhà trai thì quả thật là việc không nên. Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Khải nhìn Cố Phi Dương ngồi bên cạnh. Gò má Cố Phi Dương đỏ bừng, không biết nghĩ gì, thấy Hoắc Khải nhìn sang thì cô ta bất giác nghiêng đầu qua, tỏ vẻ thẹn thùng hỏi, "Cô Ninh với anh nói gì vậy?" "Cô ấy bảo anh đưa em qua đó thăm nhà." Hoắc Khải nói. Cố Phi Dương kinh ngạc kêu lên một tiếng sau đó mới nhận ra thái độ của mình có chút thái quá nên sắc mặt càng đỏ hơn cô ta lập tức lắc đầu nói em không đi có thể vì cảm thấy câu trả lời này không hay lắm cố phi dương lại vội vàng giải thích nói chủ yếu là bây giờ em không dám gặp cô ninh vừa nghĩ đến gặp cô ấy nói chuyện thì trong lòng sẽ có chút hoảng sợ anh phong em cứ ở đây không được sao anh có thời gian thì đến thăm em biểu cảm của cố phi dương khi nói chuyện giống như một con mèo tội nghiệp chờ đợi chủ nhân ban phát chút lòng thương Dáng vẻ làm người khác thương tiếc này khiến Hoắc Khải thở dài, nói, nếu em thật sự muốn làm như những gì đã nói lúc trước thì sau này chắc chắn phải gặp mặt cô ấy. Nói thật lòng, coi như đồng ý với em thì anh cũng sẽ không lừa gạt hoặc giấu giếm cô ấy. Dù là có bất kỳ chuyện gì thì đều nên nói rõ với cô ấy. Không được, Cố Phi Dương xem ra có chút hoảng loạn, nói, nếu anh nói cho cô ấy biết, nhớ cô Ninh tức giận thì sao? Em không muốn vì em mà khiến hai người phải buồn bực anh cũng thật sự không muốn nhưng chuyện này không thể tránh, Hoắc Khải nói. Cố Phi Dương không nói gì, sao cô ta lại không hiểu những gì Hoắc Khải nói là đúng chứ? Chỉ cần bản thân cô ta muốn yêu đương với Hoắc Khải thì bắt buộc phải đối diện với ninh thần. Giấy không gói được lửa, giấu được một giờ chứ không giấu được một đời. Hơn nữa, khi sự việc còn chưa phát triển đến mức khiến người ta khó mà tha thứ thì nói ra sự thật trước cũng tốt hơn sau này bị người khác phát hiện ra. Nói trước thì là thú tội, Nói sau thì là bắt quả tang tận giường, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhưng nghĩ đến phải gặp Ninh Thần để nói về chuyện với Hoắc Khải, trong lòng Cố Phi Dương hoảng loạn phát điên lên. Cô ta thật sự không biết nên dùng tâm trạng gì, giọng điệu gì hay thậm chí là biểu cảm gì để đối mặt với Ninh Thần. "Hoặc là em có thể cân nhắc, em vẫn còn cơ hội để ra quyết định khác." Hoắc Khải nói. Tuy rằng anh thừa nhận, Cố Phi Dương là một người phụ nữ rất thu hút, nhưng nếu có thể thì Hoắc Khải thà rằng cô ấy sẽ từ bỏ, nếu vậy thì không cần lo lắng Ninh Thần sẽ tức giận. Nhưng, đối với chuyện này, cố Phi Dương lại không hề muốn lùi bước. Em không có sự lựa chọn nào khác, đàn ông trên thế giới này nhiều như thế nhưng em chỉ cần anh, cố Phi Dương kiên quyết nói. Ngừng một lát, cô ta lại nói, còn cô Ninh, cho em chút thời gian được không, em bây giờ, thật sự không biết nên làm thế nào để gặp cô ấy anh sẽ không ép em gặp cô ấy để làm điều kiện tiên quyết chứ. Sọng điệu thăm dò của cô ta khiến Hoác Khải không nhịn được cười, nói anh không ép em, nhưng gặp mặt rồi thì tốt hơn là giấu giấu giếm giếm. Em muốn đợi thì cũng không sao, thật ra anh cũng muốn em bình tĩnh một chút, có lẽ một thời gian sau, nói không chừng em sẽ phát hiện, những điều này đều là sự bồng bột nhất thời. Em sẽ không như thế, bắt em không yêu anh, trừ khi em chết, không, dù chết cũng không làm được, Cố Phi Dương rất dũng cảm nói. Lời tỏ tình khiến hai gò má cô ta đỏ bừng, nóng rực như bốc cháy. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô ta, Hoắc Khải bỗng nhiên hiểu được người như Tô Tử Hàng tại sao lại có thể vì Cố Phi Dương mà làm ra cái chuyện vi phạm pháp luật như thế. Thế mới gọi là hồng nhan họa thủy, có lẽ bản thân Cố Phi Dương cũng không ý thức được là sức thu hút của cô ta lớn đến mức nào. Cho đến bây giờ, trong những người phụ nữ mà Hoắc Khải đã từng gặp, ít người có thể hấp dẫn hơn cố phi dương. Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, đồng tử thiến đi vào, thấy cố phi dương đã tỉnh, cô ta vui mừng cầm giỏ hoa quả chạy đến. Động tác của cô ta rất phụng về, để tránh cho cô ta va vào người cố phi dương, hoác khải bất giác tiến lên ngăn lại. Động tác này tỏ rõ sự bảo vệ của hoác khải khiến trong lòng cố phi dương thấy vô cùng ám áp, được người đàn ông mình yêu bảo vệ như thế là một trong những chuyện khiến phụ nữ hạnh phúc nhất mà đồng tử thiến lại không cảm thấy như vậy cô ta trừng mắt lên nói anh ngăn tôi làm gì cố phi dương mỉm cười rồi kéo hoác khải lại nói cô bé là học sinh của em tên là đồng tử thiến anh biết lúc trước khi em hôn mê thì anh đã từng gặp cô ta hoác khải nói đồng tử thiến hừ một tiếng đi vòng qua hoác khải đến bên đầu giường cố phi dương nói cô cố người đàn ông này là ai anh ta nói là bạn cô tại sao lại thấy giống ông chồng lắm chuyện thế người nói thì vô tâm người nghe lại có tâm cố phi dương hốt hoảng đỏ cả mặt nói em đừng nói bừa anh ấy anh ấy ấy sao mặt cô đỏ thế cô sốt sao đồng tử thiến giơ tay sờ lên trán của cô ta cô không sao trong phòng hơi bí cố phi dương vội vàng ngăn tay cô ta lại hỏi sao em lại biết cô ở đây em nghe mấy người trong công ty nói đấy đồng tử thiến đang nói bỗng nhiên nhớ ra chuyện mấy hôm trước nói nói ra mới nhớ lần trước khi đến thăm cô em thật sự bị làm cho tức chết trong phòng có một khối băng lớn bên ngoài lại có một hòn đá chặn đường thật là phiền hòn đá cố phi dương tỏ vẻ không hiểu khối băng lớn thì cô ta có thể hiểu chắc chắn để nói hoác khải nhưng hòn đá là ai trong lúc đang nói chuyện thì cửa phòng bệnh lại bị người đẩy ra đường thế minh dắt nhạc văn văn đi vào thấy mẹ đã tỉnh nhạc văn văn vui mừng bổ nhào tới mẹ mẹ tỉnh rồi tốt quá chậm một chút trên người mẹ còn vết thương, đừng chạm đau mẹ cháu." Hoắc Khải nhắc nhở nói. Nhạc Văn Văn vội vàng dừng lại, đứng bên giường, tỏ vẻ muốn nhào vào lòng mẹ nhưng lại không dám. Chương 519, so tài. Bộ dáng khó xử, đáng thương khiến Cố Phi Dương đau lòng, giơ tay nói, "Không sao, lại đây mẹ ôm một cái nào." Nhạc Văn Văn vui vẻ chui vào lòng Cố Phi Dương, ôm lấy mẹ, kể lể sự lo lắng của mấy ngày nay của cô bé. Nghe lời nói của cô con gái hiểu chuyện, vành mắt cố phi dương hơi đỏ lên. Khi đối mặt với cái chết, cô ta ít nhiều cũng có chút sợ hãi, nhất là khi nghĩ đến sau này con gái không có ai chăm sóc thì vô cùng đau lòng. Cũng may là số còn khá đỏ, tổ tử hàng dơ một dao kia theo phản xạ nên cũng không bị thương quá nặng. Nếu không, cố phi dương sẽ bị mất máu nhiều quá mà chết. Bây giờ vẫn còn được sống mà gặp con gái, cố phi dương cảm thấy tất cả vận may trong đời gần như đã dùng hết trong mấy ngày này rồi mà đồng tử thiến đang đứng ở một bên nhìn chằm chằm đường thế minh có chút bối rối lại có chút khó chịu nói anh cũng là bạn của cô giáo cố sao không phải đường thế minh trả lời nói vậy anh vào đây làm gì đi ra đi đồng tử thiến nói đường thế minh liếc cô ta một cái tỏ ra chẳng hề quan tâm ở đây không phải là nhà của đồng tử thiến anh ta cũng không phải là người nhà của đồng tử thiến thì sao phải nghe cô ta bị đường thế minh phớt lờ lời nói của mình khiến đồng tử thiến càng khó chịu bước lên trước giữ lấy cánh tay của anh ta nói lần trước chưa đánh xong nếu anh đã không đi vậy thì ra ngoài đánh một trận tôi sẽ khiến anh thua tâm phục khẩu phục đợi đã anh đường không gây phiền phức gì cho em sao lại kéo người ta ra đánh nhau thế cố phi dương khuyên nhủ nói ai bảo anh ta không gây chuyện với em lần trước anh ta đã va vào em ở trước cửa nhưng lại không chịu xin lỗi không hiểu lễ nghĩa một chút nào không dạy cho anh ta một bài học thì lại nghĩ con gái dễ bắt nạt đồng tử thiến vừa nói vừa trừng mắt nhìn đường thế minh nếu anh không dám đấu thì tự nhận mình không phải là đàn ông đi thì tôi có thể không đánh anh đường thế minh không muốn đấu với đồng tử thiến cũng không thể thật sự thừa nhận mình không phải đàn ông những chuyện như thế liên quan đến lòng tự tôn của người đàn ông không thể nhượng bộ cho nên anh ta dứt khoát nói, nếu cô đã muốn đánh, vậy thì ra ngoài đánh. Nhưng thua rồi thì đừng có khóc lóc nói tôi bắt nạt cô đấy. Ha, nói như kiểu anh thật sự sẽ đánh thắng tôi ấy, Đồng Tử Thiến coi thường nói. Hai người cứ thế hẹn nhau ra cửa, Cố Phi Dương thấy thế thì tỏ ra vô cùng lo lắng nhưng khi muốn xuống giường để kéo họ lại thì bị Hoắc Khải ngăn cản. Anh dư em làm gì, mau đuổi theo họ đi, Cố Phi Dương sốt ruột nói. Không sao đâu, anh không hiểu cô Đồng lắm. Nhưng Đường Thế Minh rất giỏi võ, sẽ không chịu thiệt. Nếu anh ta chiếm được thế thượng phong thì cũng biết nặng nhẹ, sẽ không đánh cô đồng bị thương, Hoắc Khải nói. Nhưng nhớ đánh thật thì sao? Đồng Tử Thiến cũng rất giỏi, mấy người đàn ông bình thường cùng lên thì cũng không phải đối thủ của cô ấy. Trước đây em đã từng thấy cô ấy đấu quyền anh, một mình đánh ngã 4-5 người đàn ông vạm vỡ, rất giỏi, Cố Phi Dương nói. Hoắc Khải cười nói, cho dù hai người họ ai bị thương thì chúng ta đều là người ngoài, không khuyên nổi đâu. Người học võ, có thể nhường nhịn, nhưng đã là người học võ thuật hoa hạ thì không biết hai từ, lùi bước. Trong mắt người bình thường, võ thuật hoa hạ chính là một môn võ nhưng trong con mắt của những người học võ chân chính thì võ thuật hoa hạ và võ thông thường lại có sự khác biệt rất lớn. Một môn dùng để giết kẻ thù, một môn dùng để biểu diễn, sao có thể đặt cạnh nhau mà từ xưa đến nay cũng đã có câu nói, văn không có nhất, võ không có hai. Người học võ, không ai có thể thừa nhận kém hơn ai, muốn phân thắng thua thì phải dựa trên thực lực. Tuy rằng Hoác Khải không hiểu nhiều về võ thuật hoa hạ nhưng trước đây anh đã từng tiếp xúc với rất nhiều người học môn này nên đương nhiên hiểu được tại sao đồng tử thiến lại chủ động hẹn giao đấu, và anh cũng không thể khuyên đường thế minh điều gì cả. Nếu không thì đây chính là sự sỉ nhục đối với đường thế minh. Còn Cố Phi Dương đã nói Đồng Tử Thiến rất tài giỏi, nếu Đường Thế Minh có khả năng bị thua thì hoắc khải lại càng không để ý. Thắng cũng chưa chắc là chuyện tốt mà thua cũng chưa chắc là chuyện xấu. Đường Thế Minh là con nhà võ, có thể từ nhỏ đến lớn chưa từng thua ai. Nếu thật sự thua một người con gái thì đó chính là sự đả kích lớn đối với anh ta. Nhưng nếu có thể vượt qua thì chính là anh ta sẽ phá vỡ giới hạn của chính mình. Nói không chừng đây là thời cơ để anh ta thoát khỏi những giới hạn trong võ thuật khi đường thế minh và đồng tử thiến ra ngoài để thách đấu thì hoác khải và hai mẹ con cố phi dương trong phòng bệnh nói nói cười cười có thể là do mối quan hệ của hai người lại gần thêm một bước khiến bầu không khí cũng trở nên càng hòa hợp khoảng một tiếng sau thì đường thế minh và đồng tử thiến đều không quay lại khiến cố phi dương có chút lo lắng nên gọi điện thoại cho đồng tử thiến hỏi han sau khi đồng tử thiến nghe điện thoại thì mới biết là cô ta đã về nhà rồi sao em về mà không nói với cô một tiếng làm cô cứ ở đây lo lắng hai người có chuyện gì cố phi dương phàn nàn nói đánh xong rồi mũi tím mặt sưng như heo thì em quay lại làm gì đồng tử thiến chẳng vui vẻ gì nói hả cố phi dương nghe thấy thì vô cùng kinh ngạc mũi tím mặt sưng anh ta đánh em bị thương sao bị thương nặng không vậy em đến bệnh viện kiểm tra xem chỉ là vết thương ngoài da không có gì đáng lo tên đó còn bị thương nặng hơn em ít nhất phải nằm trên giường mấy ngày đồng tử thiến có chút đắc ý nói ai già cô đừng lo cho em cô cứ dưỡng bệnh cho tốt ạ à? mấy hôm nữa em lại đến thăm cô nói xong thì đồng tử thiến cũng cúp điện thoại luôn cố phi dương lo lắng quay lại nhìn hoác khải đồng tử thiến nói cô ấy bị thương rồi anh đường có thể cũng bị thương hơn nữa còn bị thương không nhẹ anh có cần gọi cho anh đường hỏi xem tình hình thế nào không theo suy nghĩ của hoác khải thì cũng không cần thiết phải gọi điện thoại cho đường thế minh anh ta không phải là kiểu người bị đánh rồi thì cần người khác an ủi nếu gọi điện thoại qua thì có thể khiến anh ta càng rối rắm hơn nhưng cố phi dương có vẻ lo lắng quá hoác khải nể mặt cô ta nên chỉ đành gọi cho đường thế minh sau khi nhận điện thoại nói về chuyện đấu võ đường thế minh chán nản nói tôi thua mấy chiêu nhưng cô gái đó thật sự không giống con gái chút nào chuyên đánh phía dưới nếu không phải vuốt mặt còn nể mũi thì tôi sẽ không thua cô ta khi đấu võ đồng tử thiến không hề kiêng rè gì chỗ nào dễ dàng khiến người đàn ông mất sức chiến đấu nhất thì cô ta đánh vào chỗ đó đương nhiên đây chính là bản chất của võ thuật hoa hạ dùng tốc độ nhanh nhất khiến cho kẻ thù mất đi sức chiến đấu nhưng đối với đường thế minh mà nói thì lại không giống như thế dù sao anh ta cũng nhường nhịn vì đối phương là nữ những chỗ như ngực và nơi dễ gây ra hiểu lầm thì với bản tính của người quân tử sẽ đều không động tay. Cứ như thế thì rõ ràng là bó chân bó tay, dẫn đến trong quá trình so tài bị đồng tử thiến chiếm lợi thế. Điều này khiến đường thế minh không vui, rõ ràng là thực lực không yếu hơn đối phương nhưng lại thua, thật là mất mặt người trong nhà. Tôi đã hẹn cô ta mấy ngày nữa lại đấu một trận, đến lúc đó nhất định sẽ không nương tay, đường thế minh nói. Hoác Khải bật cười, anh lại cảm thấy rất vui vẻ khi Đường Thế Minh có chuyện khác để làm. Nếu không thì cả ngày ăn không ngồi rồi, đi theo anh thì sợ rằng tài nghệ của anh ta sẽ bị yếu đi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Đồng Tử Thiên có thể phân tranh cao thấp với Đường Thế Minh, chứng tỏ cô ta rất giỏi. Trong những người phụ nữ mà Hoắc Khải đã gặp thì có thể đạt được trình độ đó thì mới chỉ có một người. Vậy anh xem làm thế nào thì làm, nhưng nhất định phải chú ý nặng nhẹ, đừng gây ra chuyện liên quan đến mạng người. Đấu võ chỉ cần đánh đến đối phương nhận thua là được, Hoắc Khải dặn dò nói. Yên tâm, điều này tôi hiểu, Đường Thế Minh nói. Cúp điện thoại, Hoắc Khải nói cho Cố Phi Dương chuyện của Đường Thế Minh, Cố Phi Dương nghe thấy thì sững người, sau đó mới phì cười, nói, nói như thế thì cô đồng đã giúp phụ nữ chúng em lấy lại thể diện rồi. Còn không phải do cô ấy ra tay ác độc khiến Đường Thế Minh ngại sự khác biệt giới tính mà chịu thiệt sao, Hoắc Khải nói. Cố Phi Dương hừ một tiếng, nói, không phải thế, rõ ràng là cô đồng khá giỏi mà. Hoác Khải không muốn tranh luận với cô ta, nhưng mày nói, em nói gì thì là như thế. Cố Phi Dương vui vẻ bật cười, niềm vui chính là đơn giản như thế, cho dù chỉ là sự nhường nhịn một chút của người đàn ông này thì cô đã cảm thấy rất vui rồi. Nhạc văn văn ngồi bên giường bệnh, gần như cảm giác được gì đó, cô bé nhìn Hoác Khải lại nhìn Cố Phi Dương rồi cũng hi hi cười theo. Cứ thế ba ngày, vết thương của cố phi dương đã ổn hơn nhiều, sợi chỉ khâu làm bằng ruột cừu, không cần rút chỉ mà khi vết thương đỡ rồi sẽ tự tiêu. Còn vết sẹo trên mặt thì cần thời gian để liền ra cá. Theo ý kiến của nhóm bác sĩ trị liệu thì tình hình trước mắt khá ổn định, khả năng lớn sẽ đạt được kết quả như mong đợi, cho nên về nhà đợi là được, không cần lãng phí thời gian ở bệnh viện. chương 520, sinh nhật. Để cố gắng giúp cố phi dương hồi phục tốt nhất, Hoác Khải lại bỏ ra một khoản tiền, làm điều trị phục hồi da cá trên cánh tay của cô ta. Sự chăm sóc hết lòng như thế khiến Cố Phi Dương càng yêu anh hơn. Đến khi Hoắc Khải rời đi, Cố Phi Dương còn đứng trên ga tàu cao tốc khóc như mưa. Hoắc Khải không đành lòng quay lại an ủi cô ta, nói, "Đừng khóc nữa, sau này anh sẽ thường xuyên quay lại thăm em, nếu không được thì em có thể đi tìm anh." "Em không nỡ rời xa anh." Cố Phi Dương nhìn sang rồi bỗng nhiên lại gần chủ động hôn anh. Tuy nụ hôn này không kéo dài như trong bệnh viện nhưng cũng thể hiện cho tình cảm của cô ta. Có rất nhiều người đợi xe đi qua đi lại, nhìn thấy cảnh này thì bất giác nhìn nhiều thêm một chút. Gò má Cố Phi Dương đỏ hồng, nhưng lại vẫn dũng cảm nói, "Em sẽ ở đây giải quyết mọi chuyện, cũng để cho bản thân mình có đủ sự chuẩn bị về tâm lý rồi sẽ đến tìm anh." Hoắc Khải biết sự chuẩn bị tâm lý mà cô ta nói là chuẩn bị đối mặt với điều gì, nên nói, "Được, chuyện này tùy em tính toán sao cũng được." anh không ép em làm gì, trước khi đến, nhớ gọi điện cho anh. Ý của anh là, nếu em không đến tìm anh thì anh cũng không đến tìm em sao, cố phi dương nói. Hoác Khải sững lại sau đó bật cười nói, được rồi. Nếu em lâu lâu không gọi cho anh thì anh sẽ qua tìm em. Tuy rằng nếu là người khác thì có lẽ khi nghe đáp án này sẽ không hài lòng cho lắm nhưng cố phi dương lại rất vui vẻ chấp nhận. Ít nhất điều đó chứng tỏ Hoác Khải không phản đối mối quan hệ giữa hai người mà coi như là ngầm thừa nhận rồi đứng trên trạm tàu cao tốc vẫy tay chào tạm biệt, cố phi dương lại nhớ lần rời đi hai năm trước. Lúc đó cô ta cũng vẫy tay chào hoác khải như thế này, nhưng lần đó thật sự là không muốn gặp lại, còn lần này thì tràn đầy sự mong đợi. nhạc văn văn ngẩng đầu nhìn mẹ của cô bé, hỏi mẹ vừa rồi mẹ hôn chú lý, như thế chính là chú ấy trở thành bố của con rồi à? cố phi dương bị con gái hỏi đỏ cả mặt nhưng lại không phủ nhận. cô ta ngồi xuống nhìn con gái hỏi vậy con có hy vọng chú lý trở thành bố của con không đương nhiên là có ạ à, nhạc văn văn ra sức gật đầu nói đứa trẻ này từ nhỏ chưa từng gặp bố thiếu tình yêu thương của đấng sinh thành cho nên cô bé mới thích hoác khải như thế vì từ khi có thể ghi nhớ được hoác khải là người đàn ông đầu tiên cho cô bé hơi thở ấm áp nên từ đáy lòng mình nhạc văn văn đã ngầm thừa nhận hoác khải chính là bố của cô bé con không phản đối là tốt rồi cố phi dương thở phào một hơi sau đó đứng dậy ôm vai con gái nhìn ra hướng tàu xuất phát tràn đầy hy vọng nói đợi lần sau gặp chú ấy có lẽ con sẽ có thể gọi chú ấy là bố rồi hoác khải lên tàu rời khỏi thành phố này trong ánh mắt mong đợi mà lưu luyến của hai mẹ con cố phi dương khi trở về nhà thì đã đến giờ chiều rồi sau khi bước vào nhà trong căn phòng không có một bóng người bây giờ ninh thần đang bận rộn công việc rất ít quay về nhà vào buổi chiều mà thời gian hoác khải đi công tác cũng nhiều bận biểu kết đồng minh với các công ty khác, cho nên chắc chắn giờ này Đường Đường đang ở cửa hàng hoa quả của Ninh Quốc Năng. Bây giờ con trai con gái đều đã kết hôn rồi, hai vợ chồng già Ninh Quốc Năng bình thường cũng không có việc gì làm. Cửa hàng hoa quả kinh doanh phát triển lớn, mở mấy chi nhánh, hai vợ chồng họ cũng không cần đích thân tới trông coi nữa. Lúc hai ông bà không có việc gì thì đưa Đường Đường đi xung quanh dạo mát, dù sao chỉ cần ở cùng cháu gái thì làm gì cũng vui vẻ, đi bộ cũng cảm thấy toàn thân phấn chấn dọn dẹp nhà cửa một lát rồi đi mua thức ăn, Hoắc Khải cầm túi đồ ăn đến nhà bố mẹ vợ. Tuy trong nhà đã làm ra nhiều tiền rồi nhưng hai vợ chồng Ninh Quốc Năng vẫn không mua nhà mới, dù trước đây Ninh Thần đã từng nói là cô ấy sẽ bỏ tiền đổi căn nhà mới cho ông bà. Vì đây là nơi họ đã sống hơn nửa đời người, có cảm tình và cũng khá quen thuộc. Nếu đổi sang nơi mới, có thể là điều kiện sinh sống sẽ tốt hơn ở đây nhưng những người xung quanh đều không quen biết, lại phải làm quen tạo mối quan hệ từ đầu cũng quá phiền phức. Đối với người già mà nói, thì cái gì cũng không quan trọng bằng không gian mà mình quen thuộc. Cho nên, hai vợ chồng Ninh Quốc Năng không đồng ý chuyển đi, suy xét đến việc kinh doanh của cửa hàng hoa quả phát triển tốt, họ mua một căn nhà cũ ở bên cạnh, chuyển tầng 2 làm kho để dùng. Hoác Khải vừa đi trên đường, vừa gọi cho Ninh Thần một cuộc điện thoại, kêu cô quay về ăn cơm. Biết Hoác Khải đã trở lại, Ninh Thần vô cùng vui vẻ, sao anh về không nói với em, em đi đón anh. Anh nghĩ là em bận nên không nói, Hoắc Khải nói. Bận thì bận thật nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của cô vẫn luôn là Hoắc Khải, Ninh Thần có thể hiểu sự lo lắng của chồng mình, nói, vậy được rồi, em làm xong việc ở đây nhanh rồi về. Nói thì nói thế nhưng khi cô về đến nhà cũng đã 8 giờ rồi. Vừa thấy mặt cô, Ninh Quốc Năng đã phàn nàn cô về muộn quá, thức ăn nguội hết rồi cô bé đường đường biết mẹ sẽ về ăn cơm cùng nên đến giờ vẫn không động đúa. Người lớn đói một chút không sao, để trẻ con đói thì ai cũng thấy đau lòng. Mà ninh thần cũng không trở về một mình mà đưa giản tư tư về cùng. Hôm nay là sinh nhật của tư tư, cô ấy nói bố mẹ đều đi du lịch rồi nên con đưa cô ấy về đây, ăn cơm cùng nhau chúc mừng sinh nhật cô ấy, ninh thần vừa nói vừa đặt chiếc bánh sinh nhật lên bàn. Hả, hôm nay là sinh nhật gì tư tư sao? nhưng con chưa chuẩn bị quà, đường đường không vui nói. Trong mắt trẻ con, sinh nhật của mọi người đều phải chuẩn bị quà, nếu không thì là người không có lễ nghĩa. Giản tư tư cười hít mắt lại, bước tới ôm cô bé, nói em thơm chị một cái, sau đó nói, chúc chị tư tư sinh nhật vui vẻ coi như quà mừng là được rồi. Được rồi, đường đường ra sức thơm một cái lên má cô ấy, sau đó dùng hết sức nói to, chúc gì tư tư sinh nhật vui vẻ. Phải là chị chứ, Cháu không phải chị, cháu là Đường Đường. Rõ ràng là Đường Đường đang cố ý trêu giản Tư Tư. Hai người này đã thân quen từ lâu, cái cọ ồn ào trông thật giống như một đôi chị em. Mọi người đều bật cười, sau đó sôi nổi chúc giản Tư Tư sinh nhật vui vẻ. Hoắc Khải đi tới, nói với giản Tư Tư, đây là quà tặng cô. Giản Tư Tư cúi đầu nhìn thì thấy một chiếc vòng tay, không kìm nổi kinh ngạc hỏi, "Chủ tịch, chiếc vòng này là anh mua cho tổng giám đốc Ninh chứ?" không phải, là mua cho cô. Biết hôm nay là sinh nhật cô, vốn dĩ tôi định bảo ngày mai ninh thần đưa cho cô, không ngờ hôm nay cô lại cùng đến đây, vừa hay tặng cô luôn, hoác khải cười nói. Giản tư tư cảm động, kém chút nữa là rớt nước mắt, chủ tịch, anh vẫn nhớ sinh nhật tôi. Không chỉ sinh nhật cô, mà sinh nhật của mấy người, tôi đều nhớ. Dù sao các cô cũng là những người đầu tiên chung sức với chúng tôi đến giờ. Ngày sinh nhật quan trọng như vậy, sao tôi có thể quên chứ khoác khải nói nếu anh không nói câu này thì tôi sẽ cảm động hơn nhiều giản tư tư nói mọi người đều phá lên cười tuy rằng nói như thế nhưng giản tư tư vẫn vui vẻ nhận quà còn ninh thần lại không mua cho cô ấy quà gì mà chỉ đưa một lì xì tám ngàn tệ làm quà sinh nhật nói mới nhớ bây giờ tư tư ở công ty chịu trách nhiệm độc lập một mảng nếu không có cô ấy không biết bây giờ em phải mệt mỏi thế nào ninh thần nói theo sự phát triển càng lớn mạnh của hy vọng mới, việc cần xử lý ngày càng nhiều. May mà mấy người lúc đầu hót khải tuyển vào đều là những người có năng lực không tệ, giúp ninh thần giảm bớt không ít áp lực. Đặc biệt là Giản Tư Tư, cô ấy là phó tổng giám đốc là người bận rộn nhất trong công ty. Cân đối giữa các bộ phận, chuyện nhỏ chuyện lớn đều phải có sự tham gia của cô ấy. Lại thêm mấy ngày gần đây đi đàm phán với nhà họ hót nên càng bận hơn. Mỗi ngày chỉ có chưa đến 3 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi. Cường độ công việc lớn và dày đặc như vậy khiến cô ấy mệt mỏi đến nỗi ai cũng nhận ra. Ninh Thần đã đồng ý, đến khi hoàn thành lần đàm phán này thì cho cô ấy nghỉ mấy ngày, đi du lịch, công ty sẽ bao toàn bộ chi phí phát sinh. "Việc đàm phán với nhà họ Hoắc thế nào rồi?" Hoắc Khải hỏi. "Tiến triển rất chậm, tuy rằng nhà họ Hoắc không có quyền chủ động, nhưng hình như họ biết suy nghĩ của chúng ta cho nên cũng không vội vàng đồng ý điều khoản nào, có vẻ muốn trường kỳ kháng chiến." Giản Tư Tư báo cáo nói trường kỳ kháng chiến hoác khải cười lắc đầu nói nhà họ hoác không có đủ tư cách trường kỳ kháng chiến với chúng ta thế này đi ngày mai tôi sẽ đến công ty xem họ muốn chơi trò gì chủ tịch đích thân ra trận sao giản tư tư bật cười nói vậy người nhà họ hoác phải sợ run lên rồi sự ngưỡng mộ của giản tư tư đối với hoác khải có thể nói là đứng đầu toàn công ty đến cả ninh thần cũng không so được với cô ấy trong lòng giản tư tư hoác khải chính là người tài giỏi nhất khắp trời đất này, trên thế giới không có chuyện gì mà anh không làm được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 521, uống rượu. Ăn cơm xong, Ninh Thần Bảo Hoắc Khải đưa Giản Tư Tư về nhà. Giản Tư Tư cũng không từ chối, nếu là lúc bình thường thì có lẽ cô ấy sẽ chọn tự lái xe về. Nhưng, hôm nay là sinh nhật nên cô ấy có uống một ly rượu vàng, có lẽ đây cũng là một lý do. Sau khi lên xe, Hoắc Khải vừa thắt dây an toàn vừa nói tôi nghe ninh thần nói gần đây cô mua một căn nhà mới hả ở đâu vậy cách nhà anh không xa giản tư tư nói nhưng bây giờ tôi không muốn về thời gian còn sớm hay là tôi mời anh đi uống mấy ly lúc về thì tìm một người lái thuê chở anh về uống rượu khoác khải nhìn cô ấy hỏi từ lúc nào mà cô cũng thích những hoạt động kiểu như thế chủ yếu là hôm nay sinh nhật tôi về nhà sớm như thế cảm thấy không có ý nghĩa gì Vốn dĩ định rủ cả tổng giám đốc Ninh đi hát nhưng hình như cô ấy không muốn ra ngoài lắm, Giản Tư Tư nói. Ở công ty còn rất nhiều việc chưa làm xong, có thể lát nữa cô ấy còn bận làm các loại báo cáo nữa, Hoắc Khải giải thích nói. Tôi biết, Giản Tư Tư gật gật đầu, nói, bây giờ quy mô của công ty lớn như thế, ngày nào cũng có vô số công việc đợi chúng tôi giải quyết. Cho dù làm thế nào cũng dường như mãi mãi không làm hết. Cho nên, tôi rất khâm phục tổng giám đốc Ninh vừa bận rộn làm việc lại vừa chăm sóc gia đình thật sự là một người phụ nữ tài giỏi khoác khải có thể nhìn ra hôm nay giản tư tư có tâm sự nên nói cô cũng rất giỏi đấy tuổi trẻ như vậy mà đã có sự nghiệp thành công à muốn đi đâu uống rượu nơi nào không ồn quá là được giản tư tư nói khoác khải nghĩ một lát rồi khởi động xe đi đến một cửa hàng rượu nào đó không lâu sau hai người đi vào quán bar không ngồi ở phòng riêng mà ngồi trực tiếp bên quầy bar gọi hai ly cốc tai. Cho tôi một ly whisky nguyên chất, giản tư tư nói. Hoác Khải nhắc nhở nói, whisky nguyên chất rất nặng, cô chắc chắn muốn uống loại này sao? Trước đây chưa từng uống, cho nên thử một chút, giản tư tư nhận ly rượu từ người pha chế, uống một ngụm, lập tức bị sặc ho khù khụ. Whisky vốn là loại rượu mạnh, độ cồn cao, hơn nữa do công nghệ ủ khác nhau mà các loại rượu trắng trong nước thì có thể uống trực tiếp còn loại này khi uống lại phải cho thêm đá mới làm dịu cảm giác nóng rát khi nuốt xuống. Giản tư tư bỏ ly rượu đặt lên quầy, vẻ mặt khổ sở nói thật sự khó uống. Hoác Khải bật cười, nói những thứ này giống như cà phê, người thích thì cảm thấy mùi vị rất ngon. Người không thích thì chỉ thấy vị đắng, nhưng tôi thấy hình như hôm nay cô có tâm sự, có cần tôi giúp cô gì không? Lời nói của Hoác Khải rất khéo léo, không vội vàng an ủi điều gì. Một là không biết những buồn phiền của giản tư tư, hai là muốn khuyên người khác thì cũng phải biết cảm nhận của họ trước. Nếu không thể có cùng lập trường với họ thì không có tư cách gì mà khuyên nhủ. Ông chủ thì chính là ông chủ, chuyện này cũng bị anh nhìn thấu, giản tư tư lẻ lưỡi, cầm một ly rượu khác, nhấp một ngụm. Bộ dạng này của cô ấy nhìn vô cùng đáng yêu. Hoác Khải không nén được nhớ lại lúc đầu khi mới tuyển giản tư tư vào công ty, Lúc đó giản Tư Tư vừa mới tốt nghiệp, nhìn mặt vẫn còn rất non nớt. Đến giờ, cô ấy mặc một chiếc váy dài, mang phong cách như một phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường. Nhưng cô ấy và Ninh Thần rõ ràng không cùng một phong cách, Ninh Thần ngày càng thành thục còn giản Tư Tư lại mang chút hồn nhiên, ngây thơ của cô gái nhỏ. Rượu cốc tai được điều chế thì độ cồn không còn mạnh nữa, còn thêm hương vị của nước hoa quả nên uống ngon hơn whisky nhiều. Giản Tư Tư lại uống thêm một ngụm mới nói, thật sự tôi cảm thấy rất buồn phiền, nhưng không biết nên nói thế nào. Có buồn phiền gì thì nói cái đó, Hoắc Khải nói. Giản Tư Tư nhìn ly rượu trước mặt, một lát sau mới nói, đúng như anh đã nói, bây giờ tôi còn trẻ, có sự nghiệp. Theo lý mà nói nên có rất nhiều người ngưỡng mộ mới đúng. Nhưng ở trong nhà, tôi luôn bị cảm giam, từ trước đến nay, bố mẹ tôi vẫn không cho rằng tôi đạt được thành tích gì lớn họ chỉ hy vọng tôi có thể đi theo con đường mà họ đã vạch sẵn. Thời gian này, họ đã sắp xếp cho tôi đi xem mắt, nói cái gì mà khi người khác bằng tuổi tôi, con đã biết đi rồi, tôi lại còn không có cả bạn trai. Ông chủ, anh nói xem, bạn trai có gì quan trọng, tìm sớm hay tìm muộn không phải cũng thế sao, vội vàng làm cái gì. Suy nghĩ của người lớn tất nhiên là không giống cô, theo họ thấy thì làm việc có thể chậm một ngày nhưng kết hôn thì không như thế. Hôm nay kéo đến ngày mai, Ngày mai kéo đến ngày kia thì lúc nào cô mới kết hôn sinh con được. Cuộc đời của họ đã được định hình, không thể thay đổi được nhiều chuyện, nửa đời sau chỉ muốn ôm cháu. Nhưng cô thì khác, cô còn trẻ, vẫn còn có cơ hội phát triển vô hạn trên con đường rất dài phải đi. Hoắc Khải ngừng một lát, lại nói tiếp, nói thật là tôi không cho rằng phụ nữ thì nhất định phải kết hôn sớm. Đương nhiên, nếu cô gặp được một người đàn ông đáng để yêu mà lại có thể giúp đỡ cô thì là một chuyện khác. Nhưng tôi không thích bị họ ép." Họ lại không hiểu, Giản Tư Tư lẩm bẩm nói, lại uống thêm một ngụm cốc tai. Trong lòng cô gái này, cuộc đời giống như công ty Hy vọng mới, có rất nhiều sự việc đã thay đổi nhưng bản chất thì vẫn vậy. Công ty chính là ông chủ, mà người nắm giữ trái tim cô ấy cũng là ông chủ. Trong thời gian 2 năm này, Giản Tư Tư đã chứng kiến hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Cô gặp được người đàn ông ưu tú nhất trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể so sánh được với anh. Nhưng đáng tiếc, người đàn ông này đã kết hôn sinh con, cho nên cô ấy chỉ có thể giấu kín tình yêu này dưới đáy lòng, không dám nói với bất cứ ai. Nhưng đồng thời, mỗi lần gặp một người đàn ông thì cô ấy đều bất giác so sánh với anh. Càng so sánh nhiều thì càng phát hiện, không ai có thể sánh được với sự ưu tú của người đàn ông này. Anh chính là người chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Do đó, khi người trong nhà thúc giục kết hôn, giản tư tư mới cảm thấy vô cùng chán nản cô ấy rất rõ bản thân mình muốn người đàn ông như thế nào vị trí quan trọng nhất trong tim đã bị hình bóng kia chiếm giữ không thể chứa nổi người đàn ông thứ hai cô ấy không muốn vì đến tuổi mà phải kết hôn nhưng muốn kết hôn với người mà cô thầm yêu thì vĩnh viễn không có kết quả cho nên cô ấy buồn chán như vậy nhưng lại không biết nói với ai vậy nên hôm nay kéo hoác khải ra đây uống rượu giản tư tư cũng giấu kín những lời trong lòng chỉ nói mấy câu rồi lại uống vài ngụm. Cô ấy nhanh chóng uống cạn hai ly cốc tai lại muốn ly thứ ba. Hoác Khải nói, tuy rằng cốc tai đã được pha chế để giảm bớt độ cồn nhưng sau đó sẽ rất ngấm. Cô uống như thế, sẽ say đấy. Say thì càng tốt, sẽ không cần nghĩ nhiều chuyện nữa, hai má giản tư tư đỏ hồng lên giống như quả táo đỏ. Cô ấy nhìn Hoắc Khải, hỏi, ông chủ, tôi nghe Tổng Giám Đốc Ninh nói, lúc đầu hai người gặp nhau là vì một viên gạch sao cũng gần như thế, Hoắc Khải gật đầu nói. Nghiêm túc mà nói thì vì một viên gạch mà Lý Phong quen biết Ninh Thần, còn Hoắc Khải thì chỉ ngồi mắt ăn bát vàng mà thôi. Thật là ngưỡng mộ tổng giám đốc Ninh, nếu là tôi đập phải anh thì tốt rồi, Giản Tư Tư nói. Hoắc Khải sững sờ, sau đó bật cười, cô thật sự hơi say rồi, những chuyện này có thể so sánh được sao? Có gì mà không được chứ, Giản Tư Tư hơi sát lại, nói anh không biết đâu tất cả con gái trên dưới công ty đều ngưỡng mộ Tổng Giám Đốc Ninh. Nếu có thể thì dù có tán ra bại sản thì họ cũng sẵn sàng đổi chỗ cho Tổng Giám Đốc Ninh. Nhưng chúng tôi đều biết, điều này thật là vô lý. Anh yêu Tổng Giám Đốc Ninh như thế, Tổng Giám Đốc Ninh cũng yêu anh như vậy, hai người không thể nào chia tay. Bị một nhân viên cấp dưới bàn luận về chuyện tình cảm của mình như vậy, Hoác Khải cảm thấy hơi kỳ kỳ anh không quen bàn luận những chuyện này với người ngoài nên nói, tôi nghe nói gần đây Ninh Hạo Bân làm việc cũng khá tốt. Cô có liên lạc với cậu ta không? Liên lạc, có chứ, nhưng chỉ là chuyện công việc thôi, giản tư tư trả lời nói. Khi còn ở trường đại học không phải hai người rất tình cảm sao? Không nghĩ tới chuyện quay lại à, hoắc khải lại hỏi. Giản tư tư nhìn anh, hỏi, ông chủ, anh hỏi thật hay là tham dò tôi đấy? hoắc khải cười lên, nói cô thấy sao? tôi cảm thấy không hỏi thì hơn, giản tư tư lẩm bẩm nói, lớn như thế rồi mới yêu đương một lần, đã thế lại còn thất bại, khiến người ta thật thất vọng mà. Nói thật tình, có lúc tôi rất hối hận vì lúc đầu kêu anh ta đến công ty cùng làm. Nếu không phải tôi kêu anh ta tới thì chắc cũng không thể xảy ra chuyện lần đó. chương 522, uống say. Cậu ta là người thế nào, gây ra chuyện gì không liên quan đến cô, không cần tự nhận trách nhiệm về việc này, Hoắc Khải nói, thật ra tôi chỉ muốn nhắc nhở cô. Liên quan đến Ninh Hạo Bân, cho dù cô muốn làm gì, đều phải cẩn thận. Có lẽ tôi không nên cứ ám ảnh về một chuyện mà có ấn tượng xấu về một người, nhưng kinh doanh là vậy. Có một số lỗi lầm, phạm phải một lần thì lại là lỗi chí mạng. Tôi biết, anh yên tâm, giản tư tư không muốn thảo luận vấn đề này cho lắm, nâng ly rượu lên, nói, nào, chúng ta uống rượu thôi. Toàn là tôi uống, đến giờ anh vẫn chưa uống hết một ly. Hoắc Khải uống rượu rất được, đừng nói là loại rượu cốc tai này mà rượu mai đài hơn 50 độ mà anh uống nửa lít cũng không say. Nhưng tử lượng của giản tư tư thì không tốt như thế, chỉ uống 4 ly cốc tai đã say đến nỗi nói năng linh tinh rồi. Thấy cô ấy còn muốn uống ly thứ năm, Hoắc Khải chỉ có thể xua xua tay với nhân viên pha chế, sau đó khuyên nhủ nói cô đã uống say rồi. Hôm nay uống thế đã, nếu vẫn muốn uống thì ngày mai lại tính tôi không say, tôi còn muốn uống nữa. Ông chủ, anh coi thường tôi quá đấy, tôi uống rất giỏi mà, giản tư tư lắc lư cái đầu nói. Hoác Khải lăn lộn trên thương trường nhiều năm như thế đương nhiên có thể phân biệt một người say hay không. Giống như tình huống này của giản tư tư thì có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, nếu uống thêm hai ly nữa thì sợ là chiều mai cũng không rời khỏi giường được. Sau khi thanh toán, Hoác Khải gọi một người lái thuê tới, sau đó dìu giản tư tư lên xe, kỹ thuật lái xe của người lái thuê rất tốt, đi vững vàng không sóc này, nhưng khu chung cư mà giản tư tư đang sống không cho xe bên ngoài vào. Không còn cách nào khác, Hoác Khải chỉ đành phóng cô ấy từ cửa chung cư đi vào. Gió đêm có chút lạnh, thổi lên khuôn mặt của giản tư tư khiến cô ấy hơi tỉnh táo một chút. Cô ấy nằm trên lưng của Hoác Khải, cảm thấy như đang ngồi trên chiếc thuyền, lắc qua lắc lại. Nhưng tấm lưng của Hoác Khải rất rộng và cũng rất ấm áp cô ấy nằm bò trên đó cảm thấy rất thoải mái. Ông chủ, anh thích nhất kiểu phụ nữ thế nào, giản tư tư mơ mơ hồ hồ hỏi. Hoác khải cóng cô ấy cả một quãng đường cũng rất tốn sức. May mà cô bé này không nặng lắm, chắc chỉ khoảng 42 cân. Nếu không thì anh cũng không cóng được xa thế. Còn vấn đề của giản tư tư thì Hoác Khải cũng không nghĩ nhiều, nói cũng không có chuẩn mực nào cả, thật ra, thích hay không nhiều lúc phải gặp rồi mới biết. Giống như cô thích một cái túi, người khác miêu tả cụ thể thế nào cũng rất khó tưởng tượng được hình ảnh đó trong đầu nhưng nếu nhìn thấy vật thật rồi cô chỉ cần liếc mắt là biết thích cái túi đó hay không ông chủ cái đó mà anh cũng biết à giản tư tư bỗng nhiên bật cười cho nên trước đây có phải anh đã từng lừa nhiều cô rồi không tôi nghe tổng giám đốc ninh nói trước đây anh cực kỳ ham chơi thường xuyên chạy loạn đến quán bar đến cả cô cơ trẻ tuổi xinh đẹp của nhà họ cơ cũng bị anh trêu ghẹo đó đều là chuyện đã qua Tuổi trẻ không hiểu chuyện, Hoắc Khải nói. Nói một cách chính xác, đó là lỗi mà Lý Phong gây ra, không liên quan gì đến anh. Câu trả lời của Hoắc Khải khiến cho Giản Tư Tư không hài lòng lắm, nhưng cô ấy cảm thấy hơi chóng mặt nên cũng không hỏi điều gì nữa. Không lâu sau, Hoắc Khải cõng cô ấy lên lầu, cầm tay cô ấy mở khóa vân tay mới vào được phòng. Căn phòng mới sửa chữa không lâu nên vẫn có thể ngửi thấy chút mùi. Hoắc Khải đặt Giản Tư Tư lên giường. Sau đó mở cửa sổ cho tản bớt mùi, rồi lấy một chậu nước nóng để rửa mặt cho cô ấy. Chiếc khăn mặt hơi ấm khiến Giản Tư Tư dần có ý thức, nhưng do tác dụng của rượu khiến cô ấy không thực sự tỉnh táo lại. Hoắc Khải giúp cô ấy lau mặt sau đó đắp chăn nói, "Cô nghỉ ngơi nhé, tôi đi đây." Đúng lúc này, Giản Tư Tư bỗng nhiên kéo tay anh. Hoắc Khải quay đầu lại, vẫn chưa kịp phản ứng thì thấy một khuôn mặt phóng to trước mắt, sau đó trên môi cảm thấy ấm nóng giản tư tư hôn rất nhẹ giống như chuồn chuồn đạp nước sau đó cô ấy lập tức trốn vào trong chăn cuộn lại thành một đống hoác khải vẫn đang khom lưng sững sờ ở đó thế nào anh cũng không ngờ tới mình lại bị giản tư tư cưỡng hôn chuyện này quả thật có chút bất ngờ nhìn đống chăn trước mắt hoác khải dở khóc dở cười đây là chuyện gì thế một cố phi dương đã khiến anh đủ đau đầu rồi bây giờ lại thêm một giản tư tư nhưng anh không rõ là có phải giản tư tư uống say, nhầm anh thành người khác hay là thế nào. Những chuyện như thế này cũng không nên hỏi rõ. Nghĩ một lát, Hoác Khải đành làm như chưa xảy ra chuyện gì, dứt khoát quay người đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa khe khẽ, một lúc lâu sau, giản tư tư mới ló đầu từ trong chăn ra ngoài. Trong căn phòng tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào, cũng không nhìn thấy ai, chỉ có thể mơ hồ người thấy hơi thở của người đàn ông thành thục còn lưu lại trong không khí. Tuy trong đầu vẫn còn choáng váng, nhưng Giản Tư Tư vẫn biết rõ chuyện gì vừa xảy ra. Cô ấy chỉ không hiểu được, bản thân lấy đâu ra sự dũng cảm mà lại dám chủ động hôn Hoắc Khải. Là rượu đã cho cô sự dũng cảm này sao, hay là sự phiền muộn mấy hôm nay khiến cô ấy làm liều? Nghĩ đến cái hôn vừa rồi với Hoắc Khải, Giản Tư Tư bỗng nhiên cảm thấy toàn thân trên dưới, từ hai gò má cho đến hai chân nóng rực như phát sốt. Quá xấu hổ, sau này sao có thể gặp mặt nói chuyện với ông chủ đây nếu tổng giám đốc ninh biết thì phải giải thích thế nào càng nghĩ đến những chuyện này giản tư tư lại càng cảm thấy xấu hổ không chịu được cô ấy chỉ đành hét lên một tiếng sau đó lại trùm chăn kín đầu quá mất mặt rồi lúc này hoác khải đã ra đến cửa trung cư anh ngẩng đầu nhìn lên căn phòng của giản tư tư nụ hôn vừa rồi không phải là anh không có cảm giác gì nhưng đối với giản tư tư Hoắc Khải không có nền tảng tình cảm như với Cố Phi Dương. Anh luôn cho rằng Giản Tư Tư là một cấp dưới có tài. Về mặt công việc, có một trợ thủ như vậy thì là một chuyện tốt. Nhưng nếu vì sự ưu tú của đối phương mà lại dây dưa đến chuyện tình cảm thì lại không thích hợp. Còn tại sao Giản Tư Tư hôn anh, rốt cuộc Hoắc Khải cũng chỉ coi là cô gái nhỏ uống say làm bừa chứ không nghĩ gì khác. Sau khi về nhà, anh cũng không nói chuyện này với Ninh Thần mà chỉ nói đi uống mấy chén rượu cũng Giản Tư Tư, sau đó đưa cô ấy về nhà ngày hôm sau hoác khải và ninh thần cùng đến công ty vừa đến hầm gửi xe thì gặp giản tư tư đang đợi thang máy tư tư đến sớm thế chị còn nghĩ rằng hôm qua em uống say sẽ ngủ thêm một lát ninh thần chủ động chào hỏi lúc thấy ninh thần và hoác khải khuôn mặt giản tư tư bỗng nhiên hồng rực chuyện xảy ra ngày hôm qua sáng nay sau khi tỉnh lại cô ấy vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng lúc ở nhà một mình lại không kìm được cảm thấy có chút ngọt ngào. Tuy rằng mối tình đơn phương này mãi mãi không có kết quả nhưng cô ấy đã vụng trộm chiếm được chút lợi của ông chủ. Loại chuyện này khiến cho một cô gái ngoan từ nhỏ đến lớn như giản tư tư lại có cảm giác kích thích lạ thường. Mà hôm nay nhìn thấy Ninh Thần và Hoắc Khải, cô ấy lại ngại ngùng nhìn về phía hai người, nhất là Hoắc Khải, vừa nhìn thấy anh, cô ấy lại không nén được nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Sao mặt lại hơi đỏ thế này? không phải là phát sốt chứ ninh thần quan tâm hỏi hả không phải chắc là sáng sớm nay em mới ngủ dậy bị trúng gió giản tư tư đáp lại vội vàng nói à thang máy đến rồi chúng ta đi thôi con bé này sao hôm nay có gì đó là lạ ninh thần lắc đầu nói cô vừa nói vậy trong lòng giản tư tư càng sợ hãi nhân lúc cửa thang máy mở thì vội vàng đi vào ninh thần cũng không nghĩ nhiều đi theo vào trong nhưng Hoắc Khải thì lại hiểu rõ tại sao Giản Tư Tư lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy, chắc chắn là vì chuyện xảy ra hôm qua. Nhưng anh cũng không định nói về chuyện này với Giản Tư Tư nên coi như không có gì mà đi vào thang máy. Ninh Thần nhìn Hoắc Khải nói, "Lần sau anh đừng đưa Tư Tư đi uống nhiều rượu như thế, tử lượng của cô ấy không ra sao cả." "Anh biết rồi." Hoắc Khải gật đầu. Giản Tư Tư đứng một bên nghe thấy thế thì không dám thở mạnh, chỉ thỉnh thoảng liếc trộm Hoắc Khải. Hoắc Khải không có phản ứng gì, cứ như chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, điều này khiến giản tư tư thầm thở vào một hơi nhưng lại mang theo một chút thất vọng. Lẽ nào, ông chủ không có chút cảm giác nào với mình sao? Cô ấy bất giác nhìn thân hình của mình, sau đó so sánh với ninh thần, hình như cũng gần giống nhau mà. Hoắc Khải không hề biết sự phiền muộn trong lòng cô gái trẻ. Bây giờ, anh chỉ nghĩ đến cuộc đàm phán sắp diễn ra với nhà họ Hoắc chương 523, đàm phán. Sau khi bước vào công ty, những người bắt gặp dọc đường đi đều dùng ánh mắt kính nể và ngưỡng mộ để nhìn Hoác Khải. Có lẽ, họ không giống như giản tư tư, ngưỡng mộ Hoác Khải như thần thánh, nhưng đã là người làm việc một năm trở lên ở hy vọng mới đều hiểu rõ công ty này có một ông chủ như thế nào. Tuổi tác của ông chủ không cao, nhưng năng lực của anh lại đạt đến trình độ khó mà tin nổi. Trong thời gian 2 năm, từ một cửa hàng tao bao có phân xưởng nhỏ phát triển thành một công ty lớn có giá trị 30 tỷ như bây giờ. Hàng chục ngàn cổ phiếu đã bán ra với giá 10 ngàn một cổ phiếu. Điều này đủ để chứng tỏ sự công nhận của giới đầu tư với những kế hoạch sản xuất của ông chủ. Còn những người mới vào công ty không lâu, thậm chí còn chưa từng gặp Hoác Khải thì tò mò nhìn theo anh, muốn xem người này là người như thế nào, trong bộ não có chứa cái gì mà có thể làm được những chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Trên đường đi Giản Tư Tư kêu doãn Thiên Trạch, tổng giám đốc chi nhánh Đinh Mão phụ trách đàm phán với nhà họ Hoắc, báo cáo tiến triển gần đây với Hoắc Khải. Doãn Thiên Trạch cũng là một trong những người đầu tiên làm việc ở công ty như Giản Tư Tư. Đến giờ anh ta đã phụ trách độc lập một chi nhánh. Tuy anh ta không hiểu quá nhiều về các vấn đề kỹ thuật nhưng lại có tầm nhìn phát triển chiến lược độc đáo. Cho nên Hoắc Khải định mượn chi nhánh để bồi dưỡng nhân tài thật tốt, tương lai sẽ có giá trị sử dụng lớn. Qua mấy ngày đàm phán, Người nhà họ Học không có ý muốn nhượng bộ, họ kiên quyết không buông cổ phần trong tay, không chia lợi nhuận. Chuyện của công ty VA thì phải tiến hành giải quyết trong nội bộ của công ty VA chứ không nên và cũng không có lý do gì để kéo sản nghiệp của nhà họ Học vào. Chúng ta đã thử rất nhiều cách nhưng đều không thể khiến họ nhả số cổ phần đó, Doãn Thiên Trạch nói. Người nhà họ Học sẽ không chọn cách được ăn cả ngã về không đấy chứ, Giản Tư Tư có chút lo lắng nói, trên lý thuyết Chúng ta chỉ có 51% cổ phần của công ty. Nếu họ kiên quyết không nhượng bộ thì chúng ta cũng không có cách giải quyết nào. Còn về chuyện chuyển đổi kỹ thuật đi thì cũng không phải là không thể, nhưng nhà họ Hoắc có thể khởi tố chúng ta cạnh tranh ác ý, làm tổn hại đến hoạt động kinh doanh bình thường, vì lý do này mà tòa án sẽ kiểm tra và niêm phong những tài liệu kỹ thuật kia. Khả năng này cũng không lớn. Tôi đã tìm và hỏi qua mấy luật sư lớn, tỷ lệ thắng của những vụ khởi tố kiểu như thế này rất nhỏ nhưng chắc chắn sẽ làm chậm trễ thời gian của chúng ta. Thời gian rất quý giá, muộn một ngày, có thể người khác đã bước một bước chiếm lĩnh thị trường trước chúng ta rồi, Giản Tư Tư nói. Những gì hai người nói đều đúng, nhưng chuyện nhà họ Hoắc, không cần quá lo lắng. Theo tôi thấy, chuyện này không khó giải quyết, Hoắc Khải cười nói, dù gì nhà họ Hoắc cũng đứng trong top 5 những doanh nghiệp gia đình trên toàn quốc nên sẽ rất kiêu ngạo. Nếu bảo họ nhượng bộ dễ dàng như vậy thì sau này tin tức truyền ra ngoài không hay chút nào. Hơn nữa, người nhà họ hóc vẫn luôn quen lợi dụng cách thức chủ động và bị động, đi thăm dò giới hạn của người khác. Chúng ta muốn họ nhượng bộ thì trên thực tế, họ cũng đang chảy cối để chờ chúng ta nhượng bộ. Lần đàm phán này chính là để so xem ai nhẫn nại hơn, ai sẽ phải lùi lại trước, sau này sẽ không có quyền chủ động nữa. Mấy người nghe thấy thế thì đều gật gù. Hoắc Khải đã nói chúng tim đen và chính xác tình hình hiện tại. Vậy nên giải quyết thế nào? Giản tư tư hỏi. Rất đơn giản, Hoắc Khải thản nhiên nói, nhà họ Hoắc muốn kéo dài thời gian thì chúng ta sẽ cho họ thời gian. Mấy người giản tư tư nghe thấy thì sững sở, cho họ thời gian. Là có ý gì? Hoắc Khải không giải thích gì thêm, lúc này đã đến cửa phòng họp, Doãn Thiên Trạch đẩy cửa mời Hoắc Khải đi vào. Trong phòng họp, người nhà họ Hoắc đang ngồi nhỏ giọng bàn luận, thấy có người đến thì họ lập tức ngậm miệng. Người đại diện nhà họ hót đến đàm phán lần này không phải là hai anh em hót thanh vân và hót lập quần. Hai anh em nhà này chỉ đứng hạng hai trong dòng họ, chỉ có tư cách giải quyết những chuyện thông thường. Nhưng nếu đã đến liên quan đến lợi ích lớn trong tương lai của dòng họ thì phải có tầng lớp cao cấp hơn đứng ra xử lý. Người đến lần này là hót Hỷ đức là họ ngoại nhà họ Hoắc nhưng từ đời ông đã luôn theo dòng chính nhà họ Hoắc đánh Nam dẹp Bắc nên đến giờ cũng đạt được địa vị rất cao. Ngoài Hoắc Tích Nguyên thì địa vị của Hoắc Hỉ Đức cao nhất trong số con cháu của dòng chính. Nhà họ Hoắc cử ông ta tới đã đủ để chứng tỏ sự coi trọng của họ đối với chuyện này. Đây là người đại diện pháp luật của công ty hy vọng mới chúng tôi, anh Lý Phong giản tư tư giới thiệu nói anh Lý Phong sẽ đại diện công ty để tiến hành thảo luận về phần công việc tiếp theo nếu có vấn đề gì thì các ông có thể trực tiếp đàm phán với anh Lý. Nghe danh anh Lý đã lâu, giờ mới có cơ hội để gặp mặt, Hoắc Hỷ Đức đứng lên, lạnh nhạt nói, nhưng người đại diện pháp luật thì ở trong công ty cũng không phải là một chức vụ nhỉ. Các cô bảo anh ta đến đại diện công ty đàm phán thì có chút không thỏa đáng lắm thì phải. Không có gì không thỏa đáng cả, Hoắc Khải đi đến trước mặt Hoắc Hỷ Đức ngồi xuống, nói, hy vọng mới chưa lên sàn chứng khoán mà vẫn thuộc tài sản tư nhân của vợ chồng tôi là người đại diện pháp luật đồng thời là một trong những người sở hữu công ty tôi có quyền quyết định bất kỳ việc gì đương nhiên nếu nhà họ hoắc không muốn đàm phán với tôi thì ngay bây giờ có thể rời đi anh lý nói vậy thật sự có chút hùng hổ dọa người rồi tinh thần của người trẻ tôi có thể hiểu được nhưng trong công việc vẫn nên ôn hòa một chút hoắc hỷ đức nói tôi không thích vòng vo cũng không muốn lãng phí thời gian của cả hai bên sau khi hoắc khải ngồi xuống nói tôi đã hiểu rõ về tình hình lúc trước hình như nhà họ hoắc không muốn chấp nhận điều kiện của chúng tôi. Không sai, chi nhánh VA là tài sản của nhà họ hoắc Chúng tôi không ngại dùng chung kỹ thuật với hy vọng mới đã là giúp cách anh chiếm được lợi ích rất lớn rồi, nhưng nếu lại muốn phần tài sản của nhà họ hoắc chuyện này nói ra ngoài sợ sẽ thành trò cười đấy, hoắc hỉ Đức nói. Tôi không thấy đây là một trò cười mà trái lại, tôi cảm thấy tầm nhìn nhà họ hoắc quá ngắn xem ra sau khi ngôi sao hy vọng rơi xuống thì các ông thật sự không có đến một người có con mắt chiến lược, Hoác Khải nói. Hoác Hỷ Đức nghe thấy thế thì sắc mặt xám xịt, nói câu nói này của anh, có thể xem là công kích cá nhân hay không? Vậy phải xem ông hiểu thế nào, nhưng trước tiên, tôi phải nhắc lại một lần nữa, điều kiện của hy vọng mới sẽ không thay đổi, mà nhà họ Hoác buộc phải chấp nhận. Ở điểm này không phần linh động để đàm phán, Hoắc Khải bỗng nhiên quyết liệt như vậy khiến Hoắc Hỷ Đức không kịp thích ứng. Lúc trước, khi Giản Tư Tư đàm phán với ông ta, tuy rằng cũng rất mạnh mẽ nhưng không giống Hoắc Khải, từng câu đều thể hiện chắc chắn sẽ chiếm được ưu thế trên bàn đàm phán. Giản Tư Tư nói thì kiểu giống như đang giảng dạy về những nguyên tắc, về lý, về tình. Còn Hoắc Khải thì lại như một viên đạn pháo công thành, đổ ập xuống đầu, không cho người khác cơ hội hít thở ông từ chối cũng được mà đồng ý thì cũng thế, kết quả cuối cùng thì đều giống nhau. Nếu chúng tôi không chấp nhận thì sao, Hoắc Hỷ Đức lạnh lùng nói, chuyển đổi kỹ thuật đi sao. Đừng quên, trong kinh doanh, điều này được tính là sự quấy rối nghiêm trọng, chúng tôi có quyền khởi tố. Tôi sẽ không chuyển đổi kỹ thuật đi, điều này không cần thiết, Hoắc Khải nói, nhưng tôi có thể làm một chuyện. Chính là theo nội dung hợp đồng của công ty VA thì sẽ lệnh cho đội kỹ thuật chặn mọi đường suốt chương trình tất cả kỹ thuật đều do chi nhánh ninh máu của hy vọng mới phụ trách phát triển. Nhà họ Hoác có quyền chia lợi tức nhưng không có quyền quản lý. Ngoài ra, tôi còn có thể tuyên bố nhà họ Hoác sẽ bị loại bỏ khỏi hệ thống VR trong tương lai. Điều đó có nghĩa là, ngoài việc chia lãi của 49% cổ phần của công ty VR, tất cả những lợi nhuận khác đều không liên quan đến nhà họ Hoác. Đương nhiên, ông cũng có thể nghi ngờ tôi không làm được chuyện này. Dù sao nếu so với nhà họ Hoác, thì hy vọng mới của chúng tôi còn quá non trẻ. có lẽ tài sản một chi nhánh của các ông đã nhiều hơn so với chúng tôi, nhưng trên thế giới này là vậy. thời đại lấy khoa học làm chủ đạo và có kỹ thuật là có tất cả. hoa kỳ đức nghe thấy vậy thì sắc mặt lại càng khó nhìn. những chuyện hoắc khải nói là khả năng xấu nhất mà họ đã nghĩ tới sau khi xem hợp đồng của công ty va. trong hợp đồng xác thực là đã nói rõ thành lập chi nhánh ở nước ngoài, lấy đội kỹ thuật làm cốt lõi, tất cả những tư liệu kỹ thuật. Ứng dụng đều do đội kỹ thuật phụ trách và quản lý. Hoắc Gia Minh giữ vai trò là người sáng lập công ty, có quyền chia cổ tức, quyền nhân sự, nhưng không có quyền quản lý đội kỹ thuật. Nếu chỉ nhìn trên hợp đồng, Hoắc Gia Minh nắm giữ quyền lực rất lớn, nhưng trên thực tế, trong công ty mà kỹ thuật là cốt lõi thì không nắm giữ kỹ thuật cũng giống như anh là một cái vỏ rỗng. Lúc đầu, Hoắc Gia Minh không hiểu những điều này, cho nên không hiểu lắm nội dung của hợp đồng, mà cũng không có hứng thú tìm hiểu. Mà bây giờ, bản hợp đồng này lại chính là đòn đối phó mạnh mẽ nhất của Hoác Khải dành cho nhà họ Hoác. chương 524 kết hôn. Chỉ cần anh đồng ý thì có thể cho đội kỹ thuật phong tỏa nhà họ Hoác và không cung cấp thêm bất kỳ sự hỗ trợ về kỹ thuật nào cho họ. Không có sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật, nhà họ Hoác sẽ chẳng còn gì ngoài tiền. Mà trong thời đại này, tiền không phải là quan trọng nhất. Chỉ cần có kỹ thuật thì bao nhiêu tiền cũng có thể kiếm trong thị trường tương lai ai có được loại kỹ thuật này thì người đó sẽ có quyền lên tiếng đây cũng là nguyên nhân vì sao nhà họ hoắc rất coi trọng công ty chi nhánh va bọn họ hiểu cực kỳ rõ chỉ cần nắm giữ được công ty chi nhánh này thì sẽ không cần phải lo về tương lai của nhà họ hoắc nữa chỉ cần nhắm mắt cũng kiếm được tiền nhưng tiếc là hợp đồng mà hoắc giai minh ký lại khiến bọn họ vỡ mộng mỗi khi nghĩ đến chuyện này hoắc Hỷ đức lại rất muốn đánh chết hoắc giai minh phải ngu ngốc cỡ nào thì mới đi ký cái hợp đồng đó chứ. Nhưng người nhà họ Hoác lại quên mất một chuyện quan trọng, đó là loại kỹ thuật này vốn chẳng có can hệ gì với nhà họ Hoác. Nếu Hoác Khải không muốn chiếm lại nhà họ Hoác thì anh sẽ chẳng cho họ chút hoa hồng này đâu. Chúng tôi hay nhà họ Hoác các ông sẽ gửi thông cáo báo chí đây. Hy vọng nhà họ Hoác sẽ có một lựa chọn khôn ngoan. Hãy nhớ rằng cơ hội chỉ có một, hy vọng mới không phải là nơi người ta dễ dàng động vào đâu. Bình thường chúng tôi rất bận, đã quyết định điều gì rồi thì sẽ không thay đổi nữa đâu, Hoác Khải nói. Hoác Hỷ Đức nhìn anh, trầm giọng nói, cậu không sợ chúng tôi sẽ cho cùng rứt dậu à? Nhà họ Hoác có tư cách đó sao? Hoác Khải khinh khỉnh nhìn ông ta, đáp đội ngũ kỹ thuật ở trong tay tôi, nhà họ Hoác định làm liều kiểu gì? Nói trắng ra ấy, số hoa hồng đó là tôi bố thí cho các ông, nếu các ông không cần thì trả đây. Tôi đồng ý bỏ ra một tỷ để mua lại số cổ phần đó từ nhà họ Hoác, một tỷ đã là nhiều rồi, nhưng trừ khi nhà họ Hóc bị điên thì còn lâu họ mới bán số cổ phần này đi. Hiện giờ số cổ phiếu này có lẽ chỉ đáng giá khoảng 800 triệu đến 1 tỷ, nhưng khi thị trường được khai thác trong tương lai thì giá trị tăng lên gấp trăm lần là điều rất bình thường. Dù sao đây cũng là kỹ thuật tân tiến dẫn đầu thời đại, có khả năng sáng tạo vô giới hạn. Chuyện phía sau thì đơn giản hơn nhiều. Một câu nói của Hóc Khải đã đạp đổ hoàn toàn tuyến phòng ngự tâm lý cuối cùng của người nhà họ Hóc sau khi giới hạn của họ bị phá vỡ thì cuộc đàm phán lại thuận lợi đến lạ nhưng nhà họ hoác thì vẫn kiên quyết không đưa nhiều tiền ra như vậy hy vọng mới chỉ có thể lấy được quyền cổ phần hoa hồng của hai công ty chi nhánh ngoài ra cũng có sự bồi thường tương ứng với sự hỗ trợ về kỹ thuật của công ty chi nhánh va hai bên lấy điểm này làm nền tảng tiến hành đàm phán và giảng buộc hoác khải không tham gia vào nhiều giao hết mọi chuyện sau đó cho nhóm người giản tư tư vì anh tin bọn họ làm tốt được một ngày sau, trang web chính thức của nhà họ Hoác và Hy vọng mới đồng thời thông báo đã hợp tác thành công nhờ các nhu cầu chiến lược. Nhà họ Hoác sẽ dùng 50% cổ phần hoa hồng của hai công ty chi nhánh, cộng thêm 20% cổ phần hoa hồng của hai công ty chi nhánh để đổi lấy sự hỗ trợ kỹ thuật của đội ngũ kỹ thuật từ Hy vọng mới. Sau khi thông báo này được phát ra, cả thế giới được một phen sửng sốt. Đội ngũ kỹ thuật của Hy vọng mới Đội ngũ kỹ thuật của công ty VA không phải là của nhà họ Hoác sao? đó là công ty chi nhánh của nhà họ Hó Hoắc mà. Sau đó có tin đồn rằng công ty này trên danh nghĩa là của nhà họ Hó Hoắc, nhưng thực tế 51% cổ phần là tài sản cá nhân của Lý Phong ông chủ của Hy vọng mới. Ngoài ra, nhân viên kỹ thuật của công ty VA cũng do Lý Phong tìm được, có 100% quyền khống chế. Tin đồn chưa chắc đã là thật, nhưng nó lại giải đáp cho thắc mắc của mọi người. Sau khi kinh ngạc về chuyện này xong thì mọi người lại sợ hãi về sức mạnh kỹ thuật của hy vọng mới. Cứ tưởng rằng Hy vọng mới chỉ chủ yếu làm về giảm cân, ai ngờ bọn họ lại tiến xa trong lĩnh vực VA như vậy, thật không thể tin nổi mà. Chỉ một bài thông báo như vậy mà đã giúp Hy vọng mới bán ra được 100.000 cổ phiếu. Phải biết rằng một cổ phiếu có giá 10.000, 100.000 cổ phiếu chính là 1 tỷ. Trong một đêm kiếm vào hẳn 1 tỷ còn không đáng sợ sao? Bên ngoài người ta đang đồn loạn hết cả lên, khiến cho mấy công ty chưa bao giờ mua cổ phiếu mạo hiểm cũng cảm thấy do dự. Nếu một hai công ty mua thì bọn họ còn có thể nói rằng đám người này ngu ngốc, nhưng thấy người mua cổ phiếu ngày càng nhiều, chẳng lẽ bọn họ đều ngu ngốc hết sao? Và lại, đến nhà họ hoặc còn đăng thông báo hợp tác với hy vọng mới rồi thì sao mà là giả được? Mà sau khi xem danh sách những công ty hợp tác với hy vọng mới thì bọn họ kinh ngạc phát hiện ra những công ty này toàn nằm trong top 5 của ngành, hoặc là có tiềm lực cực kỳ lớn. Đã có một hệ thống liên minh khổng lồ dần hình thành xung quanh hy vọng mới. Trong hệ thống này đã tạo lập vòng tròn thương mại khép kín, mà bên ngoài chỉ có thể đứng nhìn con quái vật này từng bước tưởng thành. Hoàn toàn có thể khẳng định, một khi liên minh khổng lồ này được thành lập chính thức thì sẽ trở thành một trong số những thế lực đáng sợ nhất thế giới. Thậm chí, sau khi phát triển thị trường thì có khi còn đứng đầu thế giới ấy chứ. Cao nhất là gì? Tức là số một. Vì thế mà càng nhiều công ty tham gia vào đầu tư mạo hiểm, mua cổ phiếu của hy vọng mới, chuyện này cũng đã trở thành trào lưu của giới đầu tư. Mà người của hy vọng mới thì đương nhiên coi đây là một tin tốt, nhưng sau khi hoan hô, họ lại nhanh chóng trở nên bình tĩnh trở lại. Vì những kỳ tích như thế đã không chỉ mới xuất hiện lần đầu. Hy vọng mới đi từ con số không đến giờ, mỗi một bước đều là kỳ tích tiếp nối kỳ tích. Các nhân viên lão làng đã thấy quen, còn nhân viên mới thì chưa quen với việc công ty của mình ngầu như vậy, nhưng rồi một ngày bọn họ sẽ nhận ra công ty này mạnh cỡ nào sau khi hiệu quả quảng cáo thể hiện ra, nhóm người giản tư tư lại càng thêm sùng bái hoác khải. Mặc dù bọn họ đều tôn sùng đến cực điểm, nhưng mỗi khi cảm xúc tăng vọt thì ý nghĩ này lại càng thêm sâu đậm. Bọn họ đàm phán mấy hôm còn chẳng được, thế mà xếp vào chưa đến 10 phút mà nhà họ hoác đã phải thụt lùi. Đây chính là sự khác biệt. Người đàn ông yêu tú này làm suy nghĩ nhỏ trong lòng giản tư tư càng trở nên rõ ràng hơn nhất là nụ hôn mà cô ấy đã cưỡng hôn hoắc khải lần đó đã trở thành một bí mật ngọt ngào nhất. Mỗi khi nghĩ đến việc bản thân từng hôn người đàn ông giỏi giang như thế, trong lòng giản tư tư cứ lộn nhào hết cả lên. Ninh thần không hề biết gì về chuyện này, mà hoắc khải cũng không để ý. Sau khi đàm phán với nhà họ hoắc xong thì cũng đến ngày Phan Tư Mễ kết hôn. Hôm đó, mới sáng sớm Ninh Thần đã gọi Hoắc Khải dậy, nhắc anh phải đi tham dự hôn lễ của Phan Tư Mễ hoác khải từng đề nghị với ninh thần là tìm cơ hội khuyên phan tư mễ một phen không nên kết hôn mù quáng ninh thần cũng muốn nói nhưng phan tư mễ bảo rằng cảm thấy từ lực phàm không tốt là cảm giác của người khác chứ không phải của cô ta mà ninh thần là bạn thân của cô ta sao lại có thể xỉ nhục chồng cô ta như vậy tóm lại là phan tư mễ không chịu nghe ninh thần hết cách chỉ đành mặc kệ cô là người ngoài cuộc nên không thể nói nhiều được nói nhiều quá nói đúng thì không sao nhớ nói sai thì làm gì bây giờ? Họ là vợ chồng, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa nhau, tự nhiên mình ở giữa tham gia vào thì sẽ khiến người ta căm thù cả đời. Đây chính là cái gọi là thà hủy hoại 10 ngôi miếu còn hơn phá hoại một cuộc hôn nhân. Nếu Phan Tư Mễ đã không chịu nghe thì Hoác Khải cũng không đi tìm cô ta làm gì nữa. Dù sao mối quan hệ của họ đã thành ra như vậy rồi, anh cũng đã cố gắng hết sức, không thể can dự sâu hơn được nữa. Nói thì nói thế, nhưng vẫn phải tham gia hôn lễ. Nếu không vì thấy ninh thần bận rộn nhiều việc thì Phan Tư Mễ còn định cho ninh thần làm phù dâu nữa kia. Khoảng 9 giờ, Hoác Khải và ninh thần đến phòng khám của Phan Tư Mễ. Cô ta vẫn chưa mua nhà ở đây, chỗ làm và chỗ ở đều ở phòng khám này, cho nên cũng đón dâu ở đây. Trước cửa phòng khám đã đề biển, tạm ngừng hoạt động, nhưng ngoài mấy quả bóng bay do nhân viên tự bơm ra thì chẳng có chút bày trí nào liên quan đến đám cưới cả. Nếu không biết trước hôm nay là ngày Phan Tư Mễ kết hôn thì Ninh Thần còn tưởng mình đến nhầm chỗ đấy. Đi lên tầng 2 của phòng khám, cô nhìn thấy Ninh Thần đang mặc bộ váy cưới màu đỏ, ngồi trên sofa đọc tạp chí. Nhìn cô ta không giống người sắp kết hôn chút nào. Sao chỉ có mình cậu vậy, người khác đâu rồi? Ninh Thần đi qua hỏi. Làm gì còn ai nữa, bố mẹ tớ thì không ở đây, cũng gọi bạn học rồi nhưng tớ bảo bọn họ qua nhà hàng chờ trước, Phan Tư Mễ đáp chương 525, không khí. Vậy có đơn giản quá không? Ninh thần nhìn từ phía, nói, không ai đến đưa dâu cũng không trang trí gì cả, chẳng có không khí kết hôn gì hết. Không được, tớ sẽ đi tìm người đến giúp cậu trang trí chút. Phan tư mễ lắc đầu đáp, khỏi đi, tớ thích đơn giản thế này thôi. Hơn nữa, cũng chỉ là kết hôn thôi mà, có gì đâu mà phải trang trí. Thấy dáng vẻ như không quan tâm của Phan Tư Mễ, Ninh Thần cũng không biết nên nói gì, mà chỉ đành nhìn sang Hoắc Khải cầu cứu. Tuy Hoắc Khải hiểu rõ chuyện này hơn Ninh Thần nhưng anh cũng không có gì để nói cả. Vì Phan Tư Mễ rõ ràng là không vui vẻ gì khi kết hôn. Cô ta kết hôn là vì muốn lợi dụng nó để hoàn thành một mục đích gì đó. Hoắc Khải cũng đoán ra được mục đích này là gì, nên anh nói, "Cô Phan, tôi nghĩ cô nên bình tĩnh lại và không nên xúc động quá. Kết hôn là một chuyện trọng đại, nếu cô không tình nguyện thì việc gì phải đem hạnh phúc cuộc đời ra đánh cược chứ?" Phan Tư Mễ ngẩng đầu nhìn anh, sao anh biết tôi đang đánh cược? Hoắc Khải khẽ lắc đầu, nói tôi không biết cô có đang đánh cược không, nhưng tôi biết cô chẳng vui vẻ gì khi làm việc này. Nếu không, cô sẽ chẳng tỏ ra như vậy vào một ngày đáng mừng như thế này. Anh Lý đúng là hiểu lòng người, hiểu hơn cả một bác sĩ tâm lý như tôi nữa ha, Phan Tư Mễ bĩu môi đáp, nhưng tôi cứ kết hôn đấy. Người ta đã không cần tôi thì tôi sẽ chọn một người khác. Còn về việc tôi có thích hay không, có tình nguyện hay không, anh đâu phải chồng tôi mà quản được. Câu nói này ngày càng khó nghe, cũng chẳng hợp lý khi Phan Tư Mễ nói ra. Thật ra, cả Hoắc Khải lẫn Ninh Thần đều hiểu Phan Tư Mễ đang nói gì. Ninh Thần bất giác nhìn lên Hoắc Khải, cô rất muốn hỏi xem chồng mình đang thấy thế nào, nhưng cô do dự một chút nhưng vẫn không hỏi. Câu hỏi này không thích hợp để cô hỏi, càng không thích hợp hỏi vào lúc này. Cho nên, cô chỉ có thể im lặng mà Hoác Khải cũng chẳng nói nữa, người ta đã nói đến câu đó rồi mà vẫn xen vào thì lại, đàn bà quá. Vì vậy mà hai người cứ như vậy, cùng Phan Tư Mễ chờ từ lực phàm đến đón dâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba người chẳng có tâm sự gì để nói. Có lẽ Phan Tư Mễ muốn nói gì đó, nhưng cô ta thấy Hoác Khải im lặng nên cũng đành im theo. Mười phút cứ vậy trôi qua trong không khí kỳ quặc, thời gian điểm đúng 10 giờ. Dưới tầng truyền đến tiếng còi trống, một nhân viên chạy lên nhắc Phan Tư Mễ, "Bác sĩ Phan, anh tử đến rồi ạ." À? Ánh mắt nhân viên nhìn Phan Tư Mễ rất kỳ lạ, vì người này chưa thấy ai kết hôn mà lại giản dị như thế cả. Nếu Phan Tư Mễ không mặc váy cưới màu đỏ thì còn không ai biết là cô ta kết hôn cơ. Dĩ nhiên, cho dù thấy thì cũng chỉ cho rằng đây là sở thích của cô ta. "Tôi biết rồi." Phan Tư Mễ vẫy tay, bộ dáng không hề hào hứng. Đến cả Ninh Thần còn không chịu nổi nói, dù sao thì hôm nay cũng là ngày cưới của cậu, đừng có trầm lặng như vậy được không? Vui lên chút, cười cho tớ xem nào. Được thôi, Phan Tư Mễ cười thật to với cô, rồi hỏi cười vậy đã xinh chưa? Nói thẳng, Phan Tư Mễ có vẻ ngoài xinh đẹp, cũng không kém gì Ninh Thần, thậm chí còn có sức hút hơn cả Ninh Thần. Đối với nhiều người đàn ông thì Phan Tư Mễ chính là loại mà họ thích nhất. Nhưng khi Ninh Thần nhìn thấy khuôn mặt đang cười đó thì cảm thấy hơi giả đằng sau nụ cười đó là nỗi buồn khó diễn tả bằng lời sâu trong ánh mắt phan tư mễ là một sự đau thương và buồn bã đến cực điểm ninh thần biết phan tư mễ đang buồn chuyện gì chính là cầu nhưng không được có câu thơ thế này lòng ta hướng về ánh trăng nhưng ánh trăng lại sáng tỏ nơi cống rãnh dĩ nhiên ninh thần không coi bản thân là cống rãnh nhưng cô vẫn thấy phan tư mễ thật đáng thương vì cô rất hiểu cảm giác như vậy cảm giác khi gặp được người đàn ông mình thích mà lại cách nhau rất xa giống như mãi mãi chẳng với tới cảm giác đó thật sự vô cùng đau khổ cô không biết phải làm sao để khiến sự đau khổ trong phan tư mễ dịu đi không thể chia sẻ chồng của cô với người khác được nếu làm vậy thì người đau khổ lại chính là cô rồi tuy ninh thần rộng lượng nhưng không đến mức đấy phan tư mễ lại cười hỏi hoác khải sao hôm nay tôi có sinh không hoác khải khẽ gật đầu sinh anh không hề nói dối. Phan Tư Mễ mặc váy cưới màu đỏ nên nhìn còn hấp dẫn hơn bình thường, giống hệt mỹ nữ cổ đại. Phan Tư Mễ mỉm cười, đồng thời, nhóm từ lực phàm cũng đã lên đến nơi. Anh ta dẫn theo mười mấy người, tất cả đều mặc vest, đeo cà vạt. Mặc dù anh ta cũng chỉ muốn lợi dụng Phan Tư Mễ, nhưng kết hôn là chuyện quan trọng, từ lực phàm cũng không muốn mọi chuyện quá khó coi. Việc gì cần chỉn chu thì phải chỉn chu để sau này kết hôn thì cũng sẽ không bị người khác nói ra nói vào. Nhưng sau khi lên tầng 2, nhìn thấy chỉ có ba người, mà cũng không có trang trí gì cả, đám người hơi sửng sốt. Từ lực phàm khẽ cho mày, nhưng khi thấy Ninh Thần và Hoác Khải thì anh ta lập tức nở nụ cười. Anh Lý, cô Ninh, xin chào, từ lực phàm mỉm cười chào đón. Chào anh Từ, chúc mừng hạnh phúc, Ninh Thần đứng dậy. Cảm ơn cô Ninh nhé, từ lực phàm nói rồi nhìn Phan Tư Mế, hỏi không còn ai sao phan tư mễ bình thản nói anh không tự nhìn được à ngữ khí câu nói này không tốt gì cả làm sắc mặt của từ lực phàm trầm xuống nhưng anh ta phản ứng rất nhanh có lẽ chưa ai kịp để ý đến mà anh ta đã kịp thu hồi lại rồi từ lực phàm mỉm cười nói vậy cũng được đơn giản cũng hay chúng ta đi thôi nhỉ mặc dù nói thế nhưng trong lòng từ lực phàm đã chửi lên đầu phan tư mễ rồi đồ đàn bà khốn kiếp ngày kết hôn như thế mà lại thành ra thế này muốn anh ta xấu mặt hay gì chờ đó sau khi giải quyết xong vụ hy vọng mới anh ta sẽ dạy dỗ phan tư mễ trong mắt từ lực phàm phan tư mễ chỉ là một công cụ ngoài việc giúp anh ta đối phó với hy vọng mới ra thì chẳng còn tác dụng nào khác dĩ nhiên cưới được một người vợ xinh đẹp này thì chơi đùa một chút cũng được nhưng hôm nay phan tư mễ không nể mặt làm từ lực phàm rất khó chịu nhưng vì đây là tình huống đặc biệt nếu không anh ta đã tức điên lên rồi thấy từ lực phàm cầm hoa cưới đi đến phan tư mễ đứng dậy đi ra ngoài vậy thì đi thôi không còn sớm nữa đâu thấy phan tư mễ lướt qua người mình ánh mắt từ lực phàm trở nên lạnh lẽo đến cả những người đi theo anh ta cũng không thể hiểu nổi bọn họ xì xào vài câu thấy sắc mặt từ lực phàm khó coi liền im lặng nhưng tất cả mọi người đều nghi ngờ trong lòng hai người này chẳng hề giống sắp kết hôn gì cả không lẽ là cãi nhau nói thật cuộc sống tình cảm của từ lực phàm và phan tư mễ khiến người xung quanh luôn thấy nghi ngờ hai người trên danh nghĩa tuy là người yêu nhưng chưa bao giờ đi ăn riêng với nhau phan tư mễ càng chưa bao giờ gặp mặt bạn của từ lực phàm có thể nói ngoài ảnh trong điện thoại từ lực phàm ra thì đây là lần đầu những người này gặp phan tư mễ ở đời thật mặc dù cô ta xinh đẹp đấy nhưng tính cách và không khí như này thật sự là chẳng ra làm sao Ninh Thần là người đưa dâu nên không thể không đi qua nói với Từ Lực Phàm, anh Từ, anh đừng để ý, có lẽ Tư Mễ đang áp lực về chuyện công việc. Không sao đâu, Từ Lực Phàm nhìn Ninh Thần cười đáp, tôi hiểu cô ấy mà, cô ấy là bác sĩ tâm lý nên đều phải giao tiếp với bệnh nhân, có áp lực tâm lý cũng là bình thường. Thật ra tôi cũng có áp lực, chuyện kết hôn này. Đừng nói như kiểu anh hiểu tâm lý lắm vậy, chưa từng học thì đừng có nói linh tinh kẻo người ta cười cho, Phan Tư Mễ quay đầu lại gắt gỏng audio điện tử võ tấn bền hết chương 525